pin lại không cắm sạc chứ. Vâng. Lúc nào không dùng thì cứ sạc đi, xong rồi lúc dùng thì lúc nào sạc ra thì nó mới bền pin. Cao quá. Biết ngay mà. Tỉnh ngon à. Đây này con này, chỗ này này, đây chỗ này này, đấy mày gào đây này. Chọn cái nào êm nhất mà ngồi. Ok. Lệ đưa máy rồi làm lệ cho chị. Mở bài lai nha chị. Bảo không? Còn cái bình luận nó chuyện gì nữa? Để mà bán cho chị. Không bán ai đâu, cứ để đi. Chị có phải cháu làm gì đâu chị? Em ăn đi. Chị bình luận bảo béo, nghĩ là cái chú nó ra. Nhưng cái chân nhóm mà chị béo cái mình lượn lên. Khui áo khoác cho các con, siêu nhiều áo khoác đẹp. Có rất là nhiều loại áo khoác, ví dụ như là áo khoác thể thao, áo khoác jean bò, áo blazer cho các con và một ít áo kaki, mang theo kaki. Kaki là ít nhất luôn, còn đâu thì sẽ các blazer và khoác thể thao và khoác bò, rất là nhiều luôn, rất là nhiều khoác đẹp cho các con. Hôm nay là một cái số like áo khoác cho con đẹp xuất sắc luôn mọi người nhá. Các mẹ vào like nhìn tay cho cô Phố nào. Xong chưa? Đưa máy đây cho chị, là chị cần máy. Mở máy lên xem là âm thanh ánh sáng được chưa các bạn ơi. Linh mở máy lên xem nào. Và like được chưa? Và like cái là cô bấm máy cái là không làm được riêng nữa. Mở máy xem là bài like xem là ánh sáng được chưa. Loa tiếng nó được chưa? Ánh sáng được không con? Lệ. Kéo cái cây lùi lại một tí chứ. Ít thôi. Ok. Nào, let's go. Hình như mọi người nhìn được cái máy Apple, nhìn được cái máy Samsung kiểu nó kiểu vàng vàng nhở. Nó không sáng sáng như kiểu iPhone nhở. iPhone nó sẽ trắng trắng. Cái này sẽ vàng vàng. Lệ ơi, cái máy có lẽ sao nó không hiện lên mắt, bao nhiêu mắt xem nhé. À đây rồi, 133 chị đang xem live rồi, 135 chị rồi. Ok mọi người. Các mẹ ơi vào like, chia sẻ like để cô Phổ tặng quà đồ like cho các con nhé. Hôm nay rất nhiều áo khoác đẹp. Giờ chị mua đồ cho con trai chị. Hôm nay là một số like của con trai, đúng rồi, chuẩn luôn ạ. Hôm qua là con gái lên ngôi và hôm nay thì con trai. Hello Minh Châu. Nhìn thấy chị Huệ Thương rồi, nhìn thấy mẹ Thơ Vũ rồi nha, nhìn thấy nhóc xinh rồi. Mẹ nào có logo người chia sẻ được cô Phổ tặng quà đầu like cho các con. Hôm qua là váy cho các con gái, còn trưa nay là một số like áo con trai sẽ nhiều hơn, nhưng vẫn có rất là nhiều áo khoác cho con gái, ví dụ như khoác thể thao này, khoác jean bò này, áo măng tô kaki này, thì cũng rất là nhiều cái cho con gái, còn đâu thì con trai sẽ nhiều hơn một chút nhé các mẹ nhé. Đầy đủ size số cho các con từ 8 cân đến khoảng độ tầm 50 cân quay đầu. Tầm dưới 40 cân là nhiều nhất, 50 cân thì chỉ có một ít thôi, không có quá nhiều. Mẹ nào có logo chia sẻ để cô Phổ sẽ tặng cho các con luôn mấy món quà đầu like nhá. Cái này cho bé gái đi, em tặng cho con gái một cái áo jean bò. Jean bò các mẹ có thể mix cho con gái rất xinh, ví dụ như người lớn mặc áo khoác jean bò. Em thì là một đứa rất thích áo jean bò, thế nên là đồ của các con em cũng sẽ làm jean bò cho các con rất là xinh và bao độ mới cho các con luôn. Hàng si như các bác nhận hàng sẽ không có suy nghĩ đây là hàng si và suy nghĩ là ô si gì mà nó lại cao cấp và nó lại đẹp như thế này, với giá trăm nghìn hơn trăm nghìn một cái áo cho các con, thì em nghĩ là mẹ nào cũng mua được cả chục cái và chục cái cho các con mặc luôn. Hello Nguyễn Quỳnh, nào mẹ nào nhìn thấy cô Phổ rồi comment lên kèm em nhận được quần bò rồi, đẹp lắm chị ơi. Quần bò người lớn đúng không?
quần bò người lớn thì chả đẹp, nói chung là đồ jean. Tóm lại là đồ mùa đông nhà cô Phố, cô Phố rất tự tin từ đồ trẻ con cho đến đồ người lớn, đặc biệt đồ của trẻ con thì cô Phố làm nói chung là mất rất là nhiều tâm huyết và bỏ rất là nhiều sức so với đồ của người lớn. Đồ người lớn em làm nhàn lắm, đồ người lớn em bên kia nhà em có người làm rồi em gửi về em, tại vì hàng tuyển em làm hàng tuyển của tuyển luôn ấy, nên thành ra là em nhàn cực kỳ luôn. Nhưng mà riêng đồ trẻ con thì em làm rất là mất thời gian luôn nhé. Ok chị, 35 cân 38 cân, 35 37 cân thì em hôm nay có rất là nhiều áo jean bò, áo jean bò và áo khoác thể thao rất là đẹp luôn. Con gái là bé 16 cân có. Đó, các con mẹ ơi, comment. Áo gió, con gái đẹp, con thích lắm, yêu cô Phố quá luôn. À, đấy mẹ nào đấy. Ok, cảm ơn Minh Châu. Nào mọi người ơi, và like em tặng cho con các con gái một cái này đi ạ. Jean bò màu hồng nhá, áo jean màu hồng rất xinh. Về mặc cho các con váy, ví dụ như là như cô Phố hay, nếu mà jean bò thì em mặc được rất là nhiều kiểu. Nếu chị nào mà thích mặc váy thì mọi người có thể mặc kiểu một cái váy sát nách như em, bình thường như em là em mặc một cái áo sát nách bên trong, váy hai dây hoặc váy sát nách, xong rồi khoác một cái áo jean bò hoặc một cái khoác thể thao ra bên ngoài, rất là khỏe khoắn luôn. Hoặc là jean bò các chị có thể mix với cả quần jean nhà em cũng rất là ok. Quần jean hoặc là tất cả các dòng quần nhà em, ví dụ như là quần gì ta, tự nhiên quên hết các loại quần nhà mình bán là cái gì luôn ấy, dạo này trong đầu toàn đồ trẻ con luôn ấy. Bé trai 10 cân là ok, tình yêu 10 cân đúng không? Bây giờ cô Phố tặng cho con gái một cái này, sau đó sẽ tặng đồ con trai. Vì vô tình đã cầm một cái áo hồng màu hồng cho con gái trên tay rồi nên là sẽ tặng con gái. Còn đâu trưa nay sẽ rất là nhiều của con trai nhá. Mẹ nào có con gái cái nặng cho cô Phố đẹp nhất là dưới tầm 13 cân, 12, 13 cân quay đầu rất xinh. Mẹ nào có logo thì chia sẻ like đầu like cho cô Phố luôn. Tặng cho các con luôn nhá, xin lộc mẹ nào về nhanh với nhạy mở hàng cho cô trưa nay. Sẽ tặng cho mẹ nó cái áo này, con gái từ 10 cân đến 13 cân, em tặng cho con gái 10 cân đến 13 cân cho em nhá. Xin lộc các mẹ cái này 68.000, số 68 là số cô Phố luôn luôn tặng quà đầu like cho các mẹ đúng không? Comment mã quà 68k nhá. Quà 68.000 giúp em, cái logo người chia sẻ là cô Phố tặng luôn cho các con, xin lộc mẹ nào 68k cái này. 68.000 blazer này sẽ có đầy đủ size số blazer cho các bạn con trai nhá. Blazer cho các bạn con trai cứ từ 8 cân đến khoảng độ tầm blazer thì em thấy là 8 đến tầm 30-35 cân thôi, chứ không có size to của con trai mà blazer đâu. Đẹp lắm, còn đâu thì khoác thể thao và khoác jean bò thì rất là nhiều size to. Ok các mẹ, mẹ nào có logo chia sẻ áo 14 cân cô Phố ơi, con trai con gái kèm giới tính lên bên cạnh lên cho em đi nhá. Comment mã quà 68k. Khách mới thì nhìn phần ghi bình luận của em là comment mã cách số điện thoại, và sau khi được nhà em đọc chốt đơn thì gửi tin nhắn luôn giúp em, gửi địa chỉ vào phần tin nhắn giúp em luôn. Khách mới muốn chốt nhiều trên một like của em, mọi người có thể cọc luôn em khi em đang like. Còn nếu khách mới không muốn cọc luôn thì mọi người có thể chốt khoảng được tầm 3 đến 4 sản phẩm quay đầu, em sẽ chốt hạn chế một chút đối với khách mới. Nếu như các chị không muốn cọc luôn khi em đang like thì các bác chốt hạn chế, em sẽ chốt hạn chế đối với khách mới, nên các chị khách mới thông cảm hộ em. Tránh trường hợp là khách mới mua hàng hủy xả của em nhá các chị nhá. Hàng si mỗi mẫu em có đúng một cái thôi, nên là em không bán hàng hủy xả đổi, lấy cái nào là phải chắc chắn lấy cái đó cho em nhá mọi người nhá. Không có nhu cầu mua thì mọi người chưa tin tưởng em, mọi người có thể xem theo dõi em, khi nào mình đã tin tưởng em rồi thì mọi người có thể mua hàng mọi người nhá. Em không bắt tất cả khách mới vào xem like của em phải mua hàng ngay, nên là các bác cứ theo dõi, khi nào tin tưởng em, thực sự tin tưởng và chốt thật là văn minh, mua hàng văn minh chắc chắn, lấy hàng không hủy không xả không đổi cho em. Đó là những tiêu chí 3-0 của nhà cô Phố và lúc nào cũng trong chế độ ưu tiên. Ok cho mọi người, còn muốn được ưu tiên chất đơn nữa thì các chị có thể cọc tiền để được ưu tiên chất đơn. Ví dụ như là một vài chị luôn luôn trong chế độ ưu tiên là các chị trước khi em like các chị luôn luôn cọc khoảng độ tầm 1-2 triệu đi, xong rồi các chị chốt nhòe luôn cho các con mặc. Nói chung là mình chắc chắn là mình lấy hàng thì chắc chắn trong chế độ ưu tiên rồi. Còn các chị khác không muốn mình trong chế độ ưu tiên thì mọi người không được tị, bởi vì nhà em sẽ có chế độ ưu tiên đối với khách chia sẻ like là 1 này, khách mua hàng văn minh là 2, khách không hủy sạc là 3, và khách chuyển khoản trước đó mọi người nhá. Nào nhanh tay cho em mã quà 68.000 kèm logo chia sẻ. Chia sẻ like để nhận quà nhé. Nay có khoác bò cho con gái 30 cân công Phố có luôn. Ô, mẹ ơi, 30 cân con gái nhiều lắm, xinh cực, mới tinh, nói chung là jean bò đẹp lắm. Đồ jean em làm cho các con và làm cho người lớn đều rất là đẹp. Ví dụ như cái áo jean này cũng trong lô người lớn lần trước của em like đấy đúng không mọi người? Em để làm cái toàn là giống những cái áo jean bò của em vừa mua tầm triệu với hơn triệu một cái áo jean bò đấy. Ok, quà 68k. Nguyễn Quỳnh đang tương tác rất là tốt. Còn mẹ nào muốn được nhận quà cái này của em không? Em thấy em đang hôm nay em không có máy tính để xem nên thành ra là em nhìn cái bình luận ở trên điện thoại nó bị ẩn comment ấy, em không nhìn thấy comment của mọi người mấy đâu. Nhìn thấy chị Quỳnh Nguyễn là 1 này, Nguyễn Quỳnh là 2 này. Nhìn thấy mẹ Hân Nguyễn là 3, mẹ Hân Võ là 4, Xuân Diệu là 5, Phan Hồng là 6. Quá đẹp đúng không Phan Hồng? Chia sẻ like cho em chưa? Thả tim cho em chưa Phan Hồng ơi? Nhóc xinh nữa này. Đó, Dung Phạm. Những chị nào mà không thấy em đọc tên có nghĩa là nó đang bị ẩn comment. Thì mọi người bằng cách nào đó mọi người phải tương tác lên, chấm một cái hoặc là ABCXYZ gì đó cho em, hoặc là quà 68.000. Muốn được nhận quà cái này thì comment cho em quà 68k giúp em nhỉ. Tặng mẹ nào chia sẻ like cho nhà em chưa chị?
Tuấn Kiên chia sẻ like chia cho em chưa? Chị nào mà đang trong giờ làm việc thì mọi người không chia sẻ like được, mọi người thì có thể báo nhắn tin lên trên tin nhắn nhà em là chị đang đi làm không chia sẻ like được, thì bạn lệ nhé, bạn trước đây bạn thì vẫn sẽ ưu tiên nhá mọi người nha. Bổ luôn đây, bổ luôn quả sẻ chị ơi. Bổ luôn như còn gì nữa. Thả tim cho em nào. Những chị nào mà đang đi làm không chia sẻ like được thì thả tim cho cô phố. Ok chưa? Còn tất cả các chị còn lại không bận gì thì mọi người bổ cho em vài quả sẻ vào nhá mọi người nha. 68.000 giúp em chốt nhanh cái này để chị tặng thêm cho con trai đi. Ôi tí nào mẹ nào gò con gà cái yếm này xinh quá này. Yếm này xinh luôn. Rất là đẹp luôn. Qua 68k em cho chị Nguyễn Quỳnh ạ. Nguyễn Quỳnh đang tương tác rất tốt luôn. Chia sẻ like rồi đúng không em? 68.000 cho Nguyễn Quỳnh nhá. Tặng cho bé trai đi. Hôm nay rất là nhiều zin bò. Em sẽ tặng một cái zin bò nhá mọi người nhá. Tặng một cái zin bò luôn cho mẹ nào có con trai mới tinh. Mới tinh cho em 15-16 cân quay đầu. Mẹ nào có con trai 15-16 cân quay đầu, cô phố tặng cái này cho các con. Xin lộc đầu like nha. Mã cho em là mã C61. Em tặng cái này luôn cho các con. Xin lộc 38.000 đi. 38.000 nhá mọi người nhá. 38k giúp em. Chốt mã này là mã gì ạ? C61 cách logo người chia sẻ cho em nhá. C61 cách DCS là có nghĩa là đã chia sẻ like rồi. Ok cho mọi người nhanh tay nào. Em tặng món này xong em vào chương trình like luôn. Chị nào vào sau săn sau nhá. Chị nào có con trai cái nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 15-16 cân. 15-16 cân mặc jean bò thì rất là khỏe. Kể cả con trai hay con gái đều rất là khỏe luôn. Các bạn chị có đọc comment của khách đang hỏi size gì nhiều nhá. Không có là chị không có điện thoại, không có máy tính là chị sẽ không đọc được comment đâu. Mọi người lưu ý cho em là mọi người lâu mà em không lên size của con thì mình mọi người có thể comment cái size số của các bạn lên giúp em nhá. 15 cân quay đầu. Đó, comment ví dụ trai 10 cân, gái 30 cân, trai 40 cân, gái 26 cân hay gì đó mọi người kèm giới tính cho em. Hỏi cân nặng kèm giới tính để em lên size cho các chị nhá. Có màu nào có màu hướng size 25 cân không chị Phố? Không. Không có màu hường đâu, màu hường chỉ có khoác thể thao thôi, bò có đúng một cái màu hường vừa xong thôi. Còn đâu khoác bò sẽ chỉ có màu xanh này, màu đen này, màu xám xám thôi nhá, màu ghi chuột, màu ghi lông chuột đấy ạ. Em này chị nào có con trai 15 cân quay đầu, 15-16 cân quay đầu cho mã C61, em tặng các con 38.000, C61 38k, đây này, bò thì nó sẽ có những tông màu kiểu như này này. Trai 12 cân ạ, gái 22 cân. Trai 12 cân nhiều lắm, nhiều cái xinh đây, trai 12 cân cô tặng một cái, trai 12 cân cái này luôn này, đó. Trai 12 cân xinh chưa? Blazer nhá. Okay, C61 em cho chị Quỳnh Nguyên ạ. Mẹ nào có con trai 12 cân vừa hỏi cô phố tặng cái này luôn đầu like này. Kèm logo chia sẻ nhá. Nếu mẹ ấy chia sẻ like rồi em tặng luôn. 12 cân nhá. 10 cân đến 12 cân cho bé trai. Mã này trên là mã C63. C63 tặng 63.000 luôn. C63 tặng 63.000 luôn nhá các mẹ nhá. C63 cô phố tặng 63.000 luôn. Ok chưa mọi người? Cái này cho con gái nữa, tặng nốt đúng một cái này của con gái nữa em sẽ vào chương trình like luôn. Con gái cho em dưới 15 cân cho em này. Gái 15 cân giúp em nhá, xinh lắm. Mặc cái này cho các con khoác ở bên ngoài, những cái áo 2 dây vải 2 dây bên trong. Mã cách số điện thoại kể cả là quà hay là tìm chốt đơn đều như vậy nhá mọi người nha. Sau này chị nào có bé gái 15 cân xinh chưa? Đẹp vãi. 15 cân quay đầu cho cô phố luôn, mã này trên là mã C2. C2 giúp em nhá. Tặng các con cái này luôn nhanh tay. 50.000 và C2 cho em để vào chương trình live luôn này. C2 50k giúp em. Mọi người thích jean bò này hay thích blazer hay thích khoác thể thao, có 3 dòng trong cái số live của em hôm nay, 3 loại khoác trong số live. Mọi người thích cái gì mọi người có thể comment lên, còn không nếu không thấy yêu cầu gì em sẽ live theo cái xào của em. Các bạn ấy đang chuẩn bị hàng đây nhá. 63 chị nhóc xinh ạ. Ok. Nhóc xinh và chuyển khoản cho em để được cho ma tiếp theo nhá. Nhóc xinh có đơn tốn qua ấy. Vâng ạ. Nhóc xinh có đơn tốn qua và chuyển khoản đơn tốn qua cho em để chốt đơn trưa nay nhá chị ơi. Tất cả các chị đang nợ đơn tốn qua và chuyển khoản đơn tốn qua em để chốt đơn trưa nay tiếp. Đặc biệt là các bác khách mới. Nếu như các chị có đơn tối hôm qua mà các chị chưa chuyển khoản, em sẽ chốt hạn chế trưa nay khoảng tầm 2 mã quay đầu thôi, các chị lưu ý nha. Áo bò bé gái 22 cân ạ. Đó, ok, thích bò hay là thích gì thì mọi người comment lên để em sẽ có 3 dòng áo khoác, một là bò, hai blazer, 3 là thể thao nhá mọi người nhá. Em này cho em đó, đâu sao con? Áo của con đấy. Cô cho mượn nha. Áo của con đấy. Không phải gu của con đúng không? Con mèo nó cứ nhảy tưng lên gáo đấy. C2 chị Quỳnh Chi nhá. Yếm bò không sốt. Có, yếm bò có 1-2 cái thôi. Không phải số like yếm nên là nó lẫn cái nào thì các mẹ phải theo dõi like là sẽ có đây này. Ví dụ như cái yếm này cho em nhá. Đó, ok, mẹ nào hỏi yếm em lên luôn cho luôn này. Có đúng cái yếm hiện tại bây giờ cho con nhá. 7 tháng bao nhiêu cân chị Quỳnh Chi ơi? Nhé, em bán theo cân, em không bán theo tuổi nha các chị nha. Chị nào có con cân nặng cho em, bé gái cho em này, 25-28 đến 30 cân quay đầu. Một cái jean bò tặng các con luôn cái này nhá. 80.000 và C17. 80k mà C17 nhá, có đúng một cái jean em nhìn thấy, à muốn được cái yếm em nhìn thấy thôi. Bò bé gái 28-30 cân ạ. Ok, nhiều lắm, bò bé gái 28-30 cân nhiều lắm. Cái này có bé gái nha. Khoác 89 cân nha. Ok, 89 cân trai gái, comment cả giới tính vào cho em. 30 cân quay đầu cái yếm này cho bé gái. Mã cho em là mã C17 nhá. 80.000 đúng không con? Bò. C17 cho em 80k giúp em luôn. C17 chị Ruby Nguyễn ạ. Ok.
Em này ơi, chị nào có con cân nặng cho em nhá. Áo jean bò em thấy trai gái đều được. Em dơ lên màu màu như thế này. Các chị thích mặc cho con trai thì mặc, mà thích cho con gái thì mình chỉ cho con gái nhá mọi người nha. Kể cả jean bò hay kể cả thể thao cũng thế. Mọi chị là màu hồng hoặc là những màu đặc trưng của giới tính thôi. Chị nào có con cân nặng cho cô phố này, đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 30 cân quay đầu. Đẹp xuất sắc chưa? 30 cân quay đầu trai gái mặc màu này đều rất là đẹp. Đằng sau là thêu toàn bộ cho em nhá. 30 cân quay đầu giúp em 120 trên bạn D30. D30 cho cô phố nhá. 120.000 bạn D30 giúp em. 120.000 mà D30 mới tinh các mẹ nha, mới lắm luôn nhá. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho cô phố này, đẹp nhất cho em dưới tầm 35 cân, 38 cân, maximum dưới 40 cân. Em tư vấn cân nặng mặc đẹp, maximum dưới 40 cân. Mặc đẹp là 35 cân đến 38 cân nha. Dưới 40 cân cho em, đẹp xuất sắc và mới như new luôn. 130 chiếc máy này là M99 á. M99 130 nhá mọi người nhá. M99 giúp em 130.000. M99 130. Quên chưa xin học mà sao cô học có chịu đấy. M99 đó chị Hân Nguyễn ạ. Cái gói giấy này chỉ để đây tôi không cầm lại, vừa nhìn thấy đây đâu rồi. Đây rồi. Cái gói giấy này không ai lấy đi đâu cùng cô nhá, để nguyên ở bàn cho cô. Bóc được cô phát này. D30 là bao nhiêu cân nhỉ ạ? D30 là dưới 30 cân ạ. Dưới 30 cân nha chị Quỳnh Nguyễn ơi. Đưa cô tự lấy xong. Xem live cứ bị đẩy ra á? Không, em chứ. Mạng đấy. Bác mà xem live bị đẩy ra mọi người lại vào lại OA nhá. Chẳng biết làm thế nào, Facebook nó thế. Nó đẩy ra thì mình lại vào lại thôi. Nó đẩy mình ra mình lại vào. Nó đẩy mình ra mình lại vào nha. Từ từ bình tĩnh, em quên em chưa xịt họng. Em xịt cái thôi, em nói cho nó 3-4 tiếng cho nó. Con mình sai số nha. Con nhà các chị lên để bình tĩnh làm gì nha. Mà dừng xịt cái mũi cái mà like tiếp đi. Đương nhiên là phải like rồi. Đây chặt 99 đây. Ôi dồi ôi. Nói chung là già rồi, ốm yếu lắm rồi. Ôi vẫn chưa lên bếp. Mới dơ à ngấm quá. Người lớn đúng không? Mai thứ bảy à? Mai thứ bảy ạ. Chưa mai nhỉ? Hàng về rồi. Hàng về rồi. Chỉ chờ ngày lên thôi. Đợi giờ hoàng đạo để lên thôi. Ok, nào em lên tiếp nha mọi người nha. Lên tiếp nha các bác nha. Mẹ nào có con cứ nặng cho em này. Cái này bé trai mặc đẹp hơn. Trai cho cô phổ đẹp nhất maximum dưới 30 cân. 25 cân đến 28 cân. Maximum là 30 cân quay đầu. 28 cân quay đầu mặc đẹp. Maximum là dưới 30 cân. Mặc ok cho bé trai. Mã C28 này. Con trai dưới 30 cân mà C28 cho em nha. 120 mà C28 á. 120 trên mà C28 giúp em nha. C28 cho cô phổ luôn. 120.000 mà C28. Bé trai cho em. Thực ra cái này trai gái đều được này. Trai gái đều ok cho em cái này nhá. Dưới 22 cân quay đầu. 21-22 cân quay đầu trai gái đều ok luôn, mới như new nhá. Mới tinh tình tình cho các con luôn. Mã cho em là mã C61. C61 cho cô phố luôn nhanh tay. C61 giúp em nhá. 130.000 với C61. Sau này cho em nhá, chị nào có con cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 14-15 cân đi ạ. 14-15 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 14-15 cân cho em mã này là mã C22. C22 cho cô phố luôn nhanh tay. Cái này rất là đẹp mã C22 nhá các mẹ nhá. C22 cho em luôn, 130. C22 130.000 luôn. Sau này ơi, chị nào có con gái cho em nhá. Con gái cho cô phổ đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 22 cân nhá. 22 cân cho em mặc đẹp nhá. 22 cân quay đầu, em tư vấn cân nặng là maximum. Các chị cứ dưới cân nặng đó vài cân. Em thấy áo jean bò là dễ mặc bởi vì nó dưới tầm 5 cân 7 cân vẫn mặc ok luôn. Một cái áo jean bò ví dụ như size oversize ML nhá, em vẫn mặc bình thường được mọi người ạ. Sau này cho em áo jean bò không cần mặc ôm sát, áo jean bò mặc càng rộng càng đẹp mọi người nhá. 22 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã E54 cho em nhá. 130. E54 cho em 130. Blazer này các chị này,
Bờ laser cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, bé trai này. Trai cho cô Phổ đẹp nhất là dưới tầm 22 23 cân đi ạ. 22 23 cân quay đầu giúp em, mã này là mã K 34 cho em nhá. 120 và K 34 ạ. 120.000 và K 34 giúp em. Con gái này các chị này. Chị nào có con gái cân nặng cho cô Phổ nhá. 22 chị Dung Vũ. Áo giữa áo chít cho em này, áo da chít cho bé gái dưới 15 16 cân. 15 16 cân giúp em, mã này trên là mã C 13. C 13 giúp em nhá, 120 và C 13. Chị Xuân Quỳnh cho chị chuyển hoặc là chốt cho nhà em nhá. Xuân Quỳnh trước chị bảo không ưng nên Xuân Quỳnh có lịch sử xả hàng, chuyển khoản cọc đi em chốt đơn hôm nay nhá. Size này cho em, chị nào có con gái lấn một cái váy này. 22 20 cân quay đầu đi ạ. 18 đến 20 cân một lẫn một cái váy nhá các chị, chốt nhanh nhá. Đẹp quá. Đẹp mê à? Đẹp quá mê luôn bà Hiền nhỏ. Size này cho em nhá. 20 cân quay đầu chốt mã C90. C90 cho con gái lấn một cái váy. C90 120. C90 120 không nhìn thấy comment ở cái máy này luôn thề. Nhìn thấy mỗi là cái máy đang like thôi. Sao này tiếp tục luôn cho em nhá. Con gái này các chị ơi. Chị Yến Hải. Áo khoác cho bé gái này, khoác dạ cho bé gái luôn nhá. Chị nào có con gái cân nặng cho em đẹp nhất dưới tầm 13 cân 14 cân. 10 cân đến 13 14 cân, mã trên là mã C53. C53 cho con gái cái này luôn nhá. 130 mã C53. 130.000 mã C53 giúp em. Rồi. Áo sơ mi nhưng bên trong có lớp lót nhá, dày dặn và xịn cực kỳ luôn. Nói chung là hàng đỉnh cao, chất dày dặn không phải hàng mỏng tính mỏng dính nhá mọi người nhá. Chị nào có con trai cân nặng cho em nhá, đẹp nhất cho em dưới tầm 35 38 cân. 35 38 cân quay đầu giúp em cái này nhá. Chị Hân lấy cho con trai cái này quả đẹp trai luôn. Mã C16. C16 giúp em cực phẩm luôn, 130. C16 giúp em nhá. 130.000 và C16. Áo sơ mi cho em sơ mi kiểu nhá, rất là đẹp luôn này. Bên trong lớp lót, hàng hai lớp đầy đặn. Chị Vi Nguyễn. Đẹp chưa? Con trai cho cô Phố luôn tiếp này. Đẹp nhất cho bạn nào 30 cân đến 33 cân quay đầu. 30 cân đến 33 cân giúp em, dáng áo có mũ cho em nhá. Chất dày dặn luôn, đẹp lắm. 36 chị Hân Nguyễn. 30 cân đến 33 cân quay đầu, mã C11. C11 cho cô Phố luôn, đỉnh của chóp mã C11, 130. C11 giúp em 130.000. Trời ơi, áo khoác này. Trai gái mặc họa tiết đen trắng này đều ok luôn cho em nhá. 24 25 cân quay đầu, con gái đi ạ, đẹp nhờ. Cái này trai cũng được nhá. Em này maximum dưới 30 cân. 28 đến 30 cân giúp em, đẹp thế. Chốt nhanh cái này cho em các mẹ ơi. 28 đến 30 cân cho cô Phố luôn, mà nó đỉnh chóp luôn ạ. 30 cân quay đầu giúp em, mã trên là mã C5. C5 giúp em nhé mọi người, nhanh tay nhá. C5 cho em nhá, nhanh tay 130. C11 chị Hân Nguyễn. C5 cho em nhá, 130.000 và C5 giúp em luôn. Size này cho em luôn nhá. Chị nào có con cân nặng cho cô Phổ. Ui, bên trong có lớp lót nhá, dày dặn và xịn lắm. Bạn nào có cân nặng cho cô Phổ đẹp nhất là 17 18 cân nhá. Trai gái mặc màu này đều được cho em nhá. 17 18 cân quay đầu, mã trên là mã D18. D18 cho cô Phổ luôn, nhanh tay nhá, rất là đẹp luôn. 130 đi, 130 mã D18 đúng không? D18 cho em nhá. 130.000 chốt mã D18 giúp em. Đẹp lắm mọi người, nhanh tay. Ui. Cái sơ mi này rất là xịn luôn này mọi người này. Sơ mi này cho em đẹp nhá, bên trong có lớp lót dày dặn lên dáng thư sơ mi thôi nhưng nó là dòng kiểu dòng áo khoác luôn á. Xuất sắc chưa? 35 36 cân quay đầu, thề mặc lên như trai Hàn Quốc luôn, quá đẹp. Dưới 35 36 cân bản này xuất sắc luôn cho em. C34 cho cô Phố luôn nhá, 150, chất cực kỳ xịn luôn. C34 cho em nhá. 150 mà C34 giúp em luôn. C5 chị Yến. Ôi, con dai tiếp này các chị ơi. Bên trong có lớp lót cho em nhá mọi người nhá. Dày dặn ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Dai cho cô Phổ luôn, đẹp nhất là từ 30 cân đến 33 cân, 35 cân quay đầu ạ. Maximum là dưới 35 cân quay đầu cho bé trai. 35 cân quay đầu cho bé trai. C10. C10 cho em các chị yêu, nhanh tay chốt mạng C10 nhá. C10 cho cô Phổ luôn, cực đẹp luôn. C10 giúp em nhanh tay. 130 mã C10 ạ. C34 chị Hân Nguyễn. 130 mã C10 giúp em luôn nhá. Sau này cho em luôn nhá, chị nào có con cân nặng cho cô Phổ này. Đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 15 cân quay đầu cho bé gái xinh không? 14, 13 cân đến 15 cân, maximum dưới 15 cân giúp em cho bé gái. Mã này là mã S15 cho em nhá. 130 mã S15 ạ. 130.000 mã S15 giúp em luôn nhá. 130k chất mã S15 giúp em, rất là đẹp luôn. 130.000 chất mã S15 cho em nha. Mới tinh bình bình luôn cho bé trai này. Màu cam này em thấy trai mặc đẹp hơn nhá. Cái này gái thực ra cũng ok luôn ạ. 25-26 cân đi ạ. 25-27 cân được ạ. Dưới 25-27 cân giúp em. Mã này trên là mã Y13 này. Y13 giúp cô nhá. Nhanh tay cho em cái này luôn nhá. 130 mà Y13. 130.000 mà Y13 giúp em luôn nhá. Xuất sắc chưa? C10 chị Yến Hải. Sau này cho em nhá. Con trai cho em này. Mẹ nào có con trai cái nặng cho cô Phổ đẹp nhất là 16-17 cân đi ạ. 16-17 cân giúp em nhá. Hai lớp xịn nhá mọi người nhá. Dưới 16-17 cân. Em này là mã C75. C75 cho các con luôn, nhanh tay. 130 mã C75 130 xinh chưa? Trai gái mặc đều ok, 12-13 cân xinh đấy. 12-13 cân giúp em, rất đẹp ạ.
12 13 cân giúp em mã C96. C96 cho em luôn nhanh tay, 130 mã C96 á. 130 cho mã C96 giúp em nhé các chị nhá. Đẹp vãi trưởng luôn. Size này cho em nhá, chị nào có con cái nặng cho em dưới 40 cân này. Dưới 40 cân giúp em hai lớp nha mọi người nhá. 40 cân quay đầu cho em, xinh thế. Chị nào có con dưới 40 cân, em tư vấn mặc đẹp nhất là tầm 30 cân đến tầm 35 cân là đẹp nhất ạ. 30 đến 35 36 cân giúp em A100 cho em nhá. 130 mã A100. 130 cho mã A100. Xinh vãi trưởng luôn. Trai gái mặc cái gì bảo là đều đẹp nhá. Dưới 15 cân ạ. 13 cân đến 15 cân giúp em. 13 cân đến 15 cân cho em cái này đẹp. Mã này là mã C56. C56 giúp em mặc cái này xinh nhá. 130 mã C56 luôn. 130 mã C56 giúp em nhá. Măng tô kaki này các chị này. A100 chị Hân Nguyễn. Kaki cho bé gái 15-16 cân ạ. Kaki cho con gái 15-16 cân giúp em. Quá đẹp luôn. 15-16 cân giúp em. Mã này trên là mã C1. C1 cho em cái này đẹp nhở. Nhanh tay. 140 mã C1 ạ. 140 cho mã C1 giúp em nhở. C1 140 giúp em luôn. Xinh vãi luôn. Sao này cho em nhá. Chị nào có con cân nặng cho con bố luôn. Đẹp nhất là dưới tầm 14-15 cân. Xinh không? 13 cân đến 15 cân đẹp nhất ạ. 13 cân đến 15 cân giúp em. Áo gió hai lớp rất xịn luôn ạ. Dưới 15 cân em tư vấn cái này đẹp nhất là 13-14 cân quay đầu thôi ạ. Mã cho em là mã C86 cho em này. 130 mã C86. 130 mã C86 giúp em. C86 130. À từ từ, béo ra chị bảo. C86 chị Phạm Thu. Không, tại vì chị chưa bảo lễ. À, tiếp tục nhá. Ôi, áo khoác xinh không? Khoác dạ cho bé gái luôn. Chị có phải làm gì để mình tìm hiểu? Thôi rồi, hiện tại bây giờ thì nhưng bây giờ cứ lên gặp cái cần thì chị gọi. Con gái này, áo khoác dạ, khoác choàng nhá, rất là xinh. Chị Hân lấy cho bạn ấy mặc cái này bên trong với các loại dòng váy tốn qua mặc, tốn qua chốt được ạ. Dưới 15 cân thôi ạ. Đẹp nhất cho em là khoảng tầm 13 cân, 14 cân này. Maximum là dưới 15 cân khoác choàng cho bé gái bên ngoài nhá. Rất là đẹp cái này, đẹp và sang. Mã cho em luôn là mã C565. Ủa dồi, mã dài thế. C565 giúp em nhá. 150 mã C565. 150 cho mã C565 giúp em. Hôm nay có mấy cái áo khoác da này, chị nào có con mà thích mặc áo da cho các bạn thì lấy luôn nhá. Bé gái cho em luôn 25 cân quay đầu. 25-26 cân đi ạ. 25-26 cân giúp em nhá. 25-26 cân giúp em khoác bò cho bé gái 27-30 cân có luôn chị ơi. C565 chị Hân Nguyễn. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho cô đẹp nhất là dưới tầm 25-28 cân đi ạ. 25-28 cân giúp em. Mã cho em là mã C57 cho em nhá. 150. C57 cho cô 150 ạ. C57 giúp em 150 nhá các mẹ nhá. Xuất sắc chưa này. Trai gái mặc đều được nha các bác nha. Trai gái mặc đều được 30 cân quay đầu. Con gái cái này này mẹ Ruby này vừa hỏi này chốt luôn này. Ngày hôm nay không có phao ấy, có chị phao ơi. Cho bé phao sẽ nguyên một số like chỉ có phao thôi chị nhá. Nguyên một số like chỉ có phao thôi ạ. Tối nay thì là có phao của người lớn nhá, còn trẻ con thì mai ngày kia em lại có phao của trẻ con, còn đâu thì cuối tuần mai em sẽ có số like áo khoác của trẻ con, áo khoác lông của trẻ con rất xịn nhá mọi người nhá. Chị nào có con cân nặng cho em cái này, mẹ nào có con cân nặng cho cô phổ đẹp nhất là 30 cân quay đầu. 30 cân quay đầu mà C33 cho em nhá. 130 C33 giúp em 130 này. C33 cho em 130 rồi ơi. Áo váy cho em luôn nhá. Măng tô kaki. Cho mã nào comment mã lên chị giúp em Nguyễn ơi. Măng tô kaki giúp em nhá. Cái nào cũng có mã phải comment mã nhá. Măng tô kaki. C57 chị Xuân Diệu. 17-18 cân này. 17-18 cân giúp em nhá. Con gái 16-18 cân mặc đẹp. Mã C26 cho em này. C26 cho cô phố luôn. Cái này rất xinh. C26 150. C33 chị giúp em Nguyễn. C26 cho em nhá. Tối có phao nam nhá chị. Tối có cả phao nam phao nữ. Phao lông vũ. Tối nay là phao của người lớn. Có cả nam cả nữ luôn ạ. Kaki nhá chị Nhung Đặng. Kaki tiếp này đẹp chưa? Rồi. Kaki cho con gái dưới 30 cân cho em đẹp nhở. 30 cân 33 cân quay đầu. Măng tô kaki cho em chất kaki xịn nhá mọi người nhá. Mã cho em là mã C19. C19 cho em luôn nhá. Đỉnh của chóp luôn. 150 mã C19 nhá. 150 chất mã D C19 giúp em. C26 chị Hân Nguyễn. Lẫn một cái váy này các chị này. Dạng áo váy cho em nhá. Bé gái cho em dưới tầm 16-17 cân nhá. 16-17 cân cho bé gái. 16-17 cân mã C27 cho em này. C27 giúp em nhá. 16-17 cân mà C27 giúp em nhìn tay cái này cực kỳ đẹp luôn. C27 lấy các con cái này 130 thôi. 130.000 mà C27. Ôi lẫn một cái áo nỉ này các chị này.
Mấy hôm nay em sẽ có một nguyên một số like áo nỉ vào khoác nữa cho các con nữa nhá. C19 chị Du Vy Nguyễn. Áo nỉ này, bé gái cho em nhé các chị nhá. Mẹ nào có con gái cân nặng cho cô phố luôn. Đẹp nhất cho em cái này, thực ra màu đỏ em thấy trai gái đều được cho em nhá. 23 25 cân quay đầu ạ. Maximum dưới 25 cân chốt mã C75 cho em nhá. 130 mã C75. 130.000 mã C75 giúp em luôn ạ. 130 mã C75 giúp em. Jean này, jean mềm mà mặc cực kỳ đẹp, dáng dài nhá, con gái đi ạ. Dáng kiểu lên dáng áo váy ấy ạ. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em đẹp nhất dưới 25 cân. Dáng áo váy rất xinh luôn. 25 cân quay đầu, mặc cái này nhìn sang chảnh và nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn. 23 đến 25 cân quay đầu, maximum dưới 25 cân nhá. Maximum dưới 25 cân và C12. C12 cho cô luôn, rất đẹp, 130. C12 130.000, con gái xinh chưa? Con gái jean bò này rất là đẹp luôn cho em nhá mọi người nhá. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, đẹp nhất cho em dưới tầm 20 cân quay đầu cho bé gái luôn ạ. Con gái dưới 20 cân mã C24. Gái dưới 20 cân giúp em mới như new C24 cho em nhé, 140 này. C24 giúp em nhá, 140. C12 chị Hân Nguyễn. Đẹp dã man đẹp luôn. Chị nào có con cân nặng cho cô phố luôn này. Áo măng tô kaki cho em nhé, xinh đấy. Dạng áo váy luôn nhá. Lên form dạng áo váy luôn, măng tô kaki cho bé gái cho em nhá. 22 cân quay đầu cho em luôn ạ. 18 cân đến 22 cân giúp em rất đẹp. 18 cân đến 22 cân giúp em. Em này là mã C35 cho em, 150 mã C35 ạ. C35 giúp em nhé, 150 ạ. 150 mã C35 giúp em một cái kaki. 37 38 cân ạ. Có, 37 38 cân bó nam từ từ bình tĩnh chị ơi. Sau này cho em nhá, chị nào có con gái cái nặng cho em này. 23 24 cân điện đẹp nhỉ. 23 24 cân giúp em lên dáng áo váy tay thiết kế xinh không? 23 24 cân giúp em rất đẹp. Mã này cho em là mã C14. 23 24 cân mã C14 cho em luôn nhá. Đẹp lắm, C14 150 ạ. C14 cho em nhá, 150. Ủa. Tất cả mình. Cái này nhá, mắc vào về. C35 chị Xuân Tâm. Cài khuy hoặc là gì nhỉ? Buộc vào. Tuột. Chứ tuột ngay, nhấc lên một phát là tung ngay luôn ra. May là không vào mặt nhau nhá. Cái này trong cái này là của người lớn rồi. Da lộn nó lông kỳ, à quên, da lộn khoác da lộn mỏng nhẹ vừa tầm nhá. Cái này của người lớn á. Cái này tí anh lên cho. Xong mình xong cho người lớn. Hai cái của người lớn, mẹ nào mà thích báo em. Cái này của Zara luôn nhá. Cái này của Zara luôn, da lộn nhá. Da lộn nhà em may cho em cũng khui cả da lộn cho mọi người nhá. Da lộn dàng hẳn nó dài được có hết luôn. C14 chị Võ Hồng. Một cái áo khoác thể thao cho em này. Khoác thể thao cho bé trai, cái này đẹp nhá. Thực ra trai gái đều được, xinh nhở. Hàng hiệu của Đát luôn cho em mọi người nhá. Maximum dưới 30 cân cho em này. Maximum dưới 30 cân quay đầu cho em luôn, cái này quá đỉnh luôn. 30 cân quay đầu trai gái đều C19 ok. C19 nhà em chốt rồi nha. Cái này đẹp dã man luôn. Mã cho em là mã C24 ạ. C24 giúp em nhanh tay nhá các chị ơi. 140 mã C24 bắn tát này. C24 cho em nhá. 140 mã C24 giúp em luôn. Em có lẫn một cái váy trong line này, chỉ có lẫn khoảng tầm 2 3 cái váy thôi mọi người nhá. Váy này size to tiếp này. 40 cân quay đầu giúp em nhá, lên dáng baby doll. 40 cân quay đầu giúp em cho bé gái á, con gái dưới 40 cân. Mã trên là mã K74. K74 giúp em nhá, nhanh tay cho em nhá. 130 mã K74 ạ. 130.000 mã K74 giúp em. Kaki cho bạn nào nhá, xinh vãi trưởng luôn. Kaki là chị Hân lấy cho bạn 11 12 cân nhà chị đây là đẹp lắm. Dưới tầm 13 cân cho em mang tô kaki dáng dài nhá. Mang tô kaki giúp em luôn. Lấy các con cái này nhanh tay 130 mã C63 này. Bạn tắt C63 con này. C63 nhá, 130.000. C24 chị Minh Nhung. Size này cho bạn nào có cân nặng size to một chút này các chị này. Size to giúp em nhá, dáng áo có mũ mới như new luôn. Chị nào có con gái cân nặng trên cái này để nhất là dưới tầm 23 24 cân đi ạ. Xuất sắc không ạ? Maximum là dưới 25 cân, em tư vấn bác đẹp nhất là dưới tầm 23 24 cân dáng dài nhá. 23 24 cân dáng dài giúp em. Mã cho em là mã A1 này. A1 giúp em tay cái này 150 nhá, bản tác A1 150 này. A1 cho em 150 nhá các mẹ nha. 150 chút mã A1 giúp em, blazer xinh chưa? Blazer cho bé trai cho em rất là đẹp này. 34 chị Xuân Diệu. Bản này đẹp dã man luôn nhá. Chị nào có con trai cân nặng cho cô phố đẹp nhất là tầm 15 cân đến 18 cân nhá. 15 cân đến 18 cân giúp em nhá, lên dáng blazer. Mã cho em là mã 652. 652 lấy cho các con cái này 130. 652 cho em nhá. 130.000 mã 652. 130k mã 652 giúp em nhá. Sau này cho em bé gái này, xinh đấy. 63 chị Lương Vũ. Cái này cho bé gái cho em xinh quá. Chị nào có con cái nặng cho em cái này đến nhất là dưới tầm 15 16 cân nhá. 15 16 cân cho bé gái nhá. Con gái dưới 16 cân mã C32. C32 cho em luôn nhanh tay nhá. C32 cho em cái này, rất là đẹp luôn. 130 mã C32 ạ. 130.000 mã C32 giúp em. Xuất sắc chưa? Rồi. Một em blazer của bé gái luôn này. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhé, xịn cực kỳ luôn. Dưới 16-17 cân ạ.
dưới 16, 17 cân giúp em. Mã cho em là mã C59. C59 cho em luôn nhanh tay nhá. 140 và C59 luôn. 319 hả? 140 và C59 cho em. Blazer của bé gái nhá các chị này. Blazer của bé gái luôn giúp em nhá. Chị nào có con gái dưới tầm 15 cân đi ạ. 15, 16 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã C12. C12 130 này. C12 giúp em nhá. 130.000 và C12 cho em luôn. 130k cho mã C12 giúp em, rất là đẹp luôn nhá. C32 chị mua anh. 12. Size này cho bạn nào có cân nặng cho em này. Một em jean màu cam nhá. Chị nào có con cân nặng cho em này, nhất là dưới tầm 25 cân nhỉ. 25 26 cân giúp em màu cam, trai gái mặc đều được. 25 26 cân cho bạn này là mã C1 cho em 130. C1 cho em nhá, 130.000 và C1 luôn này. Size này cho bạn nào con trai đi ạ. Trai cho em nhá, cái này đẹp nhất cho em maximum dưới 30 cân. Em tư vấn mặc đẹp nhất là 25 đến 28 cân ạ. 25 cân đến 28 cân mà E32, E37 cho em nhá, 120 này. E37 cho em nhá, 120.000 mà E37. Lẫn một em ghi lê. C12 chị Trang Phạm. Trai gái đều ok này. Bé trai bé gái đều ok giúp em. Mã này là mã E12. E12 giúp em nhá. 15 cân quay đầu cho em nhá. 90.000 mà E12. Lẫn một cái ghi lê đấy ạ. Chị nào có con cái nào, cái này của con gái xinh quá. 20 cân 21 cân đi ạ. 20 cân 21 cân quay đầu giúp em cái này cho bé gái nhá. 20 cân 21 cân quay đầu mã A16 cho em nhá. A16 cho cô phố luôn nhanh tay 130. 130.000 mã A16 bé gái nhá, xinh chưa? C1 gái. Chị Bích Nhung. Mới new nhá, em này mới new luôn. Chị nào có con gái cho em cân nặng cho em cái này để nhất dưới tầm 25-26 cân đi ạ. 25-26 cân giúp em. C70 cho em nhanh tay 130. C70 giúp em nhá. 130.000 và C70 giúp em luôn, xuất sắc. Khoác thể thao này các chị ơi. Khoác thể thao cho em hàng hiệu của Đát luôn này. Em này hàng hiệu của Đát luôn cho con gái nhá, xuất sắc. Nhận hàng chất cực kỳ xịn và sướng luôn. Chị nào có con gái cân nặng cho cô phố đẹp nhất là dưới tầm 35-38 cân ạ. 35 cân 38 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 35 38 cân mã M30, bản tắc M30 này, 150 cái thể thao này luôn nhá. M30 cho em 150 luôn các chị ơi, nhanh tay. Bé trai cho em hàng hiệu của Đát này. Con trai nhá, cái này là cổng tay. Cái này cổng tay cho bạn nào dưới tầm 35 38 cân đi ạ. 35 38 cân quay đầu cho em hàng hiệu của Đát mã 900. 900 giúp em nhá, 140 mã 900. 140 cho mã 900 giúp em luôn nhá. 900 giá 140 luôn. Thể thao tiếp size to các chị ơi, size này bạn nào dưới tầm 48-50 cân quay đầu. M30 chị tưởng Lucy. 50 cân quay đầu cho bé gái nhá, khoác thể thao luôn ạ. Em này là mã 667 cho em nhá. 140 mà 667. 140 cho mã 667 nhá. Trời ơi. Em này cho em nhá. Size này cho bạn nào có cân nặng cho em cái này để nhất là dưới tầm 35 cân, 38 cân ạ. 35 38 cân giúp em nhá. 35 38 cân giúp em cái này luôn. Cái này á, Bắc Trung Nam mặc được hết luôn, những cái chất gió kiểu như này này. 35 38 cân giúp em 130, mã cho em là mã C72 và tắt C72 130 này. Gái 21 cân chị ơi. Ok, gái 21 cân nhiều lắm, đợi em tí. Puma của bạn trai. Chị Xuân Tâm. Puma của bé trai luôn giúp em nhé, chị nào có con cái nặng cho em. Cái này đằng sau hình của chữ nó mờ mờ đi một tí, em tặng các con luôn 70.000 đi. Cả cái áo rất là mới nhưng cái chữ Puma nó bị mờ đi, em tặng các con 70.000 nhá. Sau này cho bạn nào dưới tầm 40 cân. 40 cân quay đầu mã 669 cho em nhá. 70.000 mã 669 á. 70k trên mã 669 giúp em mặc đẹp nhá. 669 70.000 luôn giúp em. Sáu sáu chín nhé mọi người nhé, 70.000 vẫn 669. Sáu sáu bảy chị Võ Hồng. Khoác tiếp tục này, khoác thể thao nhé các mẹ nhá. À khoác gió chứ, khoác gió cho em bé trai đẹp chưa? Con trai cho em cái này nhá, siêu phẩm luôn. Chị nào có con trai cân nặng cho cô vỗ này, đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 40 cân nha. 40 cân quay đầu giúp em, 35 38 cân quay đầu đẹp nhất cho em này. Con trai cho em cái này nhá. 130, mã này cho em là mã K144. K144 130 đi ạ. K144 cho em nhá. 130 mà K144 luôn giúp em. K144 130 giúp em luôn nha. Con bao nhiêu cân thì comment lên cho em nhá. Nhìn thấy cái nào mà size của các chị comment là em sẽ lên ưu tiên cho nhá. Ok chị Nguyễn Nana. Nguyễn Nana là béo à, mập làm đấy. Em không có điện thoại để mà check đúng không? Này điện thoại này. Đưa cho cô một cái điện thoại của con đi. K11 chị Hân Nguyễn. Mở phê, à mở line lên. Này em nhắn cho chị, nhắn lên trên nhóm bảo các bạn ấy check đơn, tin nhắn của chị làm sai đơn của chị cái gì kìa.
không có K11, chỉ có K144 chị ạ. K144 thôi nha, chị không có K11. Chị ơi, chỉ có K144 thôi nha. Đúng thì con mình lại giúp em nha chị ơi. Tiếp tục luôn cho các con này. Bé trai cho em nhá, dưới 40 cân ạ. Bé trai dưới 40 cân giúp em nhá mọi người nha. Con trai tiếp này các chị này. Con trai cho em nhá, maximum dưới 40 cân đi ạ. Áo thể thao cho em dưới 40 cân, áo thể thao hãng nhá. Em này cho em là mã T47 cho em nhá, 140 mã T47. 25 cân trai gái chị Giang ơi. 25 cân trai gái á. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em dưới tầm 15 16 cân bé trai nhá. 15 16 cân cho bé trai giúp em rất đẹp ạ. 15 16 cân cho bé trai mã D29 cho em luôn nhá, 130 bằng tắc D29 á. D29 cho em nhá, 130.000 mã D29 luôn giúp em. Rất là đẹp luôn và chị nhá. Mời tinh nhìn tính luôn cho em này. Em này chị nào có con trai cho em size lớn á. Bé trai cho em cái nặng maximum dưới 40 cân, đẹp chưa? Xuất sắc cái này luôn nha. 40 cân quay đầu mới new tag luôn cho em nhá. Mới new tag cho em 150 mà D91 bằng tag D91 này. 150 cho mã D91 giúp em luôn nha. D91 150 giúp em luôn. Size này cho em áo gió hai lớp rất xịn luôn cho em. Bên trong có lớp lót nha mọi người nha. Bên trong có lớp lót luôn cho em cái này, rất là đẹp luôn. Size này cho bé trai dưới tầm 15 16 cân nhá. Sao đi các bác, này 16 17. Bé trai 12 cân có nhiều nha, chứ 12 cân có nhiều chứ Kim Anh nhá. Chị nào có con cái nặng cho em cái này nhá. Đấy nhất cho bạn ở dưới tầm 16-17 cân đi ạ. 16-17 cân giúp em mà D55 cho em nhá. 140 mà D55 này. 140 mà D55 bản tắc D55 140 nhá. D55 cho em nha. 140 cho bạn D55 giúp em. 12 cân này chị này. 12 cân giúp em rất đẹp luôn nhá. Bé trai 12 cân giúp em à, Kim Anh hỏi lấy luôn này. 12 cân quay đầu mà Y23 cho em nhá. 120 mà Y23. 120 nhanh tay vào. 120 mà Y33 đúng không? 120 mà Y23 nhá. Mình tắt cái D55 này đi đã này. Không lại tí không biết đâu này. Size bé tiếp này các chị này. Chị nào có con cái nặng cho cô phố nhá. Một em áo khoác nhung rất là xịn luôn. 10 cân đến 12 cân quay đầu. 10 cân đến 12 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã C76. C76 cho em luôn nhanh tay nhá. Cái này rất đẹp mà C76 cho em. 130 mà C76 á. 130 mà C76 giúp em luôn nha. Áo jean cho bé, size bé bé một tí cũng có luôn này. Size này cho bạn nào có cái nặng cho em nhé. 12-13 cân quay đầu. 12-13 cân quay đầu giúp em cái này nhé. 12-13 cân, trai gái đều ok. V94 cho em nhé. 120 mà V94. 120 cho bạn V94 giúp em luôn nhé. V94 giúp em luôn nhanh tay. V94 cho em nhé. 120 23 chị Lương Vũ. Tiếp tục cho em có nhiều size nhỏ xinh lắm mọi người nhá. Bộ 5 37 38 cân á. Chờ chờ nha chị Ruby Nguyễn ơi. Có chứ. Và Ruby ơi, bà bình tĩnh. Hỏi cả có luôn thế thì em có mà xoay trong chóng luôn hay lâu bông bướng bỉnh nhá. Có áo gió nào cho bé trai 22 cân không? Nhiều luôn chứ. Sao lại cho em bạn nào cân nặng cho em 13 14 cân này. Bé trai 13 14 cân giúp em nhá. 120 chốt mã này lấy cái tắc có sẵn mã đi. A56 đây đi. A56 giúp em nhá. A56 cho em nhanh tay 120. Hello Nơ Bình Yên. A56 cho em nhá, 120 mà A56 luôn giúp em. A56 cho em nhá, 120.000. 120k cho mình A56. Mình nào có con size bé bé xíu xíu bảo em nhá. Rất là nhiều cái size bé xíu xinh ơi là xinh luôn. Con trai này, 12 13 cân giúp em mới tinh ạ. 12 13 cân quay đầu giúp em, mã này là mã Y62. Y62 cho em nhanh tay 120. Con gái quá đẹp luôn này. Chị Ân mình lấy cho bạn 10 cân, 12 cân áo chị này. 38 cân. 12 cân 12 13 cân giúp em chị Ân lấy cái này mã 928. Mã kèm số điện thoại 928 giúp em nhá. 120 mà 928 mã cái số điện thoại đi ạ. Bé gái 12 cân đi cô phố. Xuất sắc luôn đó, mấy cái vừa xong là 12 cân đấy. Chị nào có con cái nặng cho em cái này nhá. Ui đắt nha. Bé gái cho em dưới tầm 16 cân đi ạ. 15 16 cân giúp em, 140 mã Y13. Y13 cho em nhá, 140. Y13 140 chỗ này đang mấy cái size nhỏ này này các chị chốt nhanh. Dưới 15 cân tiếp này. Dưới 15 cân tiếp giúp em cho bé trai bé gái cái này đều đẹp. Dưới 15 cân mà 910, 120.000 mà 910 nha. Cho em một cái vào rồi làm mất rồi. Cái gì cơ? Chị bảo là cho em một cái vào rồi làm mất rồi. Bé trai 22 cân đấy ạ.
Mẹ cha 22 cân nữa. Y 13 chị cà rem. Săn này cho em nhé, chị nào có con cái nặng này 15 cân này. Hello chị cà rem. Hello cà rem. Và săn hôm nay nhiều áo quá đẹp lắm. Hôm nay nhiều áo cho các con xinh cực kỳ luôn. Jean bò này, thể thao này, blazer xinh vãi chưởng luôn. Đúng gu chị luôn. Săn này cho em nhá, chị nào có con dưới 15 cân này. 15 cân quay đầu chất mã này là C6 cho em ạ. C6 cho em 130 nhá. 56 chị Thanh Huyền đạo khách mời. C6 130 nhá. Săn này cho em tiếp tục này, chị nào có con cái nặng cho em nhá. 12 13 cân đi ạ. 12 13 cân giúp em nhá. 12 13 cân giúp em cái này luôn, xinh mã trưởng luôn. 12 13 cân mã C100. C100 giúp em nhá. 120 mà C100 để riêng tác để bàn tác này. C100 120 nhá, cần hỗ trợ thì gọi anh Linh nhá, còn nhà không nó vội nhá. À nó không là. Ôi nhiều size to mà chị bông của mình ơi. Trời ơi, lên size to đây, yên tâm nhiều size to lắm. Nike cho em luôn này, 40 cân quay đầu. Đẹp xuất sắc luôn, chị Ân lấy cái này cho bạn nhà chị dưới 40 cân nhá. 35 38 cân đi ạ. 35 38 cân mã E6 cho em này. E6 giúp em cái này rất đẹp nhá, chốt mã E6 cho em nhá, 140. E6 140, hàng hiệu của Kappa cho em luôn này. Size này cho bạn nào cân nặng cho em dưới 20 cân thôi. 20 cân quay đầu, những cái sáng thể thao này trai gái mặc đều rất đẹp luôn. 150 chốt mã E29. E29 150 siêu phẩm luôn nhá. E29 cho cô phố nhá, 150 các mẹ nhanh tay. E29 150, đẹp vãi. Sau này cho em lên giá bomber mới tinh nhìn tình luôn cho em nhá, 16 cân ạ. 16 17 cân trai gái đều ok. 16 17 cân trai gái đều ok giúp em. Em này là mã E76. E76 chị Lâm Bảo, khách mới gửi luôn địa chỉ ạ. Khách mới gửi luôn địa chỉ cho em nhá. 45 cân mấy gái có không? Có chị ơi, chị chịu rõ hơn, con gái 45 46 cân có đấy. Sau này cho em nhá, dưới tầm 15 17 cân điện trai gái đều ok. 15 17 cân mã này là mã E76 cho em nhá. E76 cho em nhá, 130. E76 130, xinh kinh khủng mà mới tinh nhá. Chị nào có con gái cho em cân nặng dưới tầm 14-15 cân giúp em, rút dây cũng được luôn này. 14-15 cân quay đầu cho em mới tinh nha. 14-15 cân giúp em, cái này rất đẹp. Mã này cho em là mã 126. 126 cho em nhanh tay nhá, 130 mã 126 ạ. 130 đi nhìn mã 126 giúp em. Bé trai 10 cân đi chị. Trai 10 cân có, từ từ bình tĩnh nhá. Sau này cho em chị nào có con cân nặng cho cô hồ này. Đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 21-22 cân cho con gái nha. 21-22 cân quay đầu cho bé gái rất đẹp cái này luôn ạ. 21-22 cân mã Y69 cho em nhá. 140 mã Y69 á. 140 mã Y69 giúp em, hàng hiệu của Dad này các bác này. 26 chị Kim Anh. Hàng hiệu của Dad cho em nhá. Trai gái dưới 15 cân ưu tiên con trai. Áo dần đi trên tường. 15 cân quay đầu giúp em, bình tĩnh, đừng hỏi những cái đang trên tường ạ. Tập trung chốt cái khác đi đã. Sau này cho em nhá, 15 cân quay đầu. 15 cân quay đầu giúp em mã D70 cho em nhá. D70 cho em nhá. 140 mã D70. Và C64 giúp em nhá. 140 mã C64. Con gái lên dáng bomber cho em nhá. Bạn nào cân nặng dưới 20 cân quay đầu. 20 cân quay đầu giúp em nhé mọi người nhá. Mạng kiểu treo treo nhở. Để em tìm xem cái mạng này. Vừa bị đẩy ra. Máy tính cũng đang bị mất à? Vâng. Wi-Fi có thấy sáng không? Có. Có đấy, kệ nó, mất một tí nó lại lên đấy. Được chưa mọi người ơi? Ok, chờ một tí, bình tĩnh, đừng có nói liên tục như thế xuất rồi bật xứ ra. Tối lắm chị à, bình tĩnh, mạng từ từ một tí là nó sẽ được các chị ơi. Và được rồi đấy, bình tĩnh, và được rồi. Ok chưa? Mọi người mạng mẹ ok chưa? Em chưa lên luôn đâu, đừng có vào xem em like xong rồi chỉ hỏi một cái trên tường. Em sẽ lên bình tĩnh, cứ chốt đơn những cái em lên trước đi đã này. 20 cân quay đầu, mọi người mạng thấy ok cho mọi người comment ok cho em đi để em like tiếp nào. 20 cân quay đầu giúp em này các mẹ này. 20 cân quay đầu cho anh cho bé gái nhá. Mạng mẹ ok cho mọi người, nếu mà bị vấn đề gì mọi người phải comment lên nhá, không có là em không biết đâu ạ. Em này trên là mã C77 này. C77 giúp em nhá, 130 này. C77 130 giúp em, blazer em nhiều. Mọi người thích lên blazer em sẽ xem kẽ một chút blazer này. Blazer cho em cái này nhá, bé trai rất là đẹp luôn này. Con trai cho em cân nặng cho em 35 cân quay đầu. 35 cân quay đầu giúp em rất là đẹp luôn. Chị Ân lấy cái này rất là xinh nhá. 35-37 cân cho em bé trai. Mà C83 cho em 150 này.
C83 giúp em nhé, 150 nó C83. C83 150, 15 16, 16 17 cân nhỉ. 16 17 cân giúp em bởi laser. C17 chị Hân Nguyễn. Em này là mã C1 nhá. 16 17 cân cho mã C1 cho em 130. C1 cho em nhá, 130.000 mã C1 ạ. 130.000 mã C1 giúp em nhá. C1 130k giúp em. Chị nào có con cái nặng cho cô phổ đẹp nhất là dưới tầm 15 17 cân đi ạ. 15 17 cân giúp em luôn nhá. Mã này cho em là mã C86. C86 nhanh tay cho em nhá, 130. Chưa, chỉ có C77 thôi, không sửa mã chị lấy đi, chắc còn mã lấy. Sau này cho em nhá, bé trai bé gái cho em dưới tầm 14-15 cân đi ạ. Dưới 14-15 cân giúp em nhá, 130. Mà C99 này, C99 cho em 130 nhá. C99 giúp em 130.000 luôn. C38 30 cân quay đầu. C38 chị Hân Nguyễn. 30 cân quay đầu cho em nhá, trai gái mặc cái bờ laser này rất là đẹp. 30 cân quay đầu giúp em, tập trung đi nào, nhanh tay để chị còn lăn nhanh. Nhắn tin hỏi bà con báo xong chưa nha lên. Không thì nhường đơn để sang cho người khác làm. Sai này cho em nhé, chị nào có con cái nặng cho em 30 cân quay đầu giúp em. 30 cân quay đầu, em nhìn ở trên file Excel xem nó nhập đến đâu rồi. Chưa nhập xong rồi còn bao nhiêu đơn sang lại sang cho Phương Anh. Sai này cho em nhé, chị nào có con cái nặng cho em 30 cân quay đầu. 30 cân quay đầu giúp em cái này nhé mọi người nhá. Nhắn lên trên nhóm hoặc là gọi điện luôn mà chị chụp nốt nhanh, tác phong nhanh nhẹn lên. 30 cân quay đầu giúp em, mã này là mã A6 cho em nhá. A6 cho em luôn. 130. A6 130 giúp em luôn nhá. Mới nguyên tắc mát luôn này. 23 24 cân các chị này. 23 24 cân giúp em nhá. 23 24 cân mã C61 cho em nhá. 130. C61 giúp em 130.000. Trời ơi. Con gái xinh hơn nhá. Con gái giúp em này. 35 36 cân cho bé gái này. 35 36 cân giúp em. Mã này là mã sự G94 cho em nhá. 140 mã G94 ạ. 140 cho mã G94 giúp em. Mới nguyên tác luôn cho em này. Mới nguyên tác cho em nhé bé trai. 25-26 cân chị Trang Phạm. 25-26 cân giúp em. Mã này là mã A80 cho em nhé. 140 mã A80. 140 chất mã A80 giúp em. Sau này cho bé gái size to này các chị này. Con gái size to giúp em nhé. Maximum dưới 40 cân. Maximum dưới 40 cân giúp em luôn. Nhanh tay 140 mã A75. A75 giúp em nhé. 140 mã A75 giúp em. Ôi. C61 chị Bích Nhung. Zalo ấy. Sau này cho em luôn nhé, chị nào có con cân nặng cho em cái này đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 25-28 cân đi ạ. Maximum dưới 30 cân quay đầu. Maximum dưới 30 cân quay đầu giúp em mã C29 cho em nhá. C29 cho em nhé, 140. C29 140, con gái xinh vã trưởng luôn này. Rồi, gái, chị Tư, chị Dung Vũ. Gái 16-17 cân giúp em dáng dài nhá. Gái 16-17 cân dáng dài cho em luôn rất đẹp. Mã K23 cho em 130. K23 cho em 130. Mẹ nào có con trai xe bé xíu mà 14 cân, 13-14 cân đẹp nhất ạ. 13-14 cân giúp em nhé. 120 mà C63 cho em 120 này. C63 giúp em nhé. Thường Anh ơi, mã cách số điện thoại giúp em nhé. Cái blazer này của con gái xinh chưa. 22-23 cân quay đầu giúp em. 22-23 cân quay đầu mà C36 cho em nhé. C36 cho em luôn, nhanh tay 130. K23 chị Mai Trần khách mới, mã kèm số điện thoại giúp em. C63 chị Kim Anh. Chị Mai Trần, mã cách số điện thoại giúp em nha. K23 chị Mai Trần, khách mời gửi luôn địa chỉ ạ. Khách mời gửi luôn số điện thoại và địa chỉ nhé mọi người nhá. Các bác không gửi số điện thoại và địa chỉ là sẽ không được ghi tên chốt đơn đâu mọi người nhá. Mã cách số điện thoại và cách cả địa chỉ luôn đi ạ, để được chốt tiếp cả mã sau nhé mọi người nhá. Làm lên tiếp nhá. Con gái rất xinh luôn. Bé gái áo gió hai lớp, bên trong có lớp lót nỉ cho em nhá, rất xịn luôn. Dưới 15 cân giúp em dáng trung mông. Dưới 15 cân quay đầu mã C20. C20 giúp em 130. C20 cho em 130 này. Không có A47 đâu chị Thương Anh ơi, comment đúng mã cho nhà em nhá. Bomber cho em này, lên dáng bomber lụa cho em rất xịn luôn. Bé gái cho em 25-28 cân này. 25-28 cân quay đầu giúp em nhá. 150 chuột mã này là mã Y89 150 ạ. Y89 cho em nhá, 150 mã Y89 luôn. Size này cho bé trai bé gái đều ok, 16-17 cân này. Mai Trần gửi luôn địa chỉ để được cho mã tiếp theo nha. 16-17 cân giúp em, mã này cho em là mã E65. E65 giúp em nhanh tay. 140 mã E65 ạ. 140 chuột mã E65 giúp em nhá, một cái ghi lê.
ghi lê cho em nhá, hàng hiệu của Nike dưới 40 cân chị. 89 chị Ruby Nguyễn. Chị Hân lấy cái này cho em rất đẹp này. Dưới 40 cân chất mã này là mã Q15 cho em nhá. Q15 giúp em là các con 100.000 áo ghi lê. Q15 100k. Sau này cho em nhá, cho bé trai cho em hàng hiệu của New Balance luôn. Có 20 cân nhá chị Giang Nguyễn ơi. Giỏ 20 cân siêu nhiều luôn. Chị nào có con cân nặng cho em nhá, để nhất cho bạn nào dưới tầm 25 cân quay đầu dáng chụp mông hàng hiệu của NB nhá. Mã cho em là mã C30 à C26 sorry cả nhà. C26 cho em 130 nghìn mã trong quay đầu. C20 nhá. Q15 chị Đoàn Mai Vân. Hello bác Vân nha. Chị nào có con cân nặng cho em dáng áo váy cho em này. 25 26 cân giúp em có mũ nhá. 25 26 cân quay đầu giúp em luôn nhanh tay. 25 26 cân giúp em 140 mà C75 này, bản tác C75 này. 140 mà C75. Lên dáng bomber cho em cho con gái rất xinh này. Lên dáng bomber cho bé gái rất là đẹp luôn. Chị nào có con gái cái nặng cho em này rất là dưới tầm 15. 26 chị Hân Nguyễn. 15 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 15 cân mã L75. Dưới 15 cân mã L75 giúp em nhá. 130 mã L75 luôn. 130.000 mã L75 giúp em. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhất để nhất là dưới tầm 12 cân đi ạ. 12 13 cân cho em nhá. C20 chị Mai Trần. 12 13 cân nhá. Em này cho em hàng hiệu của Antakit luôn. Sorry các bác, cái này maximum dưới 15 cân được ạ. Maximum dưới 15 cân được giúp em cho bé trai E95 cho em nhá. E95 giúp em 130. E95 cho em nhá 130.000 mà E95. Sau này cho bạn nào cân nặng dưới tầm 16. C75 chị Hân Nguyễn. 15 16 cân tiếp ạ. 15 16 cân giúp em. Ok, nhìn thấy địa chỉ của chị Mai rồi. Bác nào gửi địa chỉ nhá, em sẽ chốt thêm nhá. Sau này cho em nhá. Chị nào có con cân nặng cho cô phổ đẹp nhất là dưới tầm 15 cân 16 cân đi ạ. 15 16 cân giúp em. Mã này là mã E60. Kỳ vọng được không? E60 không kịp đấy, cô giúp ta lòng đi nhá. E60 giúp em nhá. E60 cho em nhanh tay 140. E95 chị Thạnh Huyền ạ. E60 140 không kịp cứ rút vào lòng thôi con nha. Cô lại nhanh đấy, cô nhìn thấy con mà cứ bồi 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 là cô lại lại chậm đấy. Sau này cho em nhé, chị nào có con cân nặng cho em là nhất dưới 30 cân quay đầu. Áo da lộn nhá, có lấn đúng một cái áo da lộn. 30 cân quay đầu giúp em, mã này là mặt C20. C20 giúp em nhanh tay 140. C20 cho em nhất 140 mà C20 luôn. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhé. Trần Trám rất là xịn luôn. 13 cân, 14 cân cho bé gái rất xinh. 13, 14 cân cho bé gái rất đẹp. Mỏng nhẹ vừa tầm nhé. C43 C43 giúp em nhé. C43 130. Hàng hiệu của Đáp luôn cho em xinh không? C1 chị Mai Bảo Thư khách mới gửi luôn địa chỉ ạ. Mai Bảo Thư nhé. Gửi địa chỉ luôn cho em Mai Bảo Thư. Lật lên bao nhiêu mã là rút ra. Nhanh tay vào. Sau này cho em nhé, chị nào có con dưới 15 16. Dưới 15 16 cân. Xe bột ra chưa con? C20. Có. C20 chị Hân Nguyễn. 15 cân quay đầu giúp em. 15 cân quay đầu cho em nhé. Em con quanh tròn cái bạn đây chưa tí lấy sao? 15 cân quay đầu giúp em mà C44 cho em nhá. C44 130. C44 cho em nhá 130. 43 chị Mai Trần. Đẹp vãi chủ. Đi nhà các bạn nhé, chụp ảnh tổng bưu cho chị nhá, chị Mai Trần ơi. À Mai Bảo Thư ơi. Lắc gửi nữa. Luôn địa chị cho em đi ạ. Khi nào em like xong nhân viên nhà em mới chụp ảnh tổng bưu được chứ bây giờ không có người chụp ảnh tổng bưu, các bạn có đang làm đơn tối qua các chị nhá. Gửi địa chị Mai bác Trần mới gửi địa chị nhá. Giúp em nhá. Chị nào có con cái nặng trên đẹp nhất là màu xanh là đẹp nhỉ. Sau này cho em này rất dưới tầm 22 cân đi ạ. 22 cân quay đầu trai gái mặc đều đẹp nhá. Mã cho em là mã C45, bà nào vừa hở con trai con gái, con trai ở gió 22 cân lấy luôn này. C45 giúp em nhanh tay nhé, 140 mà C45 này. 140 mà C45 giúp em. Ôi, chị Ân lấy cái này cho bạn 12 cân, chàng chị này xinh quá luôn, 12 cân cho em nhá. Con gái 10 cân đến 12 cân mà C47 cho em 130. C47 giúp em nhé, 130 và C47. Sau này cho em cho bé trai này, lên dáng bomber, 16 cân ạ. 15 16 cân giúp em rất đẹp luôn nhá. 15 16 cân cho bé trai mà C51 cho em nhé, 140. C51 giúp em nhá. 140 mã C51 cho em luôn. 140 cho mã C51 giúp em nhé mọi người nhé. C51 cho em 140 luôn. C45 chị Giang Nguyễn. Áo gió cho con trai siêu phẩm luôn này. Hàng hiệu của Antakit thì bảo chuẩn luôn ạ. Hàng hiệu của Antakit giúp em tiếp nhá. Chị nào có con cái nặng cho cô phổ đẹp nhất là dưới tầm 23-24 cân điện. 23-24 cân giúp em nhé. 150 mã C48. C51 chị Chiêm Trần. Cái này chụp cực kỳ nhé. C48 cho em 150 này. C48 150 luôn giúp em. C48 150. Sau này cho em nhé, chị nào có con cân nặng cho em này. Đấm nhất cho con gái dưới tầm 40 cân ạ. Bé gái dưới 40 cân giúp em nhé.
gái dưới 40 cân mà xây 49. Con gái dưới 40 cân mà xây 49 cho em nhá. 140 mà xây 49 á. 140 cho mà xây 49 giúp em nhá. C49 140 giúp em luôn. Sau này cho các bạn có cân nặng cho em cái này đến nhất dưới tầm 20 cân ạ. 20 cân quay đầu giúp em nhá. 18 19 cân quay đầu xuất sắc. 18 19 cân mã C50 cho em nhá. 140 mã C50 này. C48 chị Hân ơi. Sau này tiếp tục cho em luôn size to này các chị ơi, đẹp quá. Size to chị Hân lấy cho bạn size to nhà chị này. Dưới 40 cân giúp em mới tinh ạ. 40 cân quay đầu giúp em cái này nhá. 150 mã C52. 150 mã C52 siêu phẩm. 150 mã C52 giúp em luôn. C52 150 nhá. Wow, đẹp vãi chưởng luôn. 22 23 cân cho bé trai rất đẹp nhá mọi người nhá. 22 23 cân áo giò hai lớp rất xịn ạ. 22 23 cân cho bé trai. Mã này là mã H86 cho em 130. H86 130 nhá. H86 giúp em 130.000 mã H86 ạ. 130 mã H86 luôn giúp em. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em dưới 15 16 cân. C52 chị cỏ mẹ hoa. 15 16 cân giúp em nhá. 15 16 cân mã A16. 15 16 cân mã A16 giúp em cái này nhá. 120 mã A16. Có 25 cân ạ. Có nhiều lắm, 25 cân trai gái comment kèm vào cho em. Gái á. Sắc luôn, cái này xịn đấy nhở. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, dưới tầm 18-19 cân ạ. 18-19 cân, mã này là mã C92. 18-19 cân mà C92. C92 140 nhá. C92 giúp em 140 mà C92 luôn ạ. 140 mà C92 giúp em nhá. Có 10 cân nha chị Trần Hà My ơi. Khách mới comment mã kèm số điện thoại địa chỉ để được lên đơn nha các chị. Chị Hân Nguyễn. 10 cân có đầy đủ luôn. Nói chung là các con cứ từ 10 đến tầm dưới 50 cân. Hôm nay cô phổ có nhiều, rất là nhiều và đẹp. Nên là các mẹ phải theo dõi like. Đừng có pha săn đồ trẻ con mà vào một cái là muốn mua có ngay luôn thì nó rất là khó. Bởi vì trẻ con nó rất là nhiều size số. Mà em lại làm hàng xin nó mỗi mẫu có một cái luôn. Chứ không phải là hàng kiểu có một gì để mà chốt cho mọi người số lượng được luôn nhá. Thế nên là mọi người phải kiên trì thôi ạ. Việc của các chị chỉ cần là kiên trì xem like để chốt thôi. Còn đây thì đầy đủ size số cho các con và hôm nay rất đẹp. Chị nào có con cân nặng cho em cái này nhá. Bạn nào dưới tầm 20 cân đi ạ. 18-19 cân là đẹp nhất ạ. Dưới 18-19 cân bạn nào gầy với dáng gỏng cao mà cái dáng này đẹp nhá. Con trai, mã trên là mã C85. C85 cho bé trai nhá. Cho mã C85 mình để 130 thôi. 130.000 mã C85 giúp em, xuất sắc. Ra cửa gọi béo cho cô xem là phải nói ở dưới không. Sau này cho em nhá, chị nào nhanh tay hàng hiệu của Onavi nhá, rất xịn luôn. Sau này cho bé trai cho em cân nặng dưới tầm 13-14 cân. 13-14 cân cho bé trai này. 13-14 cân giúp em nhá. Con này rất là kiểu gì nhỉ? Khi mà có người cái nó rất là sao nhỉ? Gọi là cái gì? Ừ, thong thả, rất là thong dong luôn ấy. C85 chị Xuân Tâm. Trong khi đó là việc của mình. Sau này cho em nhá. Chị nào có con nó không có dưới đấy đúng không? Cô đi nha. Sau này cho em nhé, chị nào có con cân nặng 12-13 cân bé trai này. 12-13 cân bé trai giúp em mà C78. C78 cho em nhé, nhanh tay. 120 mà C78 á. 120 mà C78, em có một cái gió xếp tăm xui nhá. Một cái gió xếp tăm xui tặng các con luôn. Chị nào có con cân nặng cho em cái này để nhất dưới tầm 17-18 cân ạ. 17-18 cân nhá, tặng các con cái này luôn. 70.000 mà C99. 70k mà C99 luôn. C99 70.000 giúp em nhá. Sau này áo gió rất là xịn luôn cho em nhá, gió kaki ạ. Sau này hàng hiệu cho em tiếp tục này, 35 cân 36 cân đi ạ. 35 36 cân giúp em, chị Ân lấy cái này cho bạn con trai này, chị rất là đẹp luôn nhá. 35 36 cân giúp em, mã này là mã C8. C8 cho em 150 cực phẩm. C8 cho em nhá, 150 C8. Khoác choàng cho em hàng hiệu của Ba La cho em luôn này. Sau này cho em bạn nào có C78 chị Võ Hồng. Đây là áo khoác choàng nhá, rất là đẹp luôn. Chị nào có con dưới tầm 30 cân đi ạ. 30 cân 35 cân đều được cho em nhá. 30-35 cân, mã này là mã E77 cho em nhá. E77 khoác choàng 150. E77 khoác choàng 150 luôn. Một cái áo khoác dạng tweed này. Một em khoác dạng tweed của bạn nào cân nặng 25-26 cân đi ạ. 25-26 cân quay đầu mà C6 cho em nhá. C6 130. C6 130.000 giúp em nhá. 130k mà C6. E77 chị Yến Hải. Sao này rất là đẹp luôn nhá. Chị nào có con cân nặng cho em cái này bé trai này. Trai cho cô phố luôn đẹp nhất dưới 40 cân đi ạ. 40 cân giúp em nhá. Cô phố có jean cho trai 20 cân không, cho con gái có chứ. Có nha, chị jean 20 cân nhiều lắm, đợi tí em lên một loạt jean cho. Chị nào có con cân nặng cho em nhá, đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 40 cân đi ạ. 40 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 40 cân mã cho em là mã L86. L86 150. L86 150 cho em nhá. Không gửi link Linh đang bấm cái gì đấy?
tìm gì, con bấm là con tìm, con gửi cho khách luôn rồi đấy. Sau này cho em nhá, dàn áo váy này, dàn áo váy cho con gái nhá, dàn áo váy tí lệ kết thúc là phải hướng dẫn Linh những cái đấy nhá. Linh nó chưa biết cái đấy hướng dẫn hả? C6 chị Giang Bùi. Sau này cho em nhá, chị nào có con gái cho em nhá, cân nặng đẹp nhất cho bạn nhìn Mickey xinh không? Dàn áo váy đấy ạ, 30 cân đến 35 cân cho bé gái rất xinh luôn, 30 đến 35 cân cho em, mà C62 cho em nhá, 140, C62 giúp em 140. L86 chị Nguyễn Hồng Thơ. Cái này của con trai con gái đều đẹp này. 15-16 cân quay đầu. Chị Hồng Thơ khách mới gửi địa chỉ luôn giúp em nhé. Nhìn phần ghi bình luận của em nhé. Mã cách số điện thoại để được chốt đơn và đừng gửi địa chỉ luôn sau khi được nhé chốt nhá. Em này cho em 15-16 cân giúp em. 15-16 cân mã này là mã M28 cho em nhé. M28 cho em 130. L28 giúp em nhé. 130 mã L28 ạ. 130k chốt mã L28 giúp em luôn. B62 chị Du Minh Nguyễn. Sau này cho em nhé, chị nào có con cân nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 15 cân, 17 cân đi ạ. 15-17 cân giúp em áo khoác choàng bên ngoài cho em. Mẹ nào chốt được những cái váy dạng sát nách mà màu đỏ ấy, khoác choàng cái này bên ngoài rất ok luôn. 15-17 cân mà C54. 15-17 cân mà C54 cho em nhé. 130 mà C54 luôn ạ. 130.000 mà C54 giúp em nhé. 130 mà C54 giúp em luôn nhé. C54 130.000. L28 chị vui. Con mượn sai số của các con chị lên nha, để nhà em lên cho các chị nào. Con mượn lên nhà em ưu tiên nha. Ok, đã nhận được địa chỉ của chị Nguyễn Hồng Thơ rồi nha. Hàng cô phố đẹp nhất trên Hà Nội, Hà Si luôn. Chuẩn luôn chị Hương Trần Thị ơi. Cảm ơn, có feedback rất là chất lượng. Tiếp tục cho em luôn nhá. Mẹ nào vừa hỏi con 12 cân này luôn này, xinh chưa? 12 cân trai gái mặc đều rất đẹp nhá. 12 cân trai gái mặc đều ok, và C96 cho em nhá. C96 120. C96 120.000 giúp em luôn. 120k mà C96 giúp em nhá. Một cái kaki con gái rất xinh này. Kaki cho bạn nào cân nặng cho cô phổ đẹp nhất là tầm 15-16 cân nhá. 15-16 cân giúp em. Mã này là mã C1. C1 cho em luôn nhanh tay nhá. 150 mã C1 này. 150 cho mã C1 cho em nhá. Gió tiếp tục cho em này. Gió cho chị nào có con cái nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 15-16 cân đi ạ. Không sao, xa lâu rồi gì. Có gió gái 25 cân nha chị ơi. Có, vào đây nhanh. C1 chị Kim Anh. Từ bao giờ? Lâu rồi thì cứ đi. 3-4 cái thôi gì. Lâu rồi. Sao con biết? Đấy, cái này là cái cũ không tìm được. Ok. Sau này cho em nhá, 15-17 cân này. 15-17 cân giúp em luôn nhá. 15-17 cân giúp em. Đây lấy một loại áo jean bò ra cho chị đây thôi. Sao đằng sau hay là các sào có jean mang đây cho chị. 15-17 cân giúp em nhá. 15-17 cân mã này cho em là mã C75. C75 giúp em nhanh tay nhá. C75 em lấy các con cái này luôn nhanh tay, cực đẹp luôn. 140 mà C75 này. 140 mà C75 giúp em nhỉ. 140 mà C75 giúp em luôn. Em bắn tác cái chỗ áo thể thao kia kìa, đẹp cực kỳ luôn này. Đó. Ở đâu nhỉ? Ở chỗ đấy hay là đen Linh để chỗ nào nhỉ? Hình như là sau bên kia nữa. Đó, áo thể thao ấy. Ừ. Sau này cho em. Sau này cho em nhá, chị nào có con gái cho em nhỉ. Bé gái cho em cân nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 15-17 cân đi ạ. 15-17 cân lễ cho điều hòa tắt xuống chuyện này nóng nóng nhá. 15-17 cân mã M49. M49 cho em nhé, 130 mã M49 luôn. 130k mà M49 giúp em rất là đẹp luôn ạ. Sau này cho em, ok. Sau này cho em nhé, bạn nào có cân nặng cho em cái này để nhắc cho bé trai đi ạ. Trai cho em dưới tầm 25-27 cân đi ạ. 25-27 cân giúp em, mã này cho em là mã C21 cho em nhỏ. C21 cho em nhanh tay, 140. C21, 140 giúp em luôn. Sau này cho bạn nào có cân nặng 20 cân. 20 cân quay đầu bomber cho bé gái này. 20 cân quay đầu giúp em cái này rất đẹp nha các mẹ nhỏ. 20 cân quay đầu cho cô cổ mã, cho em là mã A14. A14 cho em 130. A14 cho em 130 cho em nhá. Lên dàn áo cho con gái rất là xịn xò luôn này. M49 chị Xuân Diệu. Bé gái cho em cái này nhá, đỉnh của chóp luôn ạ.
Con gái cho em nhé, đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 15 cân đến sau đi các bác, cái này phải 20 cân đến 23 cân được ạ. 20 cân đến 23, 24 cân quay đầu cho bé gái. Mà C15, C15 cho em nhé, 150 chất xịn nha. C15 150, có chị nào có con gái size lớn không? Gió của con gái size lớn rất đẹp luôn. Cái này cho em nhé, chị nào có con dưới tầm ôi cái này người lớn cũng mặc vừa luôn, nếu chị nào dưới 50 cân nhá. Bạn nào dưới 50 cân cho em mặc đẹp. Chị nào cân nặng dưới 50 cân hoặc con gái lớn dưới 50 cân đều ok, cái này cho em rất là xịn. 150 cái áo gió siêu phẩm. Mã cho em là mã C95 150 ạ. C95 giúp em 150 nhá mọi người nha. Size này tiếp cho bạn nào có cân nặng cho em bé trai. 34 chị Hân Võ. 30 35 cân cho em này. Chị Hân lấy cái này cho em rất đẹp này. 30 35 cân cho em cái này nhá. 35 cân quay đầu cho bé trai, rất là xịn. Mã C90 cho em 150 này. C90 150 giúp em luôn. Siêu phẩm tiếp cho em, cái này đẹp quá. Da nhà bác Hân mà 35-37 cân lấy luôn cái này quá đỉnh luôn ạ. 35-37 cân giúp em, mã này cho em. Chị Nguyễn Phương. C81 cho em luôn nha, 150 mà C81 luôn. 150 mà C81 giúp em rất là đẹp luôn ạ. Sau này cho em bạn nào có cân nặng cho em nhá. Áo kiểu dạng áo khoác thể thao, áo nỉ á, đẹp quá. Con gái nha, gái cho em dưới 40 cân. Gái dưới 40 cân siêu phẩm luôn. Dưới 40 cân cho em nhá, mã này cho em là mã C46, 150. C46 giúp em nhá, 150 mà C46 luôn giúp em. 150 mà C46 giúp em nhé mọi người nhá. Thanh Thới mã cách số điện thoại địa chỉ giúp em chị Nguyễn Hương ơi. Bé trai trai bé này các chị này. C81 chị Hân Nguyễn. Con trai size bé cho em nhá, 14-15 cân đi ạ. 14 cân, sorry các bác, cái này phải 10 cân đến 13 cân thôi ạ. 10 cân đến 13 cân giúp em 120 chiếc mã Y34 ạ. Y34 giúp em nhá. 120.000 mã Y34 luôn. C15 nhà em chốt rồi nha chị. 120 mã Y34 giúp em luôn nhá. Size này có mũ cho em này. Chị nào có con cân nặng cho em cái này nhá. Con gái đi ạ. Con gái cho em cân nặng cho em đấy, nhất là dưới tầm 20 cân đi ạ. 20 cân quay đầu giúp em cái này luôn nhá. Dưới 20 cân mã này cho em là mã Y27. Y27 cho em nhanh tay nhá, 130. Y27 cho em 130.000. Con gái cho em này, dưới 17-18 cân giúp em nhá. 17-18 cân áo thể thao cho bé gái rất đẹp. 17-18 cân mã này cho em là mã 656 cho em nhá. 130 mà 656 ạ. 130 mà 656 giúp em. Mã 656 130 nhá. Sau này cho bé trai đi ạ, dưới 15 cân cho em nhá. 15-17 cân cho em. Bé trai 15-17 cân giúp em. 100.000 mã cho em là mã A81 rất đẹp. A81 cho em 100k. Sau này cho bé gái bé xíu nhá, 15 cân quay đầu. 15 cân quay đầu giúp em cho con gái ạ. 15 cân quay đầu cho bé gái, chắc mã này là mã C33, mã tắc C33 này. C33 cho em 130. 130.000 mã C33 giúp em luôn. Con gái tiếp tục cho em luôn nhá. 15 cân quay đầu tiếp, không sinh không lấy tiền các mẹ luôn. 15 cân quay đầu mà tắc cái này luôn, luôn này. Mã C2 cho em nhá, 120. C2 120 giúp em luôn. Sao bé xíu luôn nhá, 10 cân 11 cân quay đầu, trai gái mặc cái này đều đẹp. 10 cân 11 cân giúp em nhá. Chị Ân lấy cái này rất xinh luôn nhá. 42 cân có chị ơi, từ. Mã trên C4 cho em 100.000. C4 cho em 100k, size 40 cân đúng không? 40 42. 40 42 cân size to đúng không? Đằng sau rất là nhiều cái. Y27 chị Bích Nhung. Y27 trước rồi. Ok. C33 chị Yến ạ. Đây 40 42 cân trước luôn mấy cái size to này luôn này. Hàng hiệu của Đát luôn cho em nhá. 40 cân đến 45 cân quay đầu cho em luôn. Dưới 45 cân của con trai. Thực ra cái này thì em thấy trai gái mặc đều được nhá. Em này là mã cho em là mã H30 cho em luôn nhá. 150 mã H30 này. 150 mã H30 giúp em. Tiếp tục cho em này, dưới 40 cân, 42 cân được này, mẹ nào vừa hỏi lấy luôn nhá. Sau này cho em nhá. Mã cho em là mã T12, 150. T12 cho em nhá. 150 mã T12. 15-17 con trai gái chị Hồng Ly ơi. Sau này chị nào có con trai cân nặng cho cô phổ đẹp nhất dưới 30 cân, xuất sắc. 30 cân quay đầu giúp em, 150 cho má này là má C76, 150 C76 cho em, 150 cho em nhá. Comment cân nặng kèm giới tính của các bạn lên cho em nhá mọi người nha. Con gái 25 cân có C4 chị Yến Hải. Con gái rất là xinh luôn này. Trai 15-17 cân ạ. Nhiều, đợi em tìm. T12 chị Đoàn Mai Vân. Mọi người yên tâm là em đầy đủ size số cho các con. Size này cho mẹ nào có con gái cân nặng cho em đẹp nhất là 12 cân quay đầu nhá. Chị Hân đâu rồi chút luôn, cái này con gái rất xinh. 12 cân quay đầu mà C900 cho em nhá, 120. C900 giúp em 120 luôn ạ. 120 và C900. Sau này cho bé gái cho em nhé, dưới tầm 25-28 cân đi ạ. 25-28 cân giúp em, mã cho em là mã C67. C67 cho em nhanh tay 130. C67 giúp em nhé, 130 và C67. Áo gió cho bé gái cho em nhé. Sau này cho bạn nào dưới tầm 23-24 cân đi ạ. 23-24 cân giúp em, áo gió mỏng nhẹ 100.000 và C1, vẫn tắc C1 này. Quá nhiều C1. 100.000 và C1, em chụp mã hơi nhiều đấy nha các bạn nha. C76 chị Vũ Anh. Sau này cho em luôn nhá, con gái này xinh chưa? 30-35 cân giúp em nhá, giúp tẩy. Cho lại chị Nguyễn Hậu ạ. Đẹp dã man luôn. 30.
30-35 cân quay đầu. 30-35 cân quay đầu giúp em nhá. 30-35 cân quay đầu cho em cái này rất đẹp nhá. Dưới 35 cân giúp em. Mã C60 bản tác này. C60 150 tiếp này. Bản tác C60 150 để anh em hỗ trợ bán cho giúp nhanh. Sau này tiếp tục cho bé trai dưới 40 cân. Hàng hiệu xịn cho em nhá. Cái đẹp nhất là từ 35 cân 38 cân đi ạ. 35 cân đến 38 cân giúp em nhá. Cái này các chị chốt nhanh nhá. Dưới 40 cân là maximum. V18 cho em 150 này. V18 giúp em nhá. 150 chất bằng V18 luôn. Size to tiếp hàng hiệu nắp thay cho em. Cái này không xịn không mới hoàn em nhá. Không xịn không mới hoàn em. 40 cân đến 45 cân quay đầu. Chị nào có con trai size to lấy luôn cho em nhá. Con trai size to cho em 160 cực phẩm. C98 bản tác này. C98 160. C98 giúp em 160 nhá. Size này cho bạn nào có cân nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất cho bé cân nặng dưới tầm 20 cân quay đầu. 20 cân quay đầu giúp em nhá. 18 chị cỏ mẹ hoa. 20 cân quay đầu mã L12. L12 cho em nhá, 130. L12 giúp em nhá, 130 mã L12. Size này cho em bé gái cân nặng cho em dưới tầm 20 cân quay đầu. Con gái 20 cân quay đầu mã cho em là mã 281 cho em 130. 281 giúp em nhá, 130.000 mã 281. Bomber cho bé trai bé gái đều xinh nhá, tay thêu ạ. Các chị nhìn cho kỹ các bạn tiếp nha, không có chốt xong rồi lại bảo em ơi cái đấy là con gái mặc hợp hơn, con trai mặc hợp hơn. Đấy là do các chị nhá mọi người nhá. C96. Em không nói trai gái thì auto trai gái đều được, còn nếu không em sẽ nói trai hoặc gái. Còn các bác C98. Các bác chốt được cái nào là phải lấy cái đó nhá, đừng có chốt xong rồi em ơi cái bạn tiếp đấy là của con gái hợp hơn. Coi là chị con trai hủy cho chị với. Rất là mất công em like. Những cái lý do mà chẳng lẽ lại không hủy mà hủy thì là sao sẽ chắc chắn sẽ không được ưu tiên nữa rồi. Nên là nhìn cho kỹ các bạn tiếp xong rồi lại chốt mọi người. Thôi chỉ có C98 thôi nha, đúng. 15-16 cân nhá. 15-16 cân giúp em, mã này là mã 704 cho em nhé, 130. 704 cho em 130.000 ạ. Mã 704 giúp em nhé, 130k mã 704 luôn. Bạn tiếp cho em này, xinh không? 30 cân quay đầu cho con gái rất đẹp luôn nhá. 30 cân quay đầu cho bé gái mã Q81 cho em nhỉ. Q81 cho cô phố luôn nhanh tay. 150 mã Q81 ạ. 150 cho mã Q81 giúp em. Size này cho mẹ nào có con cân nặng cho em cái này nhá. Bé trai C98 chị Nguyễn Hồng Thơ. 25 cân đi ạ. 25-26 cân giúp em. Mã trên là mã 130 cho em nhá. 140 mã 130. 140 cho mã 130 giúp em luôn nhá. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 35 cân cho bé gái này, xuất sắc. 35-38 cân cho bé gái cho em. Mã C95 bản tác này. C95 giúp em nhá mọi người nhá. 140 mã C95. 140 cho mã C95 giúp em luôn. Con gái biết này các chị này. Q81 chị Yến Hải. 15-16 cân giúp em nhá. 15-16 cân áo gió cho bé gái rất đẹp và mới tinh ạ. 15-16 cân mang K46 cho em nhé, 130. K46 130. Size bé cho bé trai rất là xinh luôn. 12-13 cân quay đầu ạ. 12-13 cân quay đầu giúp em rất đẹp ạ. 12-13 cân quay đầu cho mã C14 cho em nhé, 130 mã C14. 130 mã C14 giúp em. Trai 40 cân có luôn, đợi em tí. Trai 40 cân nhiều áo khoác thể thao xinh lắm. 130 chị Cẩm Yến. Cái này thì con gái mất rồi. Con gái cái này ạ, con gái cho em nhá. 35-38 cái này dưới 40 cân. Gái dưới 40 cân giúp em hàng hiệu của Nike. Đẹp cực kỳ nhá mọi người nhá. Nhanh tay cho em vào luôn. 40 cân quay đầu của bé gái nhá. 150 chất mã 9 C90 này. C90 150 luôn nhá. C90 150 giúp em luôn. Sau này cho bạn nào cân nặng dưới tầm 30 cân đi ạ. 30 cân. C14 chị Thanh Huyền Đặng. 30 cân quay đầu trai gái đều đẹp này. 30 cân quay đầu giúp em mã C88, 130 mã C88 này. 130.000 mã C88. Thanh Huyền Đặng check-in nhà giúp em nhá. Trai tiếp tục cho em này. 30-33 cân đi ạ. 30 cân quay đầu đẹp nhất. 30 cân quay đầu của bé trai cho em cái này nhá. 150 mà C89. 150 mà C89 luôn giúp em. C89 150. Size to này các chị ơi. 45 cân đi ạ. Bé trai cho em 45-48 cân đều được. 45-48 cân cho bé trai 150 này. C99 150. C99 150 chỗ này toàn áo xịn nhá, cực xịn luôn nhá. Sau này cho em nhá, chị nào có con size to tiếp này các bác ơi. 40 cân đi ạ. Dưới 40 cân giúp em nhá, trai gái mặc đều đẹp. Dưới 40 cân 150 mà C97. C97 giúp em 150 nhé các mẹ nha. Hàng hiệu của cây 3 cho em luôn nhá. Em này cho em 30 cân đến 35 cân đi ạ. 30 cân đến 35 cân nhá. Trai gái đều được cho em nhá. 140 mà C96 này. C96 cho em 140 nhé các chị nhá. 40 cân tiếp này các chị này. Alo. Alo. 40 cân quay đầu giúp em nhá. Áo hiệu xịn cực kỳ luôn. Con trai đi ạ. Mẹ nào con trai dưới 40-42 cân đều vừa mã 682. 682 cho em nhanh tay. 150 mã 682. 150 mã 682 nhé. Nhìn thấy bác là chốt đúng chốt bình thường nhá. Ưu tiên tìm cái jean cho cô bố. Ưu tiên lên jean trước đi cô bố ơi. Jean bạn nào bao nhiêu cân mà cân nặng của các bạn đi ạ. Ok. Đây rất là nhiều jean luôn. Rất là nhiều jean. Jean nhà mẹ bao nhiêu cân nhỉ? Jean con nhà mẹ bao nhiêu cân nhỉ?
Sao này cho em nhá, hàng hiệu của Fila luôn này. Trai gái đều được nhá. Hàng hiệu của Fila cho em nhá, trai gái đều ok luôn cái này. Đẹp thế. Dưới 40 cân đi ạ. 40 cân quay đầu giúp em hàng hiệu xịn nhá. Dưới 40 cân mã 982 chị Hân Nguyễn. Mã 942 cho em cái này cho con trai nó rất là hợp luôn, đẹp nhá. Dưới 40 cân mã 942 đúng không nhỉ? Mã 942 cho em nhá, 150 mã 942. 150 mã 942 giúp em luôn nhá. Nhiều jean đẹp nhá, jean các mẹ con trai gái bao nhiêu cân xinh thế, con gái này. Con gái cho em nhá, đẹp nhất cho em maximum dưới 30 cân đi ạ. Bé gái dưới 30 cân giúp em nhá. 150 mã C37 này. 150 chất mã C37 giúp em luôn nhá. C37 150 luôn cho em. Size này cho bạn nào cân nặng cho em nhá. Dưới 24 25 cân giúp em con trai mặc hợp hơn này. 24 25 cân cho bé trai nhá. 24 25 cân giúp em cho bé trai, 20 cân mang trên được cái này đấy. 25 cân là maximum chất mã C4 cho em nhá. 140 mã C4 á. 140 mà C4 giúp em jean cho bé gái 22 cân này. Thực ra trai gái em thấy đều ok nhá. 22 cân quay đầu giúp em luôn. 22 cân quay đầu chất mã này là mã C2 cho em nhỉ. C2 cho em 130 mà C2. 942 chị Thu Nguyễn. Trời ơi cái này các mẹ cũng mặc vừa luôn. Cái này người lớn mặc vừa dưới 50 cân nhá. Trai gái dưới 50 cân đấy, xuất sắc chưa? Các chị có thể bon chen được nhá. Mới tinh và xịn cực kỳ. Nhanh tay, em lấy 160 đây, cái này quá đẹp luôn. Mặc Q75 160 này. 37 chị Hân Nguyễn. Q75 cho em nhá. 160 Q75 luôn. 160 mà Q75 giúp em, đẹp xuất sắc luôn. Chị nào có con gái cái nặng cho cổ vồ đẹp nhất là 20 cân 22 cân quay đầu. C2 chị Nguyễn Lan Anh. 20 22 cân quay đầu ạ. 20 22 cân quay đầu giúp em, mã trên là mã A86 cho em nhá. 150 chất mã A86 luôn. 150 chất mã A86 giúp em rất đẹp nhá. A86 150. Q75 chị Diệu Bùi. Áo khoác dạ chít cho em luôn cho bé gái dưới 15 cân nha. Gái dưới 14-15 cân, mã C41 cho em nhá. 140 mà C41. 140 mà C41 giúp em nhá. C41 140 giúp em cho sáng sau chị. C41 140. A86 chị Nguyễn Lan Anh. Ôi xinh vãi. Một gáo khoác dạ, một gáo áo da cho bé gái rất xinh. Dưới 15-16 cân giúp em, màu xanh đẹp không? 15-16 cân giúp em cái này xuất sắc nha. Hello Lan Anh. 15-16 cân, mã này cho em là mã C60 cho em nhá. C60 cho các con luôn nhanh tay. 150 mà C60. Đẹp vãi trưởng luôn này. Sau này cho bạn nào dưới 30 cân tiếp cho em rất xịn này. 30 cân quay đầu cho em nhá, đẹp đỉnh của chóp luôn ạ. Dưới 30 cân cho cô phố nha, siêu phẩm luôn. Mẹ em cho xem mấy chủ nhá, chị Cỏ Mê Hoa ơi. Đẹp quá, bình tị nhau chuyển cái mã này sang mã khác các chị ơi. C55 cho em 150 này, 30 cân quay đầu mà C55 150 ạ. C55 giúp em nhá, 150 mà C55. Con gái này các chị ơi xinh đấy. 30 cân đến 35 cân đi ạ. 30 cân đến 35 cân quay đầu chất mã này là mã A70 cho em nhá. A70 cho em luôn 130. A70 cho em 130.000 luôn. Sau này cho bạn nào cân nặng cho em nhá. 25 cân đến 28 29 cân đi ạ. 25 cân đến 28 29 cân giúp em. Mã cho em là mã D15 này. D15 giúp em rất đẹp nhá. 120 D15. 120 cho mã D15 giúp em. Một cái kaki cho con gái dáng áo váy nhá. Kaki cho bé gái dáng áo váy giúp em. Xong chưa, tập trung chốt đơn đi nào. C55 chị Mộc Hà. Sau này cho em nhá, chị nào có con cân nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất cho các bạn dưới tầm 25-28 cân quay đầu đi ạ. 28 cân quay đầu cho mã C20. 28 cân quay đầu mà C20 giúp em, 150 mà C20 ạ. À dần gì tí lên nhà em lên nha các chị ơi, tập trung cho mã này đi chị. Sai ta tiếp này, em này maximum dưới 50 cân nhá. Maximum là dưới 50 cân giúp em, trai gái đều được, thể thao rất dễ mặc luôn. Mã cho em là mã 182, cho mã 182 cho em nhé, 140 này. Mã 182 giúp em 140 nhá. Sau này cho em tiếp tục dưới 50 cân tiếp này các chị này. 50 cân quay đầu trai gái đều ok nhá. C20 chị Dung Trúc. 50 cân quay đầu trai gái đều được nhá. Bé trai bé gái dưới 50 cân giúp em mã 676 cho em nhé, 140 này. 676 140 giúp em luôn. Con gái đi các chị ơi, size này cho em dưới tầm 35 cân ạ. Gái dưới 35 cân giúp em mặc đẹp nhỉ. 35 cân quay đầu của bé gái chất mã 902 cho em nhỉ. 130 mà 902. 130.000 mà 902 giúp em luôn. 130k chất mã 902 giúp em nhỉ. Size này cho em nhé, chị nào có con trai dưới tầm 40 cân nhỉ. Trai gái dưới 40 cân như thế này con trai rất đẹp luôn. 40 cân quay đầu giúp em, bản tác này, 130, mã trên là mã C94. C94 cho em 130.000. C94 130k giúp em, rất xịn của con trai. 50 cân quay đầu được ạ. 45 48 cân cho em là ok nhất cho em. 76 chị Bạch Mai. 45 cân quay đầu cho em siêu phẩm nhá. Thị Trang Nguyễn cô đang xem lấy cho bạn 42 cân quá đẹp luôn. Dưới 45 46 cân giúp em, 150 VIP cực kỳ mã C93 này. C93 bản tác 150. C93 150 cho em nhá. Hàng hiệu cho em luôn của con gái 30-35 cân nhận. 35 cân quay đầu của con gái rất là đẹp và xịn luôn ạ. 35 cân quay đầu của bé gái luôn giúp em nhá. 150 mà C92 mà tác chị C92 này. 150 mà C92 giúp em.
Em này là kiểu dạng áo giữ nhiệt, mặc kiểu áo mặc bên trong nhá. Chị Hân lấy cho bạn 35 37 cân lấy cái này này. 35 37 cân mặc bên trong nhá, 100.000. Chị 3 chị Lâm Bóng chuyển khoản luôn cho em nhá chị Lâm Bóng ơi. Đẹp vãi chưởng luôn nhá, 100.000 mà C91 này, bản tác C91 100k này. C91 cho em 100.000 nhá. Check tin nhắn em luôn nha chị Lâm Bóng ơi. Sau này hàng hiệu của Converse cho em rất xịn luôn. Chị nào mà con dưới cho em nhá, maximum là dưới 50 cân. Bé trai dưới 50 cân cho em là maximum em tư vấn đẹp nhất là 45 cân quay đầu. 45 46 cân quay đầu mà 633, hàng hiệu xịn nhá. 150 mà 633. 150 cho mà 633 giúp em luôn. Các bác size nhỏ chờ em tí em lên chỗ này hơi nhiều size to nhá. Sau này cho em chị nào có con cái nặng cho em hàng hiệu của Dad luôn ạ. À. 40 cân quay đầu này, chị Ân Nguyễn đâu rồi, trời ơi, đẹp xuất sắc. 40 cân quay đầu hàng hiệu của Dad cho em lấy cái này 150. Chị mua chị Ruby Trần. 150 cái này nhá, chốt nhanh cái này luôn. Nào để tác vào cho chị nào nhanh nào. C38 ạ. C38 cho em 150 này. C38 150 luôn. C38 150 con gái cho em nhá. 45 cân quay đầu đi các chị ơi, siêu đẹp. 45 cân quay đầu cực phẩm bé gái này. 45 cân quay đầu mới như new luôn nhá. Mã cho em là mã 936 cho em nhá. 936 cho em 150. 936 150 luôn giúp em. Rất là đẹp luôn. 936 150 cho em nhá. Sau này cho bạn nào dưới tầm 35. C38 chị cỏ mấy hoa. Cái này dưới 40 cân đi ạ. 40 cân cho em nhé, con gái mặc đẹp hơn này, trai gái đều ok. 40 cân quay đầu giúp em, mã này là mã 86 nhá. Mã 86 cho em 150 này. Mã 86 150 cho em nhá, hàng hiệu cây to tiếp này. 936 chị Lạc Lạc. Size to tiếp các chị ơi, dưới 50 cân trai gái đều được, ưu tiên con gái. 50 cân quay đầu các chị yêu nhá, dưới 50 cân giúp em. Mã cho em là mã T74 cho em nhá, 150 nhá. T74 giúp em nhá, 150 cho mã T74. Có 40-45 cân trai nha chị ơi. Từ nãy giờ đang lên rất nhiều size đó đấy mà chị không chốt được là sẽ không còn đâu. Size to như thế không có quá nhiều nhá. Size này cho chị nào có con cái nặng cho em 25 cân quay đầu. Trai gái đều được ạ. 25 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã Y30 cho em nhá. 130 mã Y30 ạ. 130.000 mã Y30 giúp em. 40-47 cân đúng không? Sau này cho em nhá, hàng hiệu của Mizuno. Áo chui, áo gió rất xịn luôn. Hàng hiệu của Mizuno cho bé trai cho em nhá. Đẹp nhất cho bạn nào dưới 40 cân này. Dưới 40 cân giúp em nhé, 100.000 mã 603 mới như new luôn. 100.000 mã 603 giúp em. Size này cho chị nào con trai nhá. Cái này là hiệu của Oasis luôn cho em này. Cái này hàng hiệu của Oasis luôn giúp em nhé. T74 chị Trịnh Yến. Y30 chị Giang Bùi. Nó đọc này nó đi ăn phải đến mình like từ lúc đấy giờ là bao nhiêu phút rồi? Like 1 tiếng 26 phút rồi. Like chắc được tầm 10-15 phút là nó đi ăn từ lúc đấy đến giờ. Giỏi thật. 40 cân quay đầu giúp em này. 40 cân quay đầu giúp em cái này nhá. 40-45 cân được ạ. 40-45 cân nhá. Hàng hiệu Oasis cho em. Mã 697 cho em nhìn tay 150 ạ. 697 150 giúp em. Lên dáng quá đẹp luôn. Bạn nào cân nặng 22 cân quay đầu giúp em cho bé trai. 22-23 cân quay đầu cho em. Đỉnh của chóp 150 mã Y47 cho em. Cái này nhanh tay nhá. Y47 150 ạ. Y47 150 giúp em. Con gái này các chị này. Con gái cho em 22 cân quay đầu. Bé gái 22 cân quay đầu cho em quá xinh luôn. Con gái 22 cân quay đầu chất mã này cho em là mã 941 cho em nhá. 941-130. 941-130.000 giúp em luôn nhá. 941-130k giúp em. Em sẽ lên xem kể cả jean bò cho các chị xuất được cả jean bò này nhá. Zin cho bạn nào có cân nặng cho em 12-13 cân này. 12-13 cân giúp em cái này đẹp nha. 12-13 cân quay đầu cho em cái này luôn, rất xinh luôn. 120, mã cho em là mã C22 đi ạ. C22 cho em nhá. 120.000. 120 và C22 giúp em luôn. Size này cho bạn nào cân nặng dưới 25-26 cân điện rất xịn. 25-26 cân giúp em bên tay nhá. 25-26 cân quay đầu, mã cho em là mã E37 cho em 120 này. Y47 cho này chị cỏ mẹ hoa cho E37 cho em nhá. Cho chắc cho nhà em nha các chị. Sau này cho em bé gái 30 cân quay đầu đi ạ, xinh không? 30 cân quay đầu cho con gái rất là đẹp luôn. Gái dưới 30 cân giúp em 150 mà C39 này. C39 150 luôn. C39 cho em 150. 697 chị Ninh Gian. 15 cân quay đầu giúp em quá đẹp luôn nhá. Dưới 15 cân quay đầu cho em 130 C6 này. C6 cho em 130 nhá. C6 cho em nhé, 130.000 mà C6. C6 130 đen ơi. Ừ, thôi chịu đấy dừng đã. Lấy cho chị tất cả zin bò. Khách mời mã cách số điện thoại cho em chị Tiến Trần, anh Tiến Trần ơi. Sau này cho em nhé, trai gái mặc đều rất là đẹp luôn ạ. 25-28 cân đi ạ. 25-28 cân giúp em, mã này cho em là mã C85. C85 cho em nhé, 140 mà C85. 140 mà C85 giúp em luôn. Rồi. Em này cho chị nào có con cái nặng dưới 15-16 cân đi ạ. 15-16 cân giúp em rất đẹp nhỉ. 15-16 cân, mã này cho em là mã C3. 15-16 cân mã C3 cho em nhé, 140 mà C3.
140 mã C3 giúp em, con gái xin cho các chị này. Bạn nào dưới tầm 20 cân quay đầu, 20 cân quay đầu giúp em, cái này rất đẹp nhá. Dưới 20 cân mã này cho em là mã A16 cho em nhá. A16 140 đi ạ. C85 chị Giang Bùi. A16 140 giúp em luôn nhá. Siêu phẩm con gái tiếp này các chị này. Siêu phẩm cho bé gái dưới 20 cân tiếp giúp em nhá. 20 cân quay đầu cho bé gái luôn. Mã cho em là mã C24 cho em nhá. 130 mã C24 luôn ạ. 130.000 mã C24 giúp em nhá. Con gái tiếp ạ. Bo gấu cho em ở đằng sau lưng nhá mọi người nhá. Chị nào có con gái cân nặng cho em dưới tầm 20 cân đi ạ. 20 cân quay đầu giúp em là C54 cho em nhá. C54 cho em 130. C54 giúp em 130.000 luôn. À, gió cho em rất xịn luôn này. Gió rất xịn cho bạn nào có cân nặng cho em dưới tầm 15-16 cân đi ạ. 15-16 cân giúp em mà C65 cho em nhá. C65 cho em 130. C65 giúp em nhá. 130.000 mà C65. Sau này cho em áo gió cho bảy gái dưới 15-16 cân này. Gái cho em nhá. 15-16 cân giúp em. 15-16 cân mã này cho em là mã C67. C67 cho em nhanh tay 130 mà C67 ạ. 130 cho mã C67 giúp em nhá. Gió siêu mới luôn cho em nhá, dưới 15-16 cân ạ. Gió siêu mới 15-16 cân quay đầu giúp em nhá. 15-16 cân. 15-16 cân mã C68. Mã C68 cho em nhé, 130 mã C68 ạ. Anh Tiến chờ đây, anh phải comment mã kèm số điện thoại giúp em thì mới được lên đơn nha. Các anh nào chốt cái nào thì chắc chắn cho em nhé các anh nhá. Các anh nhé, em không bán hàng hủy xả đâu ạ. Đây là lời cái nào chắc chắn lời cái cho em. Có măng tô gái 14 cân không ạ? Có, măng tô gái 14 cân có đấy. Chị Mai chẳng ơi, chị không chuyển khoản được, nhà em hạn chế chốt nhé chị ơi. Có thích không em? Không ạ. Không có thích, chị được mấy gái rồi? 3 cái. Chị ơi, chị khách mới, chị cọc cho em đi. Cọc cho em 100.000 để chắc chắn là mình có lấy hàng, đi đem chốt thêm cho chị một vài bạn nữa. Còn nếu không khách mới anh sẽ phép chốt hạn chế một chút nhé các chị nhá. Tránh trường hợp là các chị chốt xong nhiều rồi lại hủy xả của em nhá. Lấy cái nào chắc cái đó cho em, không lấy quá nhiều. Mới mua lần đầu trải nghiệm thôi cho em. Còn các bác nào đã ok rồi chốt nhiều thì cọc trước cho em để được chốt ưu tiên chốt nhé tiếp nha mọi người nhá. Em này cho em 25-27 cân đi ạ, mới tinh. 25-27 cân mà C69 cho em nhá. C69 150. C68 chị Đào Vi. C69 150 giúp em luôn nhá. C69 150 ạ. Áo gió hiệu xịn cho em này. Áo gió rất xịn luôn. Chị nào có con cân nặng cho em nhá. Mẹ nào có con cân nặng cho cô Phổ đẹp nhất là dưới tầm 25 cân. 25-26 cân giúp em. 25-26 cân mã C70 cho em nhá. C70 cho em 130. C70 130 giúp em. 12 cân quay đầu các chị này. Chị nào có con trai 12-13 cân quay đầu nhá. 12-13 cân quay đầu mã C74 cho em nhá. 120 mã C74 ạ. 120 mã C74 giúp em luôn. Sau này cho bé cân nặng cho em nhá, dưới tầm 40-45 cân nhá. 40-45 cân giúp em. Có con bò 37-38 cân nha, chị Thu Vi Nguyễn ơi. Bản này đẹp xuất sắc luôn. Chị nào có con vừa cái sao này bỏ qua cái này cực kỳ tiếc luôn nhá. 40-45 cân quay đầu. 40-45 cân quay đầu giúp em mà C71 cho em nhá. 150 mà C71. 150 cho mà C71. Em đi đâu đấy? Em đi ăn gì mà gần tiếng cả tiếng đồng hồ đấy? Có 15 phút thôi chị. Em đừng nói với chị 15 phút. Em đi từ lúc nào chị biết? Điện thoại để ở nhà. Em phải biết cái ca chưa của em bây giờ là lệ nó chỉ là một tí đồng lai thôi. Kịp làm sao được, chị lai tốc độ như thế làm sao mà kịp được. Biết như thế mà lại còn đùng đỉnh đi ăn cả tiếng đồng hồ không về. Đâu có rảnh có thời gian nhiều đâu để mà rủ nhau để đi ăn lâu như thế. Sai này cho em nhé, chị nào có con cái nào cho em nhá. Đẹp nhất cho bạn nào dưới 30 cân quay đầu. 30 cân quay đầu giúp em ạ, C73. C73 giúp em 130. C73 giúp em nhá, 130.000 và C73 cho em luôn. Sau này cho em luôn này. Chị nào có con cái nào cho em đẹp nhất là dưới tầm 15-16 cân. Cái sơ mi này cho con trai rất là đẹp luôn ạ. 15-16 cân giúp em rất đẹp nhá. 15-16 cân mã C17. C17 giúp em nhá, 130 và C17. 130.000 và C17 giúp em luôn nhá. C17 130. Sau này mang tô kaki cho bé gái này. Kaki chị Nguyễn Hậu. Kaki cho bé gái cho em nhá. Con gái cho em cái này cân nặng cho bạn nào đẹp nhất dưới tầm 25 cân này. 25 cân quay đầu cho em nhá. Maximum dưới 25 cân mã 676 cho em nhá. 130 mã 676. 130.000 mã 676 giúp em. Kaki tiếp này các chị này. Kaki cho bạn nào cân nặng cho em dưới tầm 20 cân quay đầu nhá. 20 cân quay đầu cho em, lên dáng quá đẹp luôn. Dưới 20 cân cho em nhá. Bụi lắm đen rồi. 24-25 cân này. 24-25 cân quay đầu giúp em nhá. 140 mã này cho em là mã C39 mà tác cô C39 140 này. C39 140 giúp em, chỗ này rất nhiều kaki đẹp này các chị chốt nhanh nhá. Con gái cho em maximum dưới 30 cân này. Kaki cho bé gái dưới 30 cân giúp em nhá. Dưới 30 cân cho em, chốt mã này cho em là C38 150. C38 cho em 150 ạ. C38
C38 150, size này cho bạn nào có cái nặng dưới tầm 12 13 cân ạ. 12 13 cân trai gái mặc được. C39 chị Trịnh Yên. Size này cho em là mã C39. Con vừa nói có C39 ạ. Có rồi chị ạ. Em này là mã C391. C391 giúp em nhanh tay nhá. 130 mã C391, sửa mã này là C391 này. C38 chị Giang Bùi. C391 130. Sửa mã C391 luôn. Bé gái tiếp cho em nhá. 20 cân quay đầu kaki tiếp này. 20 cân quay đầu cho em kaki nhá. Rất là xịn và đẹp, mới tinh. C29. C29 cho em nhanh tay nhá. 150 mã C29 nhá. C34 150 mã C29. C34 không có. Comment đúng mã giúp nhà em nào các chị ơi. Sau này cho em bạn nào có cái nặng cho em 12 13 cân đi ạ. 12 13 cân quay đầu giúp em nhá. 100.000 mã V94 100k. C29 ạ. V94 cho em nhá. 100.000 V94. Các chị comment đủ mã giúp nhà em, đừng bỏ chữ cái đầu tiên nhà em đi nhá. Kéo xa lên nha chị. Áo da siêu phẩm cho con gái này. Chị đang được kéo da này quá đẹp luôn. Áo da cho bé gái dưới 30 cân cho em. Xuất sắc luôn. Áo cho đằng sau lát nhà em lên mã nha chị. Có 4-5 cái áo da, tôi cũng có nhiều đây. Nên là bác nào thích thì chốt ngay và chốt luôn nhá. 30 cân quay đầu cho bé gái rất là đẹp và xịn luôn. Em này 150. Em này 150, mã cho em là mà C40. Bản tắc C40, 150 này. C40 giúp em nhá. Kaki tiếp siêu phẩm này. Kaki cho bé cân nặng dưới tầm 14-15 cân nha. Trai gái mặc cái kaki này đều được. 14-15 cân quay đầu giúp em, 150 đỉnh của chóp. Mà C58 150 này. C58 giúp em nha. 150 mà C58 giúp em luôn. 150 cho bác C58 cho em rất đẹp. Một em kaki cho C40 em mix cùng với cả dạ cho em dáng bomber xinh cho. Bé trai bé gái mặc đều ok cho em nha. Trai gái mặc đều ok giúp em, 30 cân quay đầu. 30 cân quay đầu giúp em, mã cho em là mã C25. C25 cho em 150. C25 giúp em nhá, 150 mã C25 luôn giúp em. 150 mã C25 cho em cái này nhá. Lên một cái jean bò tiếp này các chị này. Jean bò cho bạn nào có cân nặng cho em đến hết là tầm 25 cân đi ạ. 25 26 cân quay đầu, mã cho em là mã D30. D30 cho em 120. D30 cho em 120 nhá, gió tiếp này các chị này. Gió cho bạn nào có cân nặng cho em đến hết dưới tầm 15 17 cân nhá. 15 17 cân giúp em. Hello chị Hiên Phạm nha. Mã cho em là mã D21 cho em 100.000 ạ. D21 cho em 100k. Sao cho em chị Vũ Anh. Chị nào có con cân nặng cho em cái này nhá, đẹp nhất cho em dưới tầm 15 cân. 15 16 cân quay đầu giúp em C66. C66 cho em nhanh tay nhá, cho mã C66 để các con luôn 120. Một em áo áo dạ cho bé gái nhá, màu vàng. D21 chị Nguyễn Hương, khách mới gửi luôn 21, địa chỉ ạ. 21 22 cân quay đầu, nhìn phần ghi bình luận của em để gửi địa chỉ luôn giúp em mọi người nhá. Em này 21 22 cân quay đầu đi ạ. 22 cân quay đầu mà C42 cho em nhá. C42 cho em 130. C42 130, một cái dạng tweet cho con gái 14 mất cân, 13 14 cân giúp em quay đầu. Dưới 13 14 cân, mã cho em là mã T96 cho em nhá. 100.000 mã T96. 100k cho mã T96 giúp em luôn. Sao này cho em nhá. Chị nào có con cho em áo hiệu xịn nhá. 40 cân quay đầu cho bé trai. Trai dưới 40 cân cho cô, mã này là mã 681 cho em nhá. 150 cho mã 681. 150 cho mã 681 giúp em luôn nhá. Bé gái cho em rất đẹp, mã Kila. 25 26 cân đi ạ. 25 26 cân giúp em cái này nhá. Bán tác 150 C41. C41 cho em 150 có một cái thôi à? Xuống á. Có hai cái một tẹp nhất nó sâu. T26 chị Trịnh Nghiên. Tóm lại là chỉ có một cái đúng không? Chiều nay phải khắc phục luôn, ít nhất phải có thêm một cái nữa nhá. Sao lại cho em nhá, chị nào có con cái nặng cho em này, 16 cân quay đầu. 16 cân đến sau đây các bác ở đây 18 đến 20 cân đi ạ. 18 đến 20 cân giúp em. 18 đến 20 cân cho em nhá. C42 bản tác tiếp này. C42 nhá. C41 chị Phương Đàm không đâu. 130 và C42. 130 và C42 giúp em nhá. Xuất sắc luôn mà C42 130. 681 chị Thu Nguyễn không giấu. Các chị khách mới chốt được một mã gửi luôn địa chỉ cho nhà em nào các chị ơi. Chị Nguyễn Hương. Bomber cho con gái size to một chút nhá. Dưới 40 cân cho em này. Maximum là dưới 40 cân, em tư vấn mặc đẹp nhất là 30 cân à, 35 cân đi ạ. 30 cân đến 35 cân đi ạ. 30 cân đến 35 cân cho em cái này đẹp nhất nhá. 140 trên mã C43, chúng ta C43 140 này. C43 giúp em nhá, 140. Hàng hiệu của Kappa luôn giúp em nhá. Đẹp thế. Kappa cho bé gái cho em siêu phẩm luôn. Bé gái cho em đẹp nhất là dưới tầm 40 cân.
Mã Y11 cho em nhá, 150 mã Y11 40 cân, quay đầu. Size to tiếp này các chị ơi, đẹp chưa? Em này cho bạn nào cân nặng cho em nhá, 35-38 cân quay đầu. 35-38 cân giúp em, chị Ân lấy mã 610 cho em, rất đẹp. 150 mã 610 mới tinh ạ. 150 cho mã 610 giúp em nhá. Size này cho các bạn cân nặng cho em. 43 chị Lê Yến Dung. 35-37 cân quay đầu ạ. 35-37 cân quay đầu giúp em mã T378. T378 giúp em nhá. Nhanh tay mã T378 cho em. 140 mã T378 á. 140 mã T378 giúp em luôn nhá. 30 cân quay đầu này. Trai dưới 30 cân giúp em mặc đẹp nhá. Trai dưới 30 cân giúp em luôn. Mã trên là mã C44. Y11 chị Thơ Vũ. C44, bàn tác C44 cho em 140. C44 cho em nhá. 140 mã C44 luôn. 140 chất mã C44 giúp em. Không cần đến cái đó. Cái bàn game bò xong. Khách mời mã cách số điện thoại giúp em chị Tú Lê ơi. Sau này tiếp cho em này, con trai cho em 21-22 cân quay đầu. 21-22 cân quay đầu giúp em nhá. 130, mã này cho em là mã 642. 642 giúp em 130 nhá. Sau này cho em nhé, chị nào có con trai dưới cho em 35-38 cân. 35-38 cân quay đầu giúp em mã A2 cho em nhá. 140 chất mã A2. 140 chất mã A2. Áo gió cho em nhá. Gió hai lớp cho em xịn. 40 cân quay đầu. Dưới 40 cân mã Y4 cho em 150 này. Y4 cho em 150. C44 chị Võ Hồng. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em dưới tầm 18-19 cân đi ạ. 18-19. C43 chị Tú Lê. 18-19 cân giúp em mã 602 cho em nhá. 120. 602. Khách mời gửi cho em địa chỉ luôn chị Tú Lê ơi. Con gái cho em dưới 40 cân. Gái dưới 40 cân giúp em mã Y9 cho em 150. Y9 150 này. Y9 cho em 150 nhá. 15 cân quay đầu đi ạ. 15 cân quay đầu giúp em tiếp, trai gái đều được. 15 cân quay đầu, bàn tác C45 130. C45 giúp em 130 nhá. C45 giúp em 130.000. Bé trai cho em cái này đẹp này. Dưới 22 cân đi ạ. 22 cân quay đầu, áo chui cho các con 100.000. C47, bàn tác C47 100.000. C47 giúp em nhá. 100k là C47 giúp em luôn. Mẹ như mình bao nhiêu cân comment lên đi các chị ơi. Em rơi lại cái đấy cho chị xem lại đây. Y9 chị Bạch Mai ạ. Cái đấy mã là mã gì? C47. C47 có 2 cái cho trai chị nha béo nhá. C47 2 cái. 100.000 và C47 áo chui ạ. Hàng hiệu của Đáp tiếp cho em nhá. Hàng hiệu của Đáp cho em nhá. Chị nào có con cái nặng cho em luôn này. Đấy thế. Em này trai gái đều được auto đẹp nhá mọi nhá. Dưới cho em 45 cân đi ạ. 45 cân cho em nhá. 45-48 cân. 45-48 cân cho em. Cái này 150 các chị chốt nhanh C46. Đây. C46 cho em 150. C46 có 150 xe to tiếp này các chị này. Cái này nhà em bán đồ trẻ con nhá chị ơi. Sau này cho em nhé, chị nào có con cân nặng cho em cái này nhá. Áo này cho mẹ nào có con trai dưới tầm 45 cân đi ạ. 45 cân quay đầu giúp em, mã này là mã 943. 150 mà 943. 150 chất mã 943 giúp em luôn nhá. 943 mà 150. Con gái siêu phẩm luôn này. Chị nào có con cân nặng cho em cái này để nhất dưới 25 cân đi ạ. 25 cân quay đầu giúp em, chất mã này là mã C48. 130 bằng tác C48. C48 130.000 luôn giúp em. Mới tinh giúp em nha. Đây cực kỳ. C46 chị Phạm Yến. Đây ăn rồi. 943 chị Nông Huệ. Đi đi lại lại. Đi vào chân. Sai lại chơi nhá. Chị nào có con cái chị Nông Huệ ơi, đơn trước của mình đi chưa ạ? Mày phải ngồi yên một chỗ như chị béo chân nó mới to. Mình chị... đi lại đấy làm sao mà chân mới to được. Chân cân mỡ cho nên chân cứ bóp. Sai lại chơi em, chị nào có con cái nặng cho em nhá. 35 cân 38 cân này. Chất của nó xịn vãi. 35 38 cân trai gái mặc cái này đều ok. C49 cho em 150. Nhận hàng C49 viết bắt cho em nhá. Chị Nông Huệ vào check tin nhắn giúp em luôn nhá. Em chưa chốt mã 943 cho chị đâu ạ. Nông Huệ check tin nhắn cho em đi ạ. 943 chị Thanh Huyền ạ. Không gì đớt luôn cho em nhá. Bé trai cho em nhá. Đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 30 cân à 35 cân 38 cân đi ạ. 35 38 cân cho em 150. C50 này. C50 giúp em 150 nhá. Sao bé xíu cho em nhá. Dưới tầm 15 cân 16 cân ạ. C49 chị Ngô Lê Hồng Hạnh. 15 16 cân giúp em cái này đẹp nhá. Mà C50 cho em. Khách mời cho em địa chỉ luôn ạ. C51 cho em nhá. 130. C51 cho em 130. Em lên một chút bờ lấy dơ nhá mọi người nhá. Này nhiều bờ lấy dơ xinh quá. Em lên một chút bờ lấy dơ nha. Cả trai cả gái bờ lấy dơ này rất là đẹp luôn. Còn mấy chút cái bờ lấy dơ thôi. C50 chị Ruby Nguyễn. Sao này chị cho bạn Ngô Lê Hồng Hạnh gửi luôn địa chỉ để được chấp mắt thứ hai nhá chị ơi. Khách mời gửi địa chỉ luôn đi nha. Bạn nào cân nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 25-27 cân đi ạ.
2527 cân giúp em. Mã cho em là mã C30. C30 cho em, bờ lấy dơ cho em 130. Mã C30 130 mã C30 giúp em. Sau này cho em chị nào có con dưới 15 cân xuất sắc. 15 cân quay đầu cho em trai gái auto đẹp, chất của nó xịn cực kỳ luôn nhá. 130 như này chia 6 hoàn em cái này luôn. C27 cho em 130. C27 cho em 130 luôn. Rồi. 15 16 cân tiếp này. 15 16 cân tiếp giúp em cái này nhá. 15 16 cân mã C89. C89 cho em linh tay nhá. Cái này rất đẹp. Ôi, bên trong này các chị ơi. Rồi. Đã mở khóa nên mở luôn cho mọi người nhìn này, xinh không? Bên trong lót lông rất là ấm luôn. Mẹ nào có con trai size này cho em 15 16 cân lấy luôn, 16 17 cân lấy luôn. Mã cho em là G89 cho em 130. G89 130. Cho mấy cái màu trước lên cho chị này. C27 chị Dung Vũ. Lấy một loại bóc này cho em nhá. Trời ơi. Là nhất nhất luôn. Chị Hân, chị Hân Nguyễn ơi, đấy là G89 nhá, lấy ok G89 chị Hân Nguyễn. Em có hai cái này, xinh ơi xinh, mẹ nào nhà có xinh đôi nữa này. Tuy tiên trước cả hai, đẹp phải chưa? Sau này cho em nhé, chị nào có con cái nào cho em cái này dưới tầm 20 cân nhá. 20 cân quay đầu cho em có hai cái, chị nào có xinh đôi hoặc là nhà có hai bạn xem nhau này. 20 cân quay đầu giúp em rất là đẹp luôn, mặc đôi nhá. 20 cân quay đầu thôi, rồi cái này em lấy 100.000. Mẹ nào lấy đôi thì comment mã đôi, hai cả 200.000 luôn. Em này là mã đôi hoặc là mã C58, lấy lẻ thì lấy comment mã C58, còn lấy đôi thì comment mã đôi để em ưu tiên nhá. 100.000 một cái. C46 chị Sa Phương không giấu. C58 100.000 một cái, còn chị nào lấy cả hai cái thì comment em đôi. Em mới gửi lên chị ạ. Quá đẹp luôn. Mã trên là mã C58 cho em nhá, 100.000 mã C58. 100k mã C58, ưu tiên mẹ nào lấy đôi nhá. Đấy tám. 20 cân quay đầu mã C58. 200.000 hai gáo đất cho các con, đấy xuất sắc luôn. Tiếp tục cho em bé gái này, 35-38 cân cho em đi ạ. 35-38 cân giúp em cái này rất đẹp nhá. 35 cân, 38 cân, mã cho em là mã C34 cho em nhá. C34 cho em linh tay, 140. C34 giúp em nhé, 140 mã C34 luôn. 140 cho mã C34 giúp em. Con trai. Sau này cho bạn nào cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 25 cân, 26 cân đi ạ. 25-26 cân giúp em. Mã cho em là mã C24 cho em nhá. 120 mã C24 ạ. 120.000. Sao Phương gửi luôn địa chỉ cho em nào chị ơi. 120 mã C24 ạ. Khách mới mã cách số điện thoại chú giúp em chị Ly Nhung ơi. Tiếp tục cho em blazer tiếp này. Thì đã có con gái cho em nhá. Con gái cho em cái nặng đẹp nhất là dưới tầm 25-28 cân đi ạ. 25-28 cân giúp em. Mã cho em là mã C22 130 này. C22 cho em nhá. 130.000 mã C22 giúp em luôn. Rất xinh. Blazer tiếp cho bé trai 15 cân đi ạ. 14-15 cân quay đầu giúp em. Quá xuất sắc luôn. 14-15 cân giúp em nhá. Em này 100.000. C34 chị Ly Nhung, Khách mới thì Ly Nhung chị ạ. A53 cho em nhá, 100k A53 luôn. E53 cho em nhé, 100.000 E53. Các chị khách mới chốt được một mã gửi luôn địa chỉ cho nhà em để được chốt mã thứ hai nhé các chị nhé. Lẫn một cái váy nhé mọi người nhé. Lẫn một cái váy cho bạn nào có cân nặng cho em dưới tầm 20 cân quay đầu. 20 cân quay đầu chốt mã này là mã C71. C71 cho em nhé, nhìn tay 100.000 mã C71. 100k mã C71 giúp em. 100.000 mã C71. Đây này ra lệ ra chị nào. Sau này cho em nhé, chị nào có con. À, con quả bé trai 14-15 cân không chị? Nhiều luôn, các bạn nhé em đang treo bò. Các bạn nhé em đang treo bò 14-15 cân nhiều lắm. Xin không này. Đang treo áo jean bò nhá, đẹp. Áo jean bò với áo thể thao hôm nay rất là nhiều đẹp luôn. Sau này cho em nhá, 15 cân quay đầu. 15 cân quay đầu giúp em, cho mã này cho em là mã C3, C23. C23 với các con 100.000 nhá. Blazer hôm nay là ít nhất. Blazer là rất là ít nên là blazer C71 em... chị Phương làm không giấu. Ít thì thường thường các shop khác thì bán đắt, nhưng mà em ít em sẽ bán rẻ hơn nhá mọi người nhá. Rất là ít luôn nên là các bác sẽ được mua blazer giá rẻ hơn một chút, mặc dù giá em nhập bằng nhau rất là đắt. Những cái số loại áo khoác hôm nay là giá áo khoác nhập là bằng nhau hết luôn. Áo 32 cân đi chị. 32 cân có, đợi em tí. Sau này cho em nhá, 15 cân quay đầu cho em siêu đẹp. 14-15 cân quay đầu nhá. Dưới 14 cân cho em đẹp nhất cho em. Nhanh tay ạ, em này là mã C15 120 nhá. C15 cho em 120. Blazer tiếp rất xinh luôn. Lệ ơi. Không có thì đứng nhá. Nếu mà không có gì thì đứng. Sau này cho em nhá, 14-15 cân cho em, cho bé gái rất đẹp. 14-15 cân mix vùi cái chân váy màu đen nó thì như gà Hàn Quốc luôn. Mã C44 cho em 100.000. C44 cho em nhá.
100g và C44 cho em. Ui, size to này các chị ơi. Mẹ nào con gà dưới 40 cân không? Mẹ nào có con gà dưới 40 cân mặc cái blazer cho em, rất là xinh này. Màu cũng xinh luôn nhá. 40 cân quay đầu giúp em luôn. Giò 25 cân gà sốt. Nhiều lắm, đợi em một tí nhá. Áo giò thể thao. Áo giò thể thao với cả áo jean bò là hôm nay là nhiều nhất luôn. Đó, sắn cái tay áo này lên như thế này cho em. Đỉnh chưa? 40 cân quay đầu giúp em, như người lớn luôn. 40 cân quay đầu cho em luôn nhá mọi người nhá. Nhanh tay cho em nhá. Mã C52, 130, mã tắc C52 này. C52 cho em nhá. 130 C52. Rồi, sơ mi đỉnh chóp chưa? Sơ mi siêu phẩm bên trong có lót lông. Xuất sắc luôn cho em cái này. Chị nào có con 15 16 cân cho em. Nhà nào chị Dung Vũ. 15 16 cân chị nào nhà nào trên sổ bắt đền em nhá. 15 16 cân mã C14 cho em nhá. 100.000 mã C14 luôn, 100k mã C14. Áo thể thao ấy á. Okay. C52 chị Hân Nguyễn. Nhiều lắm, thể thao với cả jean bò này nhiều nhất mà. Okay. 11 cân, 12 cân cho em, con trai con gái đều rất xinh. 11, 12 cân trai gái đều rất xinh, mã cho em là mã C92. C92 các con nha, 100.000 mã C92 ạ. 100k cho mã C92 luôn. 100.000 mã C92. C14 chị Thanh Huyền Đặng, không giấu. Blazer tiếp cho em nhé, dưới tầm 13, 14 cân nhé. 13, 14 cân giúp em blazer tiếp. Mã này là mã H79 cho em nhé. H79 nhanh tay cho em 120.000 mã H79 luôn giúp em. Sau này cho chị nào có con cân nặng cho em. Bé gái dưới tầm 20 cân nhé. Gái dưới 20 cân giúp em nhé. Gái dưới 20 cân mã cho em là mã E1 cho em nhé. 100.000 E1 cho em 100k. Blazer size to 40 cân quay đầu này. Blazer size to 40 cân quay đầu. Chị Hân này cho bạn 35, 37 cân. Cái này quá đẹp luôn. Mã cho em là mã A45 cho em nhé. 120 A45 ạ. 120.000 cho mã A45 giúp em. Blazer cho bé gái size to nhá. Bạn nào cứ nặng trên dưới tầm 35 38 cân đi ạ. 35 38 cân giúp em cái này xuất sắc nhá. 35 38 cân mã cho em là mã C42. C42 cho em nhá, 130. C42 cho em 130.000 ạ. C42 giúp em 130k. Ôi. Bomber cho em nha, đẹp quá. Bomber cho em dưới 40 cân nhá. Em hồ chị Cẩm Yến. Mới nguyên tác cho em nhá. 40 cân quay đầu cho em cái này đẹp này. 40 cân quay đầu cho em nha. Chị Hân lấy cái 40 cân quay đầu mã A62 này. 140 mã A62 luôn ạ. 140 chất mã A62 giúp em nhé mọi người nha. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em dưới tầm 15 cân xin cho. 15 cân quay đầu giúp em cho bé trai nhé. Dưới 15 cân mã cho em là mã C7 100.000 này. C7 cho các con nhé. 100k mã C7 luôn ạ. C42 chị Nguyễn Hương. Sau này cho bé cân nặng cho em nhé. Chị Nguyễn Hương thích tin nhắn giúp em ạ. 15 16 cân đi ạ. 15 16 cân giúp em cái này nha. Dưới 15 16 cân mã cho em là mã C53. C53 giúp em nhé, 100.000 này. C53 100k giúp em nhé. Đẹp xuất sắc luôn các chị này. Con gái cho em ạ, dưới tầm 20 21 cân xinh chưa? 20 cân quay đầu ạ, 18 cân đến 20 cân cái này nhá. 100.000 mà C40, chị nào chốt được C40 quá xinh. A62 chị Cỏ Anh Hoa. C40 cho em nhé, 100.000 mà C40 ạ. 100k cho mà C40 giúp em luôn. Sao này cho em bạn nào dưới tầm 15 16 cân đi ạ. 15 16 cân giúp em nhé, dạng áo khoác choàng bên ngoài. 15 16 cân giúp em mã E18 100.000. E18 giúp em nhé, 100k mã E18. Lẫn một cái quần này các chị này. Sao này cho em nhé, bạn nào có cân nặng cho em 12 cân nhá. 12 cân 10 cân đến 12 cân cho em này. 10 cân đến 12 cân tặng các con 50.000 mã E89 lẫn một cái quần E89 50.000. E81 chị Phương Thúy. Blazer là gần hết rồi, còn có vài cái blazer tôi còn đâu em lên áo khoác thể thao với cả áo khoác thể thao, áo giò với cả áo jean nhá mọi người nhá. Sau này cho em dáng dài cho bạn nào dưới tầm 25-26 cân nhá. 25-26 cân giúp em, mã cho em là mã C40 cho em nhá. 100.000 mã C40 luôn. 100k mã C40 cho em. 100.000 mã C40 giúp em nhá. Sau này cho em bạn nào có cân nặng cho em này, dưới 14-15 cân. E89 chị Hiền Phạm không giấu. Dưới 14-15 cân giúp em cái này đẹp nhá. 14-15 cân mã C47. C47 cho em 100.000 mã C47. À, em cho lịch mượn máy đi về, bảo lịch mang máy của chị lên đây. Sau này cho em nhá, blazer cho bé trai này. Blazer cho bé trai bên trong lớp lót trần trám toàn bộ luôn nhá. Blazer cho bé trai luôn ạ. Chị nào có con cái nặng cho em cái này đến nhất là dưới 20-21 cân nhá. 20-21 cân mà C46. C46 cho em nhá, 100.000 mà C46. 100k. C47 chị Chiêm Trần. Đưa máy của Thủy cho nó. Mang máy của chị lên đây. Áo bò đi ạ. Bò nhá. Lại lên một loạt bò nhá.
Đây, để lên một đoạn bò đây các chị ơi. Bò các size. Bò size gì comment lên để được ưu tiên nhé các chị nhá. Các chị comment size của bé nhà mình lên đi nào các chị ơi. Có nhà em ưu tiên luôn nhá. Bò tiếp nào, nào bắt đầu bò nhá mọi người nhá. Bò đâu, bò đây, lên bò đây. Siêu nhiều bò đây. Bò thì mới như new luôn. Bò, ok. Em này cho em nhá, 10 cân, 12 cân đi ạ. 10 cân, sorry bác, cái này 10, 13 cân quay đầu ạ. 13, 14 cân và C77. C77 cho em nhá. 120 và C77. 120 và C77 giúp em mọi người nha. Đợi tí em sẽ treo thêm áo bò nhá. Em lên một loạt luôn. Các chị comment cái cân nặng của các bạn lên cho em nhá. Cho chị có lúc lọc lại không? Các chị comment size bé nhà mình lên đi nhá các chị ơi. Nhà em treo thêm áo bò là lên luôn bây giờ đây ạ. Cứ để dùng dưới cho chị để sạc đi một tí đã. Comment size để các bạn nhé, treo thêm áo bò nhé. Chị ơi, chị ơi, nó cũng có áo bò về chai 18 cân nhé chị ơi. Áo bò về chai 37-38 cân. Có áo bò sắt lách ghi lê không chị yêu. Chị Ân mà thích áo ghi lê ấy, em sẽ có nguyên một số line áo ghi lê nhá. Ghi lê các loại luôn, ghi lê bò này, ghi lê lông này, ghi lê phao này. Nói chung là rất là nhiều loại ghi lê luôn. Sẽ nguyên có một số line áo ghi lê đấy. Gái 25 với gái 30 cân có luôn ạ. Comment cái cân nặng của các bạn lên để em lên một loạt jean bây giờ đây. Có vest 27 30 cân không? Vest thì phải đợi một lát nữa, em vừa mới lên vest xong. Vest phải đợi em một tí, các em vừa lên vest xong nhá. Mọi người cứ comment cái cân của các bạn lên để em lên một loạt luôn đây. Có bé gái 40 cân nhá chị ơi. Có phát giò bé trai 30 cân không ạ? Ôi dồi, giò 30 cân thì siêu nhiều luôn. Giò với thể thao 30 cân nhiều lắm. Hóng mãi bò 37-38 cân. Ok, nhà em đang treo thêm chị ơi. Đợi nhà em 2 bò phút. Bò mà size to là không có quá nhiều đâu mọi người nha. Bò size to là mọi người phải săn vào. Mọi người phải hóng và săn vào, đừng có thoát line ra không có bò. Bò size to đếm trên đầu ngón tay luôn đấy. Size to mà giò với thể thao thì nhiều hơn là bò. Bò thì còn được tầm 35 cân quay đầu là nhiều nhất. Hóng từ đầu lại đến giờ. Ok, lát em ưu tiên cho đơn nha. Chị cứ comment tương tác số cân của bé nhà mình và giới tính lên luôn nhá các chị nhá. Nhà em lên luôn bây giờ đấy ạ. Con ở xã đây đi bao nhiêu tuần phố. Lát nhà em lên bây giờ nhá chị Quý Nguyễn ơi.
cái dầu ấy Linh phải thắt ra ngoài ấy. Cái bộ bùn dấu của mình. Nhà em đang treo thêm đây chị ơi. Để tên là chị đánh ơi, đánh đánh. Thì nhiều phết đấy. Em ấy mua cái bộ mà váy ấy, chị ấy. Mình vào like cho chị lúc. Chưa. Đây này, gì đằng sau đây này. Vâng. Các chị đang hỏi kim xe to chị ạ. Jean size to thì đợi em đi đến gặp nhà sản xuất để sản xuất thêm nữa nha. Ok mọi người, em đã quay lại và không lợi hại hơn xưa cho lắm. Jean size vừa vừa thôi, to nhất là đâu nhỉ? Jean size to nhất cũng chỉ tầm theo sự quan sát của mắt em thì thấy là chắc tầm dưới tầm 30 cân thôi. Còn các chị mà có con size to hẳn hết mà 40, 4 mấy cân hết thì chọn áo gió và áo thể thao nhá. Đây ạ, size to luôn này, 30 cân đi ạ. Bé gái 30 cân quay đầu cho bé gái mới tinh này. Con gái 30 cân quay đầu, các chị nào mà có con 40-45 cân ấy thì chọn áo thể thao với áo gió. Rất là nhiều áo đẹp, size to nhá mọi người nhá. Còn size bé đây, à size vừa vừa đây ạ. Đây, em la tiếp đây chị ơi. Cho em giải lao có 3-4 phút mà. Sao này cho em nhá, 30 cân quay đầu giúp em 130, mã cho em là mã Y41 này. Y41 cho em nhá, 130.000 mã Y41 ạ. 130 cho mã Y41 giúp em luôn nhá. Y41 130. Y41 cho em 130.000. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nha. Và các con bao nhiêu cân? Comment để cân nặng của các bạn lên. 15-16 cân bé trai chị. Đây, 15-16 cân bé trai nhiều lắm. Đây, từ từ lên ngay con gái nữa này. 15-16 cân bé gái siêu xinh luôn, mới tinh. 15-16 cân bé gái cho em mới tinh hình tình mà Q2. Q2 cho em phổ luôn nha. Q2 cho em luôn, lấy các con luôn Q2. Giá của Q2 là 130. 130.000 là Q2 giúp em luôn nhá mọi người nhá. 130 mà Q2. Y41 chị Yến Hải. 10-11 cân cho bé trai. 10-11 cân cho bé trai nhá. 10-11 cân cho bé trai luôn giúp em. 120 chốt mã A251. A251 cho em nhá, 120. 120 mà A251 này. Em này là sơ mi cho bé trai rất là đẹp luôn này. Sơ mi cho bé trai cho em siêu phẩm.
sơ mi siêu phẩm cho bé trai cho em nhá. 18-19 cân quay đầu, 18-19 cân quay đầu giúp em. 100.000 mã 588 em dự bị cho con trai nhà em luôn này. 588 100k, size đấy là size của bạn nhà em luôn đấy. Size này cho em nhá, chị nào có con cái nặng cho em. Mẹ nào có con gái 351 chị Cẩm Yến. 30 cân 33 cân đi ạ. 30 cân 33 cân quay đầu giúp em nhá. 30 cân 33 cân quay đầu cho bé trai, bé gái. Mã cho em là mã S18 cho em này. S18 cho các con luôn, nhanh tay. 130 mã S18. Váy jean cho bé gái rất là mới nhá mọi người nhá. Em này chỉ dưới tầm 22 cân quay đầu, mới new tag này. 22-23 cân quay đầu cho em váy jean bò cho bé gái, rất là chất, rất là mềm và xịn. 22-23 cân quay đầu cho em 120. Chất mã này là mã 152-120 nhá. 152 cho em 120. Đây jean bò cho bé trai size to này các chị này. Jean cho bé trai size to cho em dưới tầm 35-36 cân này. 588 chị Thơ Vũ. Này là to nhất đấy ạ. 35-38 cân, mẹ nào có con trai 35-38 cân lấy luôn. 35-38 cân nhá, chị Ân lấy cái 35-38 cân rất là ok này. Mã trên là mã S27 cho em nhá, 140. S27 cho em 120 chị Hân Nguyễn. Để chị trả lời cho chị. Con này cho em nhá, chị nào có con cái nặng cho cô phổ này. Đẹp hết, để trai này các chị ơi. Trai cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 16-17 cân nha. 16-17 cân giúp em. 130 cho mã T7 này. T7 cho em luôn nhá, 130.000 mã T7. S27 chị Hân Nguyễn. 130 mã T7 giúp em nhá. T7 130. T7 cho em nhé, 130.000. Mặc áo jean bò các chị cứ kéo cái tay áo. Áo jean trên cây phía sau bao nhiêu ạ? Thì nếu em lên thì biết bao nhiêu nhá chị nhá. Phía sau bao nhiêu, con nhà chị bao nhiêu cân có vừa không? Sau này cho em luôn này. Chị nào có con cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm, ôi con gái xinh chưa? Con gái rất là đẹp luôn nhá. Gái cho cô phố luôn, mới new. 22 cân đi ạ. 22 cân quay đầu, xuất sắc cái này luôn nhá. Từ 18 cân trở lên mặc được rồi nhá các chị nhá. 18 cân đến 22 cân siêu phẩm. Mã cho em là mã C71. T7 chị Thương Vương không giấu. C71 cho em nhá. 130 mã C71 này. C71 130. Từ năm ngoái giờ nó đang rất là hot trend cái túi ngược này, túi ngược ấy. Xinh vãi. Để tết mẹ nào con gái lấy luôn cái này, siêu xinh luôn. 25 cân quay đầu cho em đỉnh của chóp này. C71 chị Hân Nguyễn. Thấy luôn cái này đẹp dãi vãi trưởng luôn ý. Bắt chen kinh khủng luôn. 25 cân quay đầu các chị nhá, 150. Mã M9 cho em. M9 cho em 150 ạ. M9 150 giúp em. Em này cho em nhá, con gái 30 cân quay đầu, xuất sắc luôn. Maximum là dưới 30 cân nhá, lên dáng trung mông rất là đẹp luôn ạ. 30 cân quay đầu cho các bạn V36. V36, Hewitt. Hewitt. Đi. À bà chị Lệ bàn đổ cho M9 chị Hân Nguyễn. Tưởng không thì mới là lạ. Cô đây còn về thì tranh thủ. Tưởng thì lào. Đó coi. Ngấy lắm. Con ngấy lắm. V36 chị Hân Nguyễn. 30 cân quay đầu giúp em. Mã V36 chị Hân này. Cực kỳ đẹp, cô đọc tiền chưa? 150 đúng không? Ok. Cái đấy đẹp lắm chị Hân này. Con gái tiếp này rất xinh này. Con gái cho em nhá, siêu phẩm ạ, 20 cân quay đầu, nhức nách, em tư vấn đẹp nhất là 15-18 cân đi ạ. 15-18 cân giúp em. 15-18 cân mã D3. 15-18 cân mã D3 cho em nhá. 130 mã D3. Lệ nhanh tay nào. Đẹp xỉu nhỉ, nhìn xinh vãi luôn ý. Em lại cho em nhá, 15-18 cân đi ạ. 15-18 cân giúp em. Mã này là mã D3 cho em, 130. D3 130 này. D3 130. Túc tiệp con gái size to xinh chưa? D3 130. Con kia nó đi rồi, cầm theo cả cái bút đi cơ. Bà thay ca đi em. Có gì có người thay ca cho tôi nữa cơ. Linh ơi, ra bà thay ca chị Phố nha. 35 cân quay đầu cực VIP. 35 cân quay đầu giúp em. 35 cân quay đầu cho em nhá. Cái này xuất sắc luôn. Mã cho em là mã K21 ạ. K21 cho em 150 siêu phẩm. K21 150, mọi người có đồng ý em tuyển mẫu không? Cho em nói thật, bắt đầu vào mùa này em hơi đang bị hơi quá tải rồi đấy. Nhưng mà em nói thật, em tuyển mẫu lần nào với các chị chả ủng hộ mẫu nhà em gì cả. Cứ mẫu lên thì ế chồng tĩ ra. Còn em lên thì các chị cứ tranh nhau chốt. Em không biết làm nào. Gì? Không có. Có không cho. Ok em. Sau này cho em bé trai siêu phẩm luôn. Đẹp nhất là 15-16 cân quay đầu. Cái tội của mày, tao từ ngày từ nay đến cả ngày mai tao chưa thèm bù nói với mày cơ.
15 16 cân nhá. Sorry các bác, cái này dưới 20 cân được ạ. 16 18 cân đến 20 cân, chất rất xịn luôn cái này. Bên trong có lớp lót nữa cơ nhá mọi người nhá, rất xịn ạ. 130, mã cho em là mã E14 130. E14 cho em 130. E14 130 giúp em. Trời ơi đẹp chưa này. 21 chị Lê Hiền Dung. Chai nhá. Chai cho em cái này đẹp nhất là 17 18 cân ạ. Chai 17 18 cân cho cô. Mã cho em là mã D42 cho em nhập 130. D42 cho em nhá 130. Sao này 11, 12 cân xinh chưa? Bé gái 14 cân đi bác. Thằng 12 cân. Áo len của bé rồi nhức nách mới keng luôn bác ạ. Sướng chứ. Sướng quá làm gì nữa. K21 chị Lê Hiền Dung quá. Em năm đi chị ơi. K21 chị Hà Thu. Em cho lại chị Hà Thu ạ. Khách mới gửi luôn địa chỉ nhá chị ơi. Hà Thu gửi địa chỉ luôn nhá. Chị nào lấy cái nào là chắc chắn lấy cái nào đi cho em nhá. 12, 13 cân cho bé trai. 12 cân quay đầu cho bé trai, chốt mã cho em là mã C22. C22 120. D12 chị Hân Nguyễn. Đẹp phải chưa? Mới tinh luôn. Con trai cho cô phố nhá. Đẹp thế, cái này thực ra trai cả đều được ấy, nhưng mà con trai hơn. Em 14 nữa. 22 cân. Em 14 cho bác Hân đi, ưu tiên bác Hân. Em 14 chị Hân Nguyễn. Sai này cho em nhá, chị nào có con cái nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 22 23 cân đẹp nhỉ. 22 23 cân giúp em, mã cho em là mã E37. E37 nhá, lấy các con 120. E37 120 cái màu này đẹp nhỉ. Khách mời mang cách số điện thoại giúp em là chị Phạm Ngọc Anh thôi. Trai gái mặc đều đẹp, cái này cho em nhá. Chị nào có con cái nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 13 đến 15 cân đi ạ. 13 cân đến 15 cân giúp em. Mã cho em là mã C3 cho em nhá, 130 đi. C3 cho em 130.000 ạ. C3 130k giúp em luôn. Con gái size to này các chị ơi. Em 7 chị Hân Nguyễn. Gái size to cho cô 30 cân, 33 cân đều được. 30 cân đến 33 cân giúp em 150 mà E44 mới tinh. E44 cho em 150 ạ. E44 cho em nhá, 150 mà E44. Wow. C3 chị Cúc Nguyễn. Đây đẹp xuất sắc luôn. Sau này cho chị nào có con gái cái nặng cho cô phổ đẹp nhất là dưới tầm 22 23 cân cho em, xuất sắc. 22 23 cân cho con gái. E54 cho em nhá, 130. E54 cho em 130. C22 tốt chưa? C22 không có đâu. Có hay sao ấy nhỉ? Mới đó tôi rồi sao ấy. Ờ, chị nhớ mang má là có cái gì 22 nữa. Mới là nhớ đúng không hay là giọng này chị nhớ của chị nữa. Chị Hà Thu gửi sao? Luôn địa chỉ cho nhà em để được chốt má thứ hai nào chị ơi, mình chưa có địa chỉ ạ. Má Hà Thu ơi, khách mời phải gửi địa chỉ luôn giúp em nha. Không có địa chỉ là không chốt tiếp được ạ. Có gái trai 35 cân không chị? Sắp có, 35 cân là siêu ít, phải theo dõi like cho em. Đại có mấy cái 35 cân các chị tranh nhau chốt hết rồi. Size to của áo jean bò không có nhiều, nhưng size to của thể thao với cả gió thì nhiều. Đợi tí em lên thể thao với gió cho. Chị nào có con cân nặng cho bé gái cho em đẹp thế. Bé gái cho em maximum là 25-28 cân nha. 25-28 cân có không? Có. Có C22 đấy cho đi. Ok C22 chốt chị Phạm Ngọc Anh. Túc tiệp cho em này. Chị nào có con cân nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 25-28 cân đi ạ. 25-28 cân giúp em nhá. Mã cho em là mã C53 bàn tay em ơi. C53 cho em nhá, 150. C53 150, chúng ta chỉ nhớ chị vẫn dùng được nhỉ. Sau này cho em nhá, chị nào có con cứ nặng cho em cái này. Các chị khách mới nghe rõ nhà em tư vấn và chốt mã nào chốt chắc nhá, không phải chốt mã sau mà không lấy mã trước đâu, nhà em hủy toàn bộ đơn luôn. Không bán hàng, chốt mã trước xong thấy mã sau đẹp hơn cho em hủy cái mã trước, em đổi cái mã trước nha, không có nha. Câu đổi chỉ là mang tính chất là mọi người muốn lấy cái sau mà mọi người bỏ cái trước đi, đó là hủy đơn nhà em rồi đấy. Em không bán hàng là thấy cái trước đẹp, chốt xong thấy cái sau lại đẹp hơn cái trước một tí, thế là xong lại xả cái trước để lấy cái sau. Ok chưa mọi người? Ở đây không biết là ông Thắng Nặng không có xem like không nhở. Em nói thật mọi người, em chia sẻ mọi người đúng một phút thôi nha. Các chị mua hàng các chị xem thôi. Mình mua hàng mới cũng như vậy, cũng không chỉ là đến cả hàng si. Mua 10 đơn thì phải có 1-2 đơn, nó 1-2 cái áo mình không thích mấy. Chứ không phải là các chị yêu cứ mua xong rồi về cái nào thích thì lấy, còn cái nào không thích thì lại bom của em nha. Em sẽ xin phép là không bán hàng được cho những bác như thế. Đấy là vô cùng kỹ tính. Và kỹ tính thì đừng mua hàng si, đi mua hàng mới cho em. Đưa cả vợ cả con, đưa cả gia đình ra ngoài cửa hàng, ra store mua. Giá nó gấp 5, gấp 10 lần cho em. Và thích cái nào thì lấy cái đó. Bản thân cho em thấy em trải nghiệm từ bản thân em. Một hôm em đi mua quần áo đúng không? Em mua được 5 cái, 10 cái. Trong số 5 cái, 10 cái đấy về, chắc chắn em sẽ thích 1, 2 cái hơn. Và những cái kia em thấy rất là bình thường. Và có những cái em mua về mà em không mặc tới, chỉ mặc cái nào mà mình rất là thích ý, thì mình mặc đi mặc lại rất là nhiều. Thì ai cũng vậy thôi. Chứ mọi người không thể nào mọi người mua hàng si, mọi người mua 5 đơn, 10 đơn nhà em. Xong rồi có những đơn các chị yêu thấy thích hơn thì các chị lấy. Cái đơn này các chị thấy thích vừa vừa hoặc là không thì thích lắm.
thì mọi người lại xả hàng của em, mọi người lại bom hàng của em không bán hàng kiểu thế đâu mọi người nhá. Mọi người cứ mua hàng mọi người kiểu phiền phiền một tí nhá mọi người nhá. Mua hàng xin mà như vậy là em sẽ không xin phép là không phục vụ được những chị như thế đâu ạ. Mình hoan hỉ, có những đơn mình sẽ có những sản phẩm mình rất là thích và có những đơn mình thấy nó vừa vừa thôi, mình thấy nó bình thường thôi. Mình phải quan trọng là mình phải nghĩ như này này, cái giá tiền mình bỏ ra 100.000, 120.000 một cái áo như thế này có xứng đáng không? Thế là được. Chứ bây giờ mọi người đừng 120 mình mua cái này, ok hôm nay đẹp thế, ngày mai mình mua 120 mình bỏ ra mình mua một cái sản phẩm khác đi chẳng hạn, mình thấy nó không ưng một cái này, nhưng đây là cái gu của mình thấy ưng hơn, còn cái kia nó không phải gu lắm thì mình thấy nó ưng vừa vừa, đúng không? Em không bán hàng kiểu như vậy đâu mọi người nhá. Nên là chị nào mà kiểu khó tính như vậy là em xin phép em cho bon hàng hoàn hàng về toàn bộ luôn, mà xin phép mà không bao giờ bán hàng với anh chị như thế. Em rất cần khách, cực kỳ cần khách, em bán hàng em phải cần khách, nhưng mà khách mua hàng không văn minh em không cần, mọi người lưu ý nhá. Nên là chốt cái nào thì chắc chắn cho em. Em nói với tất cả các bác khách mới chưa mua hàng của em bao giờ, có những cầu thực sự muốn mua thì chốt, còn nếu không có nhường lại cho chị, cho tất cả các anh chị khác nhà em mua. Bởi vì rất là nhiều người thích nhưng mà không chốt được, mọi người lưu ý. Sau này cho em nhá, tiếp tục em like tiếp nhá. Bé trai ạ, đẹp nhất cho em dưới tầm 22 cân đi ạ, 18 đến 22 cân giúp em, 120, mã cho em là mã E98120. E98120 nhá mọi người nhá. Sau này cho bạn nào size to một chút này các chị này, đây size to 30 cân đi ạ. 30 cân quay đầu trai gái đều được nha. 30 cân quay đầu bé trai bé gái đều ok, mã cho em là mã E75130. E75 giúp em nhá, 130 E75. Sau này cho bé gái 15 17 cân ạ. 15 17 cân cho bé gái, mã này là mã L1 cho em nhá. L1 cho em luôn nhá, 120. L1 120 con gái quá xinh luôn. 20 cân quay đầu cho em bo gấu, tay có thêu hoa. 20 cân quay đầu em tư vấn ngay đấy nhất là 18 19. 18 19 cân, mã cho em là mã 681 cho em nhá. 681 cho em. 120 và 681 con gái quá xinh. Con gái xuất sắc luôn cho em nhá. 18 đến 20 cân đi ạ. 18 đến 20 cân giúp em nhá mọi người ạ. Chị quên Lê, khách mới cho em xin địa chỉ luôn ạ. E95 cho em nhá, 120. Khách mới cuối like rồi, mã cách số điện thoại và cách cài địa chỉ cho em để được ưu tiên chốt đơn nha. Để em chốt đơn qua tin nhắn nên là các chị có đầy đủ thông tin cho em cả số điện thoại và cả địa chỉ ạ. Bé trai 12 13 cân xinh không? Trai 12 13 cân giúp em, mã này là mã E96120. E96 cho em nhé, 120 mà E96 xinh bãi trưởng luôn. Con gái cho em xinh chưa? Bé gái siêu xinh. Cân nặng cho em nhất là 12-13 cân đi ạ. 12-13 cân giúp em nhé. Lên size to cho bé trai 40 cân đi em. Size to thì em chỉ có thể thao với gió thôi, còn bò thì không có to đến 40 cân nữa. Sau này cho em làm mã. Sau này cho em, chị nào có con cân nặng cho em nhất là 12-13 cân đi ạ. 12-13 cân cho bé gái nhé. Em lấy 100.000 và C65. C65 cho em 100k. C65 giúp em nhé, 100.000 và C65 ạ. Chị Quyên Lê gửi luôn địa chỉ cho em nào chị ơi. Đây đang gửi đẹp đơn cho một tí mọi người. Sau đây cho em ạ, bạn trai nhá, cân nặng 15 cân quay đầu ạ. Bạn trai 15 cân quay đầu. Trai 15 cân quay đầu cho cô. Mã này cho em là mã Q19 cho em nhá. 100.000 và Q19 ạ. Chị Quyên Lê khách mới gửi luôn địa chỉ cho nhà em để được chốt mã thứ hai nhá chị ơi. Quyên Lê khách mới gửi địa chỉ luôn giúp em đi ạ. Trai tiếp này các mẹ này. 22-23 cân cho trai nhá. Trai 23 cân quay đầu cho em bằng đẹp. Mã này cho em là mã C4 cho em nhá, 130. C4 với 130 giúp em nhá. Q19 chị Lâm Bống. Mấy cái này chỉ tầm dưới 20 cân thôi, đợi tím lên cho. Gái size to này các mẹ này. Gái size to cho em nhá. Cái này 30-35 cân nhá. 30-35 cân giúp em. Mã cho em là mã A70 cho em nhá, 130. A70 giúp em 130 này. A70 130, con gái rất là đẹp luôn. C65 chị Quyên Lê. Gái 22 cân quay đầu ạ. Gái 22 cân quay đầu cho em mà cái này ok nhá mọi người nhá. Con gái 22 cân quay đầu giúp em cái này rất là đẹp luôn. Gái 22 cân quay đầu cho em mặc đẹp. Khoác bò 35 cân. 35 cân siêu ít ạ, xem còn cái nào không thôi nhá. Em này cho em, má cho em là má C2 cho em nhá, 120. C2 cho em 120. Sao này cho em nhá, 30 cân thôi các chị ơi. 30 cân quay đầu, ớt vừa đây có một cái gần giống như này đấy. 30 cân quay đầu này các chị này, hoa tiếc em nhớ không nhầm là vừa nãy có một cái gần giống như này luôn đấy. 30 cân quay đầu này các chị chốt nhanh cho em cái này nhá, lấy 120 đi. C39 nhá, chả nhớ vừa nãy lấy cái bao nhiêu đâu. C39 á, 120. C39 120. Sau này cho em nhá, gái cho em nhá. Con gái cân nặng cho cô này biết dưới 20 cân này. 20 cân quay đầu nhá, 18 đến 20 cân. C61 cho em 120. C61 giúp em nhá, 120 và C61 ạ. Sau này cho bạn nào có cân nặng dưới tầm 15 cân nhá. 15 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 14-15 cân cho em 120 C6 ạ. C6 giúp em nhá, 120 và C6. 120 cho C6 giúp em nhá.
Đây, sách to này các bác ơi. Sách to dày dặn và đẹp cực kỳ. Rồi. Sách to dày dặn và đẹp cực kỳ luôn. Xuất sắc chưa? Mix hai màu với nhau. 30 cân đi ạ. 30 cân quay đầu để thế nhở. 30 cân quay đầu cho em các chị ơi nhanh tay nhá. 30 cân quay đầu mà A33 cho em 150 này. A33 150 ạ. Sau này cho chị nào có con trai 12 13 cân nhá. 12 13 cân cho cô phổ luôn, mã này là mã A25. A25 cho em 120. A25 giúp em 120 gái size nhỏ này. Gái size nhỏ dưới 15 cân nhá. Gái dưới 15 cân giúp em luôn. 15 cân quay đầu mã cho em là mã E97. E97 120. E97 120. Size to tiếp này các chị ơi, 35 cân nha. Em 35 cân quay đầu là maximum. Em tư vấn mặc đẹp nhất là 30 cân đến 33 cân cho bé trai này. 30 cân đến 33 cân cho bé trai. E56 cho em nhé, 140. E56 cho em 140 này. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em dưới tầm 25 cân đi. 25 cân giúp em trai gái đều ok. Mã D30 cho em 120. D30 cho em 120 nhá. Con gái cho em dưới 20 cân này. Gái dưới 20 cân giúp em, mã cho em là mã 54. Mã 54 giúp em 120. Sau này cho em nhá, mẹ nào có con cân nặng cho cô phổ đây. Đẹp nhất cho các bạn dưới tầm 18 đến 22 cân đi ạ. 18 cân đến 22 cân giúp em nhá. 18 cân đến 22, 23 cân giúp em nhanh tay. 120 đi ạ. 120 chất mã này cho em là A16 cho em nhá, 120. A16 120 luôn giúp em. Có một cái chân vải jean này các chị này. D30 chị Lê Hào khách mới gửi luôn địa chỉ ạ. Sau này cho em nhé, bạn nào có con cân nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 15-16 cân nhé, xin chưa? 15-16 cân giúp em nhá. 15-16 cân có một cái chân váy jean cho mẹ nào có con 16 cân, 16-17 cân được ạ. Ta có con 50.000 và C54, bạn ta chị C54 này. 50k mà C54. 50.000 mà C54 giúp em. 50.000 mà C54 giúp em nhé, rất là đẹp luôn. C54 cho em, 50k mà C54. 50.000 mà C54 giúp em. Cuối like rồi con mình mang cho con comment lên nhà em ưu tiên chốt đơn nha các chị nhá. Bé trai bé gái comment cả giới tính giúp em ạ. Gió để lấy xe to nhá mọi người nhá. Chưa xong chưa đã lo tối rồi. Chúng ta chả theo dõi pet gì cả. Nam 45 cân em lên đây. Theo dõi pet đi xem là em đăng là tối nay em like cái gì, em có đăng từ sáng rồi đấy. Nào. Xe to một chút nhá các mẹ nha. Xe to đây ạ, xe to thì áo thể thao hiệu rất là nhiều cái đẹp đỉnh chót luôn cho em. Sau này cho em nhá, 45 cân đi ạ. 45 cân quay đầu cho bé trai rất là đẹp luôn. 45 cân quay đầu cho bé trai, chị nào vừa hỏi lấy ngay nha. Mã K41 cho em 150. Phun hiệu luôn. K bao nhiêu ta? K41 cho em nhá, 150 mà K41 luôn giúp em. Sau này cho em bạn nào có cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 22-23 cân đi ạ. 22-23 cân giúp em. 22-23 cân quay đầu giúp em. Mã K51 100.000. K51 cho em nhá, 100k mà K51 luôn. Con gái các chị ơi, 40 cân quay đầu nhá. Gái dưới 40 cân giúp em nhá. Áo thể thao hiệu xịn mới tinh ạ. 40 cân quay đầu giúp em. Mã này cho em là mã K52. K52 cho em nhá, 120 mã K52. Sau này cho em hàng hiệu của Nike nhá. Sau này cho chị nào có con trai gái mặc cái này đều được cho em nhá. Dưới tầm 23-25 cân đi ạ. 25 cân quay đầu giúp em nhá, 120 mã K53. 120 mã K53. Em xin được được. Phát thì mình sao mà dưới đó chị nhá. Sau này cho em nhé, cho bé trai này. Cái này cái em vừa sửa xong à? Cái hàng tối hôm qua bọc chưa? À, nó đù. Gì cơ? Anh lại bọc mà gì? Thiếu nhiều á? Thế nhỉ, Lệ với Linh. Lệ với Linh tự tin lắm mà thiếu nhiều. Một này em không thiếu đâu. 5-6 má là cái chỗ mà chị bảo đã lấy xong chưa?
chỗ nào? Tao dặn từ sáng giờ đến 3 vòng rồi, giờ mới hỏi chỗ nào. Sao này cho em 40 cân quay đầu, 40 cân quay đầu giúp em. Mã này là mã K54 nhá, K54 giúp em nhá, 130. K54 130, các bác size to lấy luôn cho em đây này. Nhiều size to cho các con đẹp lắm luôn. Nike tiếp này. Sau này cho chị nào có con cân nặng cho em gần nhất là dưới tầm 43 cân ạ. 40 cân, 43 cân giúp em nhá. Jean 20 cân của con trai còn đấy. Jean 23 chị Yến Hải. Jean 20 cân của con trai thì còn, đợi cô tí. Sau này cho em nhá, 40 cân quay đầu đi ạ. 40 cân quay đầu cho em nhá, Nike này. Em này cho em là mã K57 cho em nhá, 130. K57 giúp em nhá, 130.000 và K57. Con gái xuất sắc luôn cho em. 22 cân quay đầu cho bé gái này. 22 cân quay đầu cho bé gái giúp em. Mã cho em là mã 941 cho em nhá. 120 mà 941 ạ. 120 mà 941 cho em nhá. Em này một áo chui đầu cho bạn nào dưới tầm 50 cân. Dưới 50 cân giúp em mặc cái này đẹp này. 50 cân quay đầu cho mã này là mã K55. K55 để các con 100.000. K55 cho em nhá. 100 ca giúp mã K55 luôn. 100.000 và K55 giúp em. K54 chị Yến Dung. Lấy cầm váy vừa nãy chị Phố để riêng tầm kia chưa? Sau này cho em nhá. 911 chị Phương Đàm không giấu. 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu giúp em nhá. Không có một cái váy này. Thấy một cái hai cái không một tên. 50 cân quay đầu giúp em. Mã này là mã K60 cho em nhá, 130. K60 giúp em nhá. 130.000 và K60. 130k và K60 giúp em. Rồi, một em áo khoác jean mix cùng với cả gió cho con gái rất là đẹp luôn. Khoác jean mix cùng với gió cho em nhá. 25 cân quay đầu cho em, bản này quá đẹp. 25 cân quay đầu cho em, 130, mã 06. Mã 06 cho em nhá, 130. Đắt nhá mọi người nhá. Cái này hàng hiệu của Đắt luôn. Chị nào có con cái nặng trên cái này dưới 40 cân đi ạ. Dưới 40 cân giúp em nhá. 35-38 cân, hàng hiệu của Đắt luôn. Mã cho em là mã K47 cho em nhá, 130. K47-130 giúp em nhá. K47-130 giúp em. Con gái này 25-26 cân đi ạ. 25-26 cân giúp em. Mã cho em là mã K45. K45 cho em 120. K45 giúp em 120 nhá. 06 chị Hà Trang. Hàng hiệu của Nike cho bé trai tiếp này. Lên giảng áo quá đẹp luôn. Sau đây cho bạn nào dưới tầm 35 cân đi ạ. 30 cân đến 35 cân giúp em nhá. 30 cân đến 35 cân giúp em. Mã cho em là mã K42. K42 cho em 130. K42 130 nhá. Áo chui này, trai gái mặc đều được, dưới 30 cân cho em này. 30 cân quay đầu giúp em nhá, 100.000. Mã cho em là mã K39 á. K39. K39 giúp em nhá, 100k mà K39. Size gì comment lên các bác nhá. Cuối like được ưu tiên ạ. Sau đây cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, đều nhất là dưới tầm 35 cân 36 cân đi ạ. 35 36 cân cho em mới new. 35 36 cân giúp em nhá. Mã cho em là mã A3. A3 giúp em nhá. Áo gió bé gái 25 cân nữa. Cho gió like giúp em, em đang lên dần đấy. Gió thế, chị phải là gió chứ không thích thể thao đúng không? 35 cân, 36 cân mà A3 cho em 130 này. A3 cho em nhá, 130.000 mà A3 giúp em. Hàng hiệu của Nike tiếp này. Con trai cho em này. Đẹp nhất cho bạn nào, thực ra cái dáng em thì trai gái đều được. 25 cân quay đầu cho em, mã cho em là mã T77, 120. T77 giúp em nhá, 120.000 mà T77. Em có một cái áo chui rất là đẹp luôn này. Áo chui nhá. Bạn nào có cân nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 35 cân nhá. Áo mặc bên trong nhá. 35 cân quay đầu tặng các con luôn 80.000. Bản tác mà C55 này. 80k mà C55 luôn. 80.000. T77 chị Lê Hào không giấu. C55 80k giúp em nhá. Chị Lê Hào check tin nhắn giúp em ạ. Giỏ hai lớp cho em nhá, dưới tầm 14-15 cân nhá. Dưới 14-15 cân giúp em mã V89 cho em nhá. 100.000 mã V89 á. 100k cho mã V89 giúp em luôn. Con gái size to này các chị này. Gái size to cho em nhá, hàng hiệu Champion. Em này cho em dưới tầm 45 cân đi ạ. 40 khách cân mới mã cách số điện thoại giúp em nào các chị ơi. 40 cân đến 45 cân quay đầu giúp em mã K43 cho em nhá. 130 mã K43. 130.000 mã K43 giúp em luôn. Size to tiếp cho bạn nào cân con trai. 55 chị Thương Hương. Trai dưới 50 cân đi ạ. Trai dưới 50 cân giúp em cái này đẹp nhá, mã K40. 50 cân quay đầu mà K40 cho em. Check tin nhắn giúp em ạ. K40 cho em nhá, nhanh tay. 130 mà K40. 130.000 mà K40 giúp em. Sau này cho bé trai cân nặng trên này nhất là 18-19 cân. 18-19 cân giúp em nhá. 18-19 cân giúp em. Ừ. Nó cân như vậy. Ok ok, em lên đi. Thương Vương ạ chị. Chị Thương Vương vào check tin nhắn giúp em luôn để em gửi mã nào chị ơi. Nhà em đang không nhắn tin được cho chị. Chị ơi, trên cái mã của chị Thương Vương là mã nào đấy? T77.
T77 của chị Lê Hà không giấu. V89 chị Quyên Lê. Sau này cho bạn nào dưới 20 cân mã K48 cho em nhé, 120. K48 giúp em 120. Trai cho em, à gái cho em, đắt nha. Gái cho em nhá, hàng hiệu của đắt luôn. Đấy thế, lên phòng áo xinh mẫn trưởng luôn. Dưới cho em 35, 36 cân cho em. Đấy, đỉnh chóp luôn này. Các chị đấy nhanh cái này đi ạ. 35, 36 cân giúp em. Mã cho em là mã K49, 150 siêu phẩm. K49, 150, cái đấy đẹp kinh khủng luôn. Chị Thương Phương bảo ok giúp em ở trong tin nhắn này, em gửi mã nào chị ơi. Bác Thương Dương nghe thấy nhà em gọi các bạn, nhà em đang không gửi được tin nhắn cho chị đâu. K48 chị Cúc Nguyễn. Chị vào gửi tin nhắn chấm mất phần tin nhắn cho nhà em trước nha. Sao lại cho em nhá, hàng hiệu của Đát luôn cho em dưới 50 cân. Đấy thế. 50 cân quay đầu cho em siêu phẩm. 50 cân quay đầu cho em, chất mã này là mã K50, đỉnh chóp K50 cho em nhá. K50 cho em luôn, tay 150 cái Đát đấy đẹp quá. K50 150. Con gái siêu đẹp luôn. Bé gái cho em nhá, cân nặng chị nào có con gái dưới tầm 30 cân giúp em. 30 cân quay đầu cho con gái cái này nhá. Quá đẹp luôn, co giãn này. Gái dưới 30 cân giúp em. Mã này cho em là K72 cho em nhá. K72 120. K72 giúp em 120. Con gái tiếp này 30-35 cân này. 30-35 cân giúp em cho bé gái. Mã K74. K74 giúp em nhá. 120 mà K74. 120.000 mà K74 giúp em luôn. Xinh chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Sau này cho em nhá. Chị nào có con trai cho em nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 45 cân nhá. 45 cân quay đầu giúp em. 45 cân quay đầu mà K73. K73 giúp em bên tay nhá. 130 mà K73. 130 mà K73 giúp em luôn. Sau này cho bé trai 20 cân quay đầu, xin cho. Có mũ cho em nhá. 20 cân quay đầu cho bé trai. Mã cho em là mã K68. K68 giúp em nhá, 120. K68 120. Sau này cho bạn nào có nặng cho em 25 cân quay đầu. K74 chị Hiền Oanh. 25 cân quay đầu giúp em nhá. 100.000 và K67. K67. K73 chị Quyên Lê. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, đấy nhất cho em bé trai. Trai cho em dưới tầm 23, 22, 23 cân đi ạ. 22, 23 cân giúp em, rất xịn luôn nha. Jean 18 cân có. Đầu tiên á. Được, 18 cân được chị ơi. Sau này cho em nhá. 21, 22 cân quay đầu mà K66 cho em nhá. 120 mà K66 á. 120 mà K66 giúp em. Hàng hiệu của Kepa, siêu đẹp luôn. Hàng hiệu của cây ba cho em nhá, đẹp dã man luôn. Xin nhở. Hàng hiệu của cây ba cho em, đỉnh của chóp luôn. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho cơ phổ đẹp nhất là dưới tầm 50 cân, đẹp dã man. 50 cân quay đầu giúp em. 50 cân quay đầu cho mã K65. K65 cho em nhanh tay nhá, 150 mã K65. 150 cho mã K65 giúp em luôn ạ. K65 cho em 150. K65 150 nha mọi người nha. Tiếp tục nào, các bao size nhỏ nào, comment lên các tình yêu của em ơi. K65 chị Doraemon Kun. Em có, hello Doraemon Kun. Sau đây cho em con gái này, áo chui nhá, xinh đấy. 40 cân quay đầu. 40 cân quay đầu giúp em, bé gái rất là đẹp. 40 cân quay đầu cho bé gái, chất mã 637. 637 100.000 nhá, mọi người nhìn tay. Con gái size, con trai con gái size to size nhỏ comment lên nhá. Tiếp tục cho em luôn này, hàng hiệu Puma cho bé trai bé gái đều được cái dáng này nhá. Sau này cho em nhất là 25-26 cân đi ạ. 25-26 cân mà K56. K56 cho em nhé, 120. K56 120. Comment số cân của bé nhà mình lên nào các chị. Chị Công Hoài không giấu. Giò 2 lớp luôn đấy chị ạ. Giò 2 lớp cho bé trai rất là đẹp luôn này. 13-14 cân nhá. 13-14 cân giúp em nhá. Bên trong có lớp lót nghỉ cho em luôn ạ. Lấy các con luôn 120 mà K6 này. K6 120 nhé các mẹ nhá. K6 cho cô phố luôn 120. Đó nhất là sao làm sao đây chị. K6 120. Chị khách mới gửi luôn đi chị nào các chị ơi. Khách mới gửi địa chỉ luôn cho em. Mình được chưa đơn tiếp cho mọi người nhá.
hàng hiệu của Đáp này các bác ơi, nhanh tay. 15 cân quay đầu cho bé trai này, 15 cân quay đầu cho bé trai, mã cho em là mã D70 cho em nhá. D70 giúp em nhanh tay, 120. D70 cho em 120. D70 cho em nhà 120.000 mà D70. Sau này cho em luôn con gái này. Chị nào có con gái cân nặng cho em cái này nhá. Gái cho em cân nặng đẹp nhất cho em nhá, dưới tầm 15, sorry các bác, này phải dưới 20 cân ạ. 20 cân quay đầu cho bé gái. Màu hồng cho bé gái 20 cân quay đầu mã 281 cho em nhá. 281 120. 281 120 giúp em. Size này cho bé trai bé gái mặc đều ok, lên giá bomber cho em nhá. Nếu cho con trai mặc hoa thì chốt, còn nếu không thì để con gái mặc xinh hơn nha. 15 cân quay đầu mặc đẹp, chốt mã này là mã 704 nhá. 704 cho em 120. 704 cho em 120.000 ạ. Chị Sai công cao. Ngoài gửi luôn địa chỉ cho nhà em nào chị ơi. Công ngoài khách mời gửi địa chỉ luôn giúp em đi ạ. Để nhà em dừng chốt ở một mã nếu không có địa chỉ nhá chị công ngoài nhá. Chị bảo để chốt thêm. Chị ơi gửi địa chỉ cho em. 281 chị Nguyên Bảo. Nhà em nếu chưa có địa chỉ là nhà em không chốt trực tiếp, nên là bác muốn chốt tiếp thì bác phải có địa chỉ ạ. Sau này cho em nhá, chị nào có con cái nặng cho em cái này đấy nhất dưới 40 cân, xuất sắc nhỉ. Nhiều của Kappa. 40 cân quay đầu. 40 cân quay đầu giúp em nhá. Em lấy các con cái này luôn nhá, size to. Áo hiệu vẫn lấy cho mọi người 130. Mã C56 em ơi, bản tác C56 130 này. C56 cho em nhé, 130 C56. Dạng áo có mũ cho em luôn nha. Áo có mũ cho bạn nào cái nặng cho em này. Bé gái cho em nhé, xuất sắc chưa? Con gái cái nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 30 cân đi ạ. 30-33 cân mà K58. 30-33 cân mà K58 cho em nhé, 120 đi ạ. K58 120 nhé mọi người nha. Sau này tiếp tục luôn cho con gái này các chị ơi. Sao ta sẽ nhỏ em đầy đủ hết mọi người nhé. Comment đầy đủ, comment cân nặng của các bạn lên. Sau này cho em 35-38 cân đi ạ. Khách mời 35... mã cách số điện thoại giúp em ạ. 35-38 cân mà K59. C56 chị Thu Nguyễn không giấu. 35-38 cân mà K59 cho em nhé, 130 thôi ạ. K59 cho cô Phối nha. Không có địa chỉ nhé, em dừng chốt đơn được một mã nhé chị Công Hòa nhá. 130 mà K59. Chị Hân Nguyễn còn xem này, có một cái ghi lê con gái xinh chưa? Ghi lê cho bạn nào 17-18 cân thì như là chị có một bạn 17-18 cân lấy luôn cái này nhá. Ghi lê cho em nhé, 100.000 mà K37. K37 nhá. Bác Hân vừa hỏi có biết bác Hân xem like không thì chốt luôn nhá. K37 nhá, 100.000 ạ. K37 cho em 100k. Ôi em có một cái taki. Em chờ chị Công Hòa một phút nữa, chị không gửi địa chỉ em nghỉ mã vừa chốt xong ạ. Em này kaki nha. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em cái này dưới 40 cân nhá. 40-43 cân đều vừa nhá, kaki dáng dài. Em này là 120 mà D39 này. D39 cho em 120 nhá. D39 giúp em luôn, 120.000 mà D39 á. Sau này người lớn mặc được luôn. Người lớn cũng mặc được mà trẻ con cũng mặc ok luôn. Trẻ con size 37 chị Thơ Vũ. Trẻ con size to nha. Trẻ con size to, còn nếu không thì để người lớn á, đẹp quá. Dưới 50 cân thôi các chị ơi. 50 cân quay đầu giúp em nhá. Áo nỉ thể thao rất là đẹp. Mã trên là mã D6 cho em nhá. D6 cho em 120 cho mã D6 á. 120 cho mã D6 giúp em. Kaki tiếp này các chị này. Kaki tiếp cho em, cho con gái rất xinh lên. Kaki dạng áo váy nhá. Kaki dạng áo váy cho bạn nào cân nặng 17-18 cân xinh không? 17-18 cân giúp em. Mà S40 cho em 120 cân nha. S40 cho em 120. Kaki cho bé trai dưới 15-16 cân. Kaki cho bé trai 15-16 cân giúp em. Mã cho em là mã D13 cho em 120. D13 giúp em nha. 120 và D13. Áo sơ mi cho bé trai xinh nhé. 15-16 cân các chị này. 15-16 cân giúp em. Mã này cho em là mã E71. E71 cho em nhá. 100.000 mà E71 ạ. 100k cho mã E71 giúp em. Vét cho bé trai bé gái mặc cái này đều rất là xinh luôn này. Trời ơi. E40 chị Dung Vũ ạ. 2223 cân quay đầu đi ạ. 2223 cân quay đầu giúp em cái này. Trai gái mặc đều được cái màu đen này nhá. Tay của nó có bo phần màu đen trắng rất là dễ mặc luôn. 23 cân quay đầu mà C57 cho em nhá. 120 mà C57 ạ. 120 mà C57 giúp em nhá. Hàng hiệu của Nike. Size này cho bé trai dưới 40 cân ạ. 40 cân quay đầu giúp em nhá. 130. Chốt mã này cho em là mã E6 này. E6 130 giúp em luôn. Hàng hiệu của K3 cho em này. Bé trai dưới tầm 16-17 cân nhỉ. 16-17 cân cho bé trai nhá. Cái thế 16-17 cân cho bé trai. 16-17 cân cho bé trai. Hôm nay 4 giờ đón em nhá chị nha. Đúng rồi đấy chị, còn 2 cái.
16-17 cân giúp em. Mã này là mã E29. Chị Dung chúc vào cọc luôn cho em 100k để chốt đơn nhé chị ơi. 120 mã E29 đó. Sao này ngay tin nhắn bên trên hủy áo gió hôm trước rồi. Có xác nhận hủy vào đấy không? Chị nhắn tin nhưng mà chưa kịp trả lời chị ạ. Vì em trước nay em vừa nhắn. Tóm lại là đã xác nhận hủy vào đấy chưa? Chưa chị ạ. Em làm đơn em mới nhớ chứ làm sao mà nó nhớ không, được, nó biết được. Chị nhắn tin là đơn áo em vừa nhận rồi, áo gió vừa rồi sốc cho em hủy. Em mình phải xác nhận bằng cái chữ in hoa viết to lên. Thời gian đâu chị Anh, như cái máy như thế làm sao mà đọc được đến mức như thế, em phải xác nhận bằng chữ in hoa vào đấy chứ. Đứa nào làm đơn dưới kia cũng thế, như thế thì khi em làm em mới đọc được chứ. Sao này cho em nhá, 18-19 cân đi ạ. 18-19 cân giúp em mà E76. E76 giúp em nhá, 120. E76 cho em 120. E29 chị Nguyễn Thanh. Hôm nay chị đang chốt à? Chị vừa chốt cho một cái. Bây giờ đang chốt tiếp bàn thứ hai rồi đúng không? Đúng không? C57 hay cái gì đấy đúng không? Chị Dung Trúc ơi, hôm trước chị xả hàng áo của em đấy. Chị có nhu cầu thực sự muốn mua thì chị chốt nhé. Hôm qua xong chị ạ. Hôm qua xong của chị con á. Vâng. Hôm qua xong chị vừa xả hàng, hôm nay chị lại vào chốt đơn tiếp á chị. Em không bán hàng mà hôm nay mua một tí xong rồi lúc sau lại không thích cái xả hàng của em đâu. Chị có nhu cầu thực sự muốn mua thì chị ấy chốt đơn hàng, còn nếu không em sẽ phép hủy đơn của chị đấy. Lấy cái nào chắc chắn lấy cái đó cho em nhá, em không bán hàng hủy xả đâu ạ. 22 cân phơi đầu giúp em. Em nói xả một ca lai đến cả 3-4 tiếng đồng hồ. Ngày 7-8 tiếng đồng hồ em nói. Khán hết cả tiếng rồi, lấy cái nào chắc chắn lấy cho em. Không lấy để cho người khác lấy. Chốt cho chị rồi mà chị không lấy, xong em lại xả đơn em lại lai lại cái đấy của chị à. Mọi người phải mua hàng chắc chắn cho em đi nhá. 22-23 cân quay đầu chất mã này là mã Y69 cho em nhá, 120. Y69 120.000 ạ. 120k mà Y69 giúp em luôn. Em không có thời gian để lai đi lai lại đâu, nên là mọi người lấy cái nào chắc vào cho em. Sau này cho em chỉ nào có con. Chị Dung Trúc vào check tin nhắn luôn giúp em ạ. Bác Dung Trúc vào check tin nhắn nhà em đi ạ. Em này cho em 20 cân quay đầu, chất mã này trên là mã A14. A14 cho em nhé, 120. A14 cho em nhé, 120.000 mã A14. Sau này cho em nhé, hàng hiệu của Đát. Đấy, thế nên là em cứ đi ăn thêm một tầm tiếng nữa ăn về nhá, béo nhá. Sau này cho em nhá, chị nào có con giúp em. Hôm nay em vừa nhận được bào lên rồi mà shop. Em chị không nói là chị nói, chị nhận, chị không nhận cái gì cả. Chị nhận đơn nào lên rồi, nhưng chị đang có đơn áo gió hôm qua chị vừa chốt xong chị lại xả của em đúng không? Đúng không? Chứ không ai nói là bác bom em áo len gì cả. Nhưng mà chị lấy cái nào, lấy đơn nào, lấy cái gì là phải lấy chắc chắn cho em. Khách nhà em ngày nào cũng ngày 2-3 đơn của nhà em cơ. Chứ không phải là hôm qua chị vừa nhận cái này rồi nên hôm nay em phải bán hàng cho chị tiếp đâu. Nếu chị cứ hủy xả và chị không có nhu cầu mua chắc chắn thì em cũng không bán cho chị. Kể cả là ngày nào chị cũng mua. Các chị lưu ý cho em nhá. Rất là nhiều khách ngày nào cũng mua 2-3 đơn. Line nào của em vào cũng có đơn. Nhưng người ta cũng sẽ không bao giờ hủy xả cái gì của em cả. Nên là các chị em nói rồi, các chị lấy cái nào thì chắc chắn hộ em. Nhá, mọi người mua ít cũng được, mua nhiều cũng được. Khách nào cũng là khách. Mua nhiều cũng như mua ít, nhà em phục vụ đều như nhau. Nhưng mua hàng văn minh, không hủy xả cho em là được. Nhá mọi người nhá. Sau này cho em này. Em này chị nào có con cái nào cho em nhá, để nhắc cho em. Và em nói lại một lần nữa là tránh trường hợp các chị nhá. Đừng có điện thoại của mình để cho người khác dùng điện thoại bằng Facebook của mình để đặt hàng nhà em. Sau lại nói là em ơi bạn chị rồi, con chị rồi, cháu chị rồi thì anh chị rồi thế nọ thế kia, người nọ người kia cầm điện thoại của chị để đặt hàng. Giờ nó lại bảo là không lấy nữa. Hoặc là xả hộ nó mã nọ mà kia vì nó bảo là không thích nữa. Mà rõ ràng là lịch sử của chị là chị mua hàng rất là ok, chưa bao giờ xả hàng để cho người khác lấy điện thoại để đặt hàng xong rồi xả của em. Chị chắc chắn chị sẽ có lịch sử xả của nhà em thôi, chứ không phải em chẳng biết cái chị bạn của chị là ai cả. Lưu ý cho em. Có những cái lý do xả hàng rất là buồn cười. Bây giờ người khác lấy cái gì đấy, cái đồ dùng của các chị xong rồi đi giết người xong bảo là của các chị có chịu được không? Nghe nó kiểu kể cái vấn đề đấy nó nghe hơi nghiêm trọng, như cái này nó cũng kiểu mình là một cái dạng kiểu như thế luôn đấy. Gián tiếp mình bom hàng nhà em đúng không? Nên là thôi, điện thoại mình mua, Facebook của mình đặt hàng, trả cho ai mượn hết cả. Đứa nào bảo mày mua hộ tao cái gì thôi, tao chịu, tao trả biết mua hộ mày không thích thì mày xả hàng để tao mang tiếng bom hàng của shop đấy à, đúng không? Tác bạn bè vào, hàng si trả trùng mã đâu mà lo, chả đúng hàng đâu mà lo. Ai thích săn gì tự bảo là săn, tự trách nhiệm với đơn hàng của mình. Đừng có mua ai làm gì cả các chị nhá. Sau này cho em này, 40 cân quay đầu giúp em. Em đang có một chị chốt 6-7 cái. Nhưng mà bảo là người khác lấy nick của chị để đặt, bây giờ xả hàng. Em cực kỳ khó chịu và những chị như thế lần sau không bao giờ em ưu tiên, mặc dù là lịch sử của chị mua hàng rất nhiều, mua hàng rất ok nhà em. 40 cân quay đầu bé trai bé gái đều ok. Mã K46 cho em nhé, 130 áo đát này. K46 130 áo của đát nha.
K46 130.000. Áo cô đáp rất là đẹp luôn, K46 á. Size to của con gái nhá, mới new, 40-45 cân ạ. 40-45 cân mà C95. C95 nhá, em lấy các con luôn 130 mà C95. 130.000 mà C95 giúp em. 130 mà C95 ạ. K46 chị Doraemon Kun. Cái nào em? Cái đấy 130, cái kia cũng 130. Cái nào của em từ nãy giờ chẳng 130.000. Khách chị hỏi xong khách chốt xong rồi, chắc cái nào đáp vừa xong. Sau này cho em nhá, 30 cân quay đầu tiếp ạ. 30 cân cho em nhá. Cái này để qua 30-35 cân được ạ. 30-35 cân giúp em nhá, 130 trên mã C90. C90 130. C90 giúp em nhá. Khách mới mã, khách số điện thoại giúp em ạ. C90, hàng hiệu của Đáp này các bác này. Hàng hiệu của Đáp cho em luôn nhá, dưới 40 cân ạ. 40 cân quay đầu giúp em, mã này cho em là mã H30. H30 giúp em 130. H30 cho em nhá. 130.000 mà H30 luôn giúp em. 130k mà H30 giúp em. Khách mới mã cách số điện thoại giúp em chị TVPH ơi. Em này cho em cho con gái nhá. Con gái cho em nhá. Chị nào có con gái dưới 40 cân này. Gái dưới 40 cân giúp em nhá mọi người nha. Hoa vô tiết mã cách số điện thoại giúp em nào chị ơi. Ôi cái ông này mà gửi cái sạc không gửi. Bực mình cái sạc thật đấy. Chị Hoa vô tuyết, khách mới gửi luôn đi chị ạ. À, con gái cái này nhá, dưới 40 cân nhưng cái này nó bị rơi mất cái phần kéo tay cầm của kéo khóa lên nhá. Em bớt tiền mọi người về tự xử lý cái này nhá. Tự thiết kế vào cái tay phần tay cầm nhá mọi người nhá. Em này cho chị nào có con gái dưới 40 cân. C90 chị TBPH. Gái dưới 40 cân nhá, cô phố bớt tiền là các con luôn. Mới gửi luôn địa chỉ ạ. 70.000 cho các mẹ về tự đi thay nhá mọi người nhá. 70.000 giúp em mã T90. T90 cho em 70.000 nhá. Đi thay cái đấy tất tầm mất 10.000 thôi. Sau này cho bé gái đi ạ. Mẹ nào có con gái cái nặng cho em cái này đấy nhất là dưới tầm 30 cân. 30-33 cân đi ạ, rằng áo có mũ. 30 cân 33 cân giúp em, lấy các con luôn nhá. Em này là mã T48, 100.000, cuối like nhá. Nhanh tay gộp đơn, vừa bán vừa tặng các chị cuối like, số lượng không còn nhiều nên là các bác được mua giá rất yêu nhá. Mã 90, T90 chị Hân Nguyễn. Mọi người nhanh tay nhá, sau này cho em nhá, chị nào có con cái nặng cho em này. Mẹ nào có con cái nặng cho cô phổ dưới 40 cân nhá, cuối like ạ, vừa bán vừa tặng cuối like nhá mọi người nhá, em không còn nhiều nữa đâu ạ. 40 cân quay đầu giúp em, 100.000 này. 100.000 một cái áo thể thao hiệu như này mọi người nhá, không phải suy nghĩ đâu ạ. Mã C58 mà tác các chị này, 100.000 mã C58 luôn. 100k mã C58 giúp em rất là đẹp. Em này kappa màu hồng xinh thế. Kappa màu hồng giúp em cho bé gái này, đẹp ơi đẹp. Kappa màu hồng cho bé gái cho em nhá. Dưới tầm 35-38 cân đi ạ. 35-38 cân 100.000 nhá, chị nào ở lại của like sướng hoặc là bác nào vừa vào nó thì càng sướng. Y11 cho em 100.000, ưu tiên khách đang có đơn nhá. Y11 100k. Y11 100.000 giúp em. Sau này cho em dưới 50 cân nhá. Dưới 50 cân giúp em K69 100.000 này. K69 cho em 100k. Rồi, sớm nhá. Khách mới gửi luôn 15. Địa chỉ cho em nào chị ơi. Khách mới chưa có địa chỉ em không chốt tiếp đâu. Mọi người có nghe thấy không ạ? 15 cân quay đầu cho bé trai. 15 cân quay đầu cho bé trai. Mua cái kìm này chưa? Nó hết hôm nay thì nó bảo hết. Y11 chị Hồng Hạnh. Cả kìm cả bấm được đấy à?
15 cân quay đầu giúp em mà K75 cho em nhá. 100.000 mà K75. 100k mà K75 giúp em luôn. Filler tiếp này cho bé trai này. Filler cho bé trai giúp em nhá. Chị nào có con trai nhỏ ơi, chị Hân ơi lấy cái này cho bé trai nhà chị. 35 38 cân, cái này dưới 40 cân ok luôn. Mã cho em là K63 cho em 100.000 này. K63 cho em 100k. Con gái xinh nhá. Con gái cho em nhá, 25 cân quay đầu. 25 cân quay đầu giúp em mà K61. K75 chị Quỳnh Anh Vũ. K61 100.000. Cái nào cần Quy bấm để lại sau thì nó đi mua. Hàng hiệu của Kepa. À sorry các bác, hàng hiệu của Nike. 40 cân quay đầu tiếp. 40, 43 cân đi ạ, đẹp nhờ. 100.000 đi ạ. C59 mận tác nào. C59 100k này. C59 100.000 giúp em. Sao này cho bạn nào có cân nặng cho em nha. K63 chị Hoa Vô Tuyết. 35 cân quay đầu cho em áo khoác nhung. 35 cân quay đầu siêu phẩm nha. 35, 38 cân cái này được ạ. Cái này maximum dưới 40 cân nha. Maximum dưới 40 cân mã 616 cho em nhá. Ôi cái này 100.000 các chị ơi. Không phải suy nghĩ. 616 100.000 mà tác 616 này. 100k mà 616 luôn giúp em. Quá đẹp. C59 chị Hoa Vô Tuyết. Quá rẻ và đẹp luôn. Xin chị nhắn giúp em chị Hoa Vô Tuyết không? Nhanh luôn. Linh Linh nó lại đi xuống dưới cửa hả? Sao này cho em nhá. Áo chít cho bé gái 13 14 cân đi ạ. 13 14 cân giúp em mã S15 cho em 100.000 này. S15 cho em 100.000, các chị nhanh tay cục đơn. S15 cho em 100k. Size này cho bạn nào có cân nặng trên đẹp nhất là dưới tầm 25-28 cân đi. 616 chị Hồng Hạnh. 25-28 cân giúp em 100.000 mà C10. C10 cho em 100k. C10 cho em nhá, 100.000 mà C10. Size này cho em 25-26 cân. 25-26 cân chất mã 130. 100.000 mã 130. 100k mã 130 giúp em, các bác chốt nhanh. Size này cho em tiếp tục này. 20 cân quay đầu cho em nhá. 17-18 cân đẹp nhất cho em 100.000. L12 xuất sắc. L12 100.000. Đạp cho mày phát bây giờ chứ lại. Dẻo dẻo lạ lạ. Sao lại cho em nhá. Sao làm cái khác thì chả thấy bị tụt. Nhiều cái khác cần tụt thì không thấy tụt. Chúng thế. Mà mỗi móc thì móc sang đây thôi mà cũng bị tụt. Sao lại cho em nhá. 22-25 cân đi ạ. Cực phẩm. Em đẹp lắm luôn các chị nhá. Vẫn lấy 100.000 chốt ưu tiên. Lệ chốt đi em. Em này là mã A86 100.000. A86 cho em nhá, 100k mà A86 á. A86 100.000. Chị Hoa Vô Tuyết ơi, check tin nhắn vào cọc thêm 100 để chốt đơn tiếp nhá chị nhá. Siêu phẩm cho bé trai. C10 chị Nguyễn Điệp, khách mời cho chị ạ. 22 cân quay đầu bé trai nhá. 22 cân quay đầu bé trai giúp em nhá. Khỏe suốt ngày gào. Để. Bà này khỏe gào suốt ngày. Chẳng khỏe đâu. Đấy đâu mà khỏe, uống thuốc suốt ngày đấy chị ạ. Những lúc em uống thuốc các chị có biết không? Em đâu có khỏe đâu. Vẫn là người mà. Da thịt mà, tôi đâu phải sắt đá đâu. Sau này cho em nhá. Chị nào có con 22 cân bé trai. Mã cho em là mã C69. 100.000 mã C69 á. Bà này khỏe gào suốt ngày, sợ nhỉ. Sau này cho em nhá. 20-21 cân quay đầu. Không những gào ngày còn gào đêm. Không những gào ngày còn gào cả đêm cơ. A86 chị Nguyễn Nana. Hôm qua anh gào đến cả 1 giờ sáng cơ. Đâu. Em này cho em nhá. Chị nào có sáng. Con cái nặng cho em nhá. Để nhất cho em dưới tầm 20 cân quay đầu cho bé gái. Mã cho em là mã K46 100.000 này. K46 100.000. Thả tim đi. Cuối là 200.000 cái. Nào các chị ơi, vào cọc giúp em để chốt đơn tiếp. Nào các chị ơi, đừng comment mã nữa. C69 chị Giang Nguyễn. Cọc không cọc cứ comment mã nha, em không chốt đâu mọi người lưu ý. Sao này cho em sai ta 45-48 cân quay đầu. 45-48 cân quay đầu mã cho em là mã T74 100.000 ạ. T74 giúp em nhá. 100k mã T74. 100.000 mã T74 giúp em. Trời ơi, gió Mizuno. Sao này cho em nhá. 35-38 cân này chị Hân lấy cho bạn ấy này. 35-38 cân mã 603 100.000. 603 giúp em. 100k mã 603. 100.000 mã 603 giúp em. Sai này cho em nhá, đẹp nhất là dưới tầm 35-36 cân bé gái. 35-36 cân bé gái, dáng áo có mũ cho em nhá, 100.000. 100.000 mã 86. Mã 86 100k. Gái 25 cân đúng không? Dạ. Vị trí. Đây 25 cân lấy luôn cái này cho em này. Sorry các bác, cái này phải tầm 35 cân. 274 chị Võ Hồng. Cái này 35 cân nhá. 35 cân quay đầu mà C95 100.000. C95 giúp em nhá, 100k mà C95. 15 lại hết 15. S à? Đúng không? Ừ. 30 cân quay đầu. 30 cân quay đầu giúp em khoác choàng. E75 chị Phụ Huỳnh. E77 cho em nhá. Khách mời gửi luôn địa chỉ ạ. E77 giúp em nhá, 100k mà E77. Trời ơi, 14-15 cân xỉu. 14-15 cân giúp em 100.000. M28 100.000.
M28 cho em 100k. Các chị khách mới được chốt một mã gửi luôn địa chỉ cho nhà em để được chốt mã thứ hai nhá. Gió một lớp cho em nha. 23-24 cân đi ạ. 23-24 cân cho em. Lục Linh. C1 cho em nhá, 100.000. C1 giúp em nhé, 100k. À Puma nhá, con gái đi ạ. 35 cân đi ạ. 35 cân coi đầu giúp em 100.000. Chất của nó siêu xịn luôn. K64 cho em nhá, 100.000 K64. Trai cho em đi ạ. Bạn nào cân nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 23-25 cân. 25 cân quay đầu cho em mà K44 100.000. Không. Hôm nay có đâu phải số like ghi lê đâu chị, nhìn em đi. Đọc em một chị Chiêm Trần. Áo ghi lê này, lẫn vài cái thôi chứ không có nguyên số like ghi lê. Sau này cho chị nào có con gái cho em nhá. Ghi lê siêu đẹp luôn. Em này chị nào có con cân nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 30-35 cân nhá. 35 cân quay đầu. 35 cân quay đầu cho mã C48 100.000. C48 giúp em nhé, 100g là C48. Bé trai cho em nhé. Dưới 15-16 cân nhé. 15-16 cân nhé, blazer 100.000. Dày nhất cái định bắc bộ này luôn. C86 100.000. C86 100k. Rồi 12-13 cân giúp em nhức nách. 12-13 cân giúp em nhức nách. Chắc mã này cho em là mã C99 M53 chị bột chấm đi. C99 100.000. C99 100k. Comment đúng mã chị ơi. Bột chấm đi ơi. Comment chấm đúng mã cho em đi. 15-16 cân quay đầu chất xịn nhá. 15-16 cân quay đầu chất siêu xịn luôn. Còn mã 130 không? 130 chị Hoa Vô Tuyết. Em lên siêu phẩm đằng sau nha. Còn 2-3 chị khách mới nữa chưa gửi địa chỉ cho nhà em, gửi luôn địa chỉ nào hay ạ? Chị Lục Linh, chị Phụng Huỳnh ơi. Bác nào khách mời gửi địa chỉ luôn để chốt ưu tiên những siêu phẩm đằng sau lưng em nào. Xe 86 chị Nguyễn Thanh. Xe 99 chị Quỳnh Anh Vũ. Tốt tiệp nào. Sau này cho bạn nào cân nặng 16 cân quay đầu. Bé trai 16 cân quay đầu giúp em mà C75 cho em nhá. 100.000 mà C75. Bomber cho bé trai 36 cân. Bomber thì phải theo dõi like chị Mai Mai ạ. Khoác gì cơ? Khoác nhìn màu đen vừa rồi. Em nghe là M53 mà nhỉ. Cái 15 cân đây, cái khoác nhìn kìa, 123 thôi. Nhắc lên. Dưới. Dưới nữa. Đó, chuẩn luôn. Mã gì? M28 chị ơi. M28 mà chị ơi. Chị nghe đâu 33 đây. M28. Ok, thế nên chị Lục Linh rồi ạ. Khoác nỉ bé trai 15 cân là M28 nha chị nha. Nào tiếp tục này. Hàng hiệu xịn cực kỳ. 12-13 cân nha. 12-13 cân giúp em cái này đẹp nha. 12-13 cân cho em luôn nhanh tay. 100.000 sẽ xã man luôn. Mà T85 100.000 này. T85 giúp em nhé. 100k mà T85. 100.000 mà T85 giúp em luôn. Rồi. Áo gió cho bé trai hàng hiệu nót phây. 22 cân quay đầu cho em cực phẩm. 22 cân quay đầu cho em cực phẩm nhá. Em này cho em mã C88 cho em 130. C88 130. C88 nhá, 130.000 với C88. Hiệu xịn cực kỳ luôn. M28 chị bột chấm bi. Chị Ân Nguyễn ơi, lấy cái này cho em hổ nhá, không đẹp hoàn anh cái này nhá. Bác Ân còn đang xem live không em? Chắc chị ảo rồi. Đẹp vãi. Con gái 18 đến 22 cân cực phẩm. 18 đến 22 cân giúp em mà. 85 chị Quỳnh Anh Vũ. E33 nhá, bác Hân còn đang xem chút này nhanh cái này em ưu tiên. Đẹp đỉnh của chat luôn, 150 xuất sắc luôn nhá. Gina 50 cân à? Ok, đây. Gina 50 cân để cô lên đăng một loạt đằng sau đây, cái nào vừa là cô y tế chốt cho luôn. Sau này cho em 88 chị Hoa Vô Tuyết. 22 cân quay đầu cho em mà E33 cho em nhá. 22 cân quay đầu mà E33 150 cái này nhận hàng trên sổ hoàn em E33 nhá. E33 150 đẹp lắm. Đằng sau lưng em toàn cái xịn cực kỳ. 15-16 cân đi ạ. 15-16 cân giúp em. Má này là mã C91 cho em nhỉ. C91 cho cô phố 130. C91 130. Bomber cho bé gái 22-23 cân ạ. Bomber cho bé gái 22-23 cân nhé. 22 cân 23 cân quay đầu giúp em. 22-23 cân giúp em. Má này cho em mã C89. C89 cho em 130. C89 130 giúp em luôn. Sau này cho em tiếp tục này. Chị nào có con cân nặng cho cô phổ nhá. Em này chị nào có con cân nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới 30 cân đi ạ. Siêu phẩm 30 cân trai gái đều đẹp. 30 cân quay đầu mới như new. Mới như new luôn. Mà E31 cho em nhá. E31 cho cô phổ luôn 130. E31 130.
đẹp xuất sắc luôn này. Chị nào có con trai cân nặng cho em nhá, đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 25 cân cho em đỉnh của chóp này. 25 cân quay đầu giúp em nhá, rất xịn ạ. 25 cân quay đầu cho mã này là mã C79 cho em. C79 cho em nhá, 130.000 mã C79 á. Sau này tiếp tục cho em luôn nhá. Chị nào có con trai cân nặng cho cô phố 12 13 cân đi ạ, đỉnh của chóp luôn. 12 13 cân quay đầu giúp em mã C80. C80 giúp em nhá. 120 cho mã C80. 120.000 mã C80 ạ. C79 chị công hoài. 120 mã C80 giúp em nhá. 120 mã C80 giúp em nhá. Ôi cực phẩm luôn rồi, các nào ở lại sung sướng. 40 cân quay đầu cho em đỉnh chóp luôn. Rồi mới như new luôn nhá, mới như new luôn ạ. 40 cân quay đầu giúp em nhá, xuất sắc luôn ạ. 40 cân quay đầu cái này đẹp và mới tinh tình luôn nhá. Rồi ôi chị nào ao thì tước cực kỳ luôn. Em này 160 mã C94 nhá. Em tự bị C94 160 á. C94 cho em 160 nhá. C94 cho em 160.000 luôn. 160 mã C79 nhà em chốt rồi, nhanh tay lên chị Xuân Thanh ơi. 160 mã C94 giúp em. C94 160. C94 chị Lục Linh. C94 160, chúc mừng bác Lục Linh, cái C94 đẹp xuất sắc luôn chị ạ. Sau này cho bé trai tiếp về các chị ơi, đẹp xịn chưa? 20 cân 22 cân quay đầu. 20 22 cân giúp em nha. 20 22 cân cho em siêu phẩm luôn, mới tinh, áo giò hai lớp rất xịn. 130 mà C98 này. C98 130. Siêu phẩm mới new tiếp này các chị ơi, đẹp nhức nách luôn. 40 cân quay đầu giúp em. Xịn cực kỳ, mua mới cho các con siêu đắt nha. 40 cân quay đầu mà C77. 40 cân quay đầu mà C77 giúp em nhá. 150 mà C77, cái C77 đẹp lắm. Đây jean bò này, bác nào vừa hỏi cho luôn nha. 17 18 cân cho bé trai, em này bên trong có lớp lót xịn cực. Lớp lót BBL luôn bên trong nha. 17 18 cân cho bé trai đỉnh chưa? Dày dặn xịn sò cực kỳ luôn. 130 thôi, chốt vào Q57 này các chị này. Q57 cho em. 58 chị Hoa vô tiếp. Q57. 130 mà Q57. Con gái cho em xuất sắc luôn cho bé gái này. Chị nào có con gái cái nặng dưới tầm 20 cân cho em nha. 20 21 cân giúp em mới tinh. 20-21 cân giúp em 130. T96 cho em nhá. T96 130 siêu đẹp luôn. T77 chị Trang em Dương. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, đẹp nhất cho bé gái cho em luôn này. Con gái cho em nhá, bạn nào có cân nặng cho em. Bé gái cho em luôn nhá. Q57 chị Cúc Nguyễn. Em thấy hình này thì trai gái mặc đều được ấy. Dưới 15-16 cân trai gái đều được nhá. 15-16 cân trai gái đều được. Chốt mã này là mã M2 cho em nhá. M2 130. Úi dồi ôi, màu hồng. Tiếp tình hình luôn giúp em nha. 30 cân quay đầu cho em. Xuất sắc. 30 cân quay đầu. Giờ đây là điện thoại hả? Cầm điện thoại để cho chắc ăn. Cần gì gọi. 30 cân quay đầu cho em cực phẩm. T96 chị Xuân Thanh. T96. T à? T96 chị Xuân Thanh. Chị Hân vừa ọp ra đúng không? Bác Hân Nguyễn vừa ọp đúng không? Còn mấy cái siêu phẩm của con trai 40 cân em vừa gọi tên bác không thấy đâu. Đẹp phái trưởng. 30 cân cho em nhá. M2 chị Hân Nguyễn. T56 đẹp xuất sắc luôn. T56 cho em 150. Em vừa đây có mấy cái con trai đẹp dã man luôn mà em gọi không thấy bác đâu. Tiếp tục cho em. Vàng. Vàng cho em nhá. Chị nào có cân nặng cho bạn nào dưới tầm 25-28 cân đi ạ. 25-28 cân giúp em mới tinh. 25-28 cân 150. Cho bạn này là mã C84. T56 chị Nguyễn Lan Anh. C84 nhá, cái này đẹp lắm. C84 150. Đấy ơi này. C84 150. Mới tinh đình đình luôn. Bạn nào cân nặng cho em nhá, đẹp nhất là dưới tầm 15-16 cân. Trời ơi, đang xem xuống, xem máy ấy, sản xuất ở dưới nhà máy đang chỉ nhân viên làm. Em biết ngay, không thể đâu, gọi không thể đâu, biết ngay chắc là ọp rồi. Chị Hân Nguyễn. Mấy cái xinh ơi, xinh luôn, của bạn con trai nhà chị ấy, mà 37-38 cân ấy. Đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay cho em luôn nhá, đẹp nhất cho bạn nào dưới tầm 15-16 cân nhá. 15-16 cân giúp em, mà C18 cho em nhá, 130. C18 130. Adidas luôn này các chị ơi, dưới 40-45 cân nhá.
Cái này 45 cân quay đầu cơ ạ. 45 cân quay đầu giúp em nhá. Nhanh tay cho em cái này nhá. Nhanh tay lên chị. Em này cho em nhá. Dưới 45 cân cho em luôn. 130 chất mã D73 cho em nhá. Hàng hiệu của Dad luôn. D73 130. Sau này cọc tay này. Chị lấy cho bạn 37 cân nhà chị vừa luôn nhá chị Hân này. Em này cho em nhá. Dưới cho em cân nặng đẹp nhất là dưới tầm 35-37 cân này. Em này là mã 944. Chị 1 chấm bi. 944 cho em 130. Siêu đẹp. 944 130. Sau này cho em với trai với gái mặc đều ok nhé mọi người nha. Trai gái cho em dưới 40 cân, đẹp mới tinh. Trai gái dưới 40 cân giúp em nhé. Em 13 chị Hoa Vô Tuyết. Y15 cho em 150. Y15 cho em 150 ạ. Y15 150 giúp em nha, màu trắng này. Chị Hoa Vô Tuyết đâu, không phải chuyển khoản thêm đâu chị ạ. Tí các bạn tổng đơn thì chuyển khoản hết cho em nhé. Rồi, có những bác thì cứ xin chuyển khoản, có những bác thì gọi mã chuyển khoản không chuyển khoản. Sau này cho em nha. Chị nào có con cân nặng cho em. Bác nữ nhân viên nhắn tổng đơn chị chuyển khoản sau cho em được chị ạ. Chốt uy tín thì không không yêu cầu đâu. Chị nào có con cân nặng cho em dưới 40 cân. Dưới 40 cân giúp em, mã cho em là mã Q40. Bác cứ chốt đi bác Hoa Vô Tuyết nhá. 40 cân cho em đẹp lắm, hồi nhanh tay 150 ạ. 150 mã gì ta? Q40 cho em 150 nhá. Q40 150, con gái size to tiếp, đỉnh của chóp luôn. Em này cũng maximum dưới 40 cân nha. Maximum là dưới 40 cân giúp em. Chất của nó đẹp, màu của nó mới tinh luôn rồi nhá. 40 cân quay đầu, chốt mã này cho em là mã C87. 150 cho con gái C87. C87 150 ạ. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá. Maximum dưới 40 cân nhá. Maximum là dưới 40 cân giúp em. 150 tiết. Mã cho em là mã 903. 903 giúp em nhá. 150 cho mã 903 giúp em luôn. 150 cho mã 903 giúp em rất là đẹp. C87 chị Hân Nguyễn. Sau này cho bạn con trai cái nặng dưới 40 cân, chị Hân lấy cho bạn con trai này. 40 cân quay đầu giúp em. 40 cân quay đầu mã K55. K55 cho em nhanh tay nhá. 150 mà K55 ạ. 150 chất mã K55 giúp em luôn nhá. Con gái nha các chị này. Gái size to cho em tiếp này. Gái size to cho em dưới 40 cân tiếp ạ. 40 cân quay đầu cho em nhá. Chất quá xịn luôn. 130 C46. C46 giúp em 130 này. C46 cho em 130 nhá. Sau này cho bạn nào dưới 50 cân ạ. K55 chị TBPH. 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu chất mã này là mã T82 cho em nhá. T82 giúp em luôn nhanh tay. 120 và T82. 120.000 và T82 giúp em. Lên dáng rất là đẹp luôn này. 30 cân 33 cân cho em ạ. 30 cân 33 cân giúp em, người này rất đẹp nhá. 30 33 cân mã này là mã C60. C60 cho em nhá, 120. C60 cho em luôn nhá, 120.000 và C60. Con gái 35 cân quay đầu các chị này. Gái 35 cân quay đầu nhá, lên form blazer. 100.000 mã C94. C94 giúp em nhá, 100k mã C94. 100.000 mã C94 giúp em. Con gái này các chị này. Gái cho em nhá, dạng áo khoác cho em rất là xinh luôn. Bạn nào có cân nặng cho em cái này đấy. 82 chị Võ Hồng. Bé gái cho em nhá. Cân nặng đẹp nhất là dưới tầm 16-17 cân. Mã cho em là C30 cho em nhá. C30 giúp em. 100.000 mã C30 ạ. 100k mã C30 giúp em luôn. Em này lẫn một còn sót một em váy dạ rất là đẹp luôn này. Hàng hiệu cho em nhá. Maximum là dưới tầm 30 cân này, một em váy dạ cho em nhá. Maximum là dưới 30 cân giúp em. Mã cho em là mã V59 cho em nhá. 120. V59 giúp em 120. Lẫn một cái áo len rất là xinh luôn này các chị này. C60 chị Bích Nhung ạ. À. Chị nào có con cân nặng cho cô phổ đẹp nhất là dưới tầm 35 cân cho bé trai này. 35 cân cho bé trai chứ mà E7 cho em nhá. E7 cho em nhanh tay. 120, 100.000 đi. E7 100.000 ạ. Áo jean mới new cho em nhá. Áo jean mới new luôn cho bé gái. C94 chị Dung Vũ. Em này cho em 28 cân quay đầu. 28 cân quay đầu giúp em mà C70. 28 cân quay đầu mà C70 giúp em 120. C70 120, em có một cái jean ghi lê này. 15-17 cân đi ạ. 15-17 cân giúp em. Tặng các con 90.000 mã E12. E12 90k. E12 cho em nhá. 90.000 mã E12. Con gái 70 chị Nguyễn Nana. Con gái size to cho em nhá. 40 cân quay đầu. 40-45 cân ạ. 40-45 cân mã Y28 cho em nhá. 120 mã Y28 đây. Y28 120. E12 chị Hân Nguyễn. Sau này cho bé trai đi ạ. Bạn nào có cân nặng cho em cái này nhá. Giả có mũ luôn. Xuất sắc lắm. Dưới 15 cân đi các chị này. Dưới 15 cân giúp em, mã cho em là mã T75 100.000. Dưới 15 cân mã T75 cho em 100.000. T75 giúp em nha, 100k mã T75. Áo ghi lê jean có không em? Vừa nãy có một cái đấy. Ghi lê đợi một số like, em like ghi lê riêng chị ạ. Theo dõi page nhá. Em like chị Hân Nguyễn. Sẽ có một số like, em like ghi lê riêng á. Các loại ghi lê luôn. Sau này chị nào có con gà con trai cho em dưới tầm 11-12 cân nha. 11-12 cân mà E85 cho em nhá. 100.000 thôi ạ. 100k mà E85.
100.000 mã E85 giúp em, rất là đẹp. Blazer cho bạn nào 12 cân đi ạ. 12 cân quay đầu giúp em nhé, 100.000 mã C7 cho em nhé. C7 cho em 100k. C7 100.000 giúp em. Sau này cho bạn nào 22 cân quay đầu đi ạ. 22 cân quay đầu giúp em, mã cho em là mã C24 cho em nhé, 100.000. Chị nào chốt được mấy cái này thì like 100.000 hoa sữa luôn. Mới như new luôn ấy. Xuất sắc luôn. 22 cân đi ạ. 20 cân đến 22 cân quay đầu giúp em, mã cho em là mã C21 cho em 100.000. C21 cho em nhé, 100k mã C21 luôn. E85 chị Quỳnh Anh Vũ. Seta này các chị ơi, blazer Seta nha. Blazer Seta cho em cái này nhé, maximum dưới 40 cân. Maximum dưới 40 cân giúp em, cùng lấy 100.000 cho ưu tiên này. C63 em ơi, 100.000. C63 giúp em nha, 100k và C63. Đẹp đỉnh của chóp luôn cho em nhé. C24 chị Nguyễn Thanh. Xinh đẹp, cái này của người lớn đi các chị ơi. Cái này người lớn size S mặc đẹp nha. Rồi ôi, cái này người lớn đấy các bác ơi. Người lớn siêu đẹp luôn. Chị nào thích không? C21 chị Nguyễn Thanh. Cái này của người lớn đấy. Nếu mà kịp chưa, nếu mà ok là chưa mai em sẽ like blazer cho mọi người nhá. Ăn lên áo vest với áo blazer để các chị mặc thời tiết bây giờ mùa thu rất là ok luôn ấy. Đây, cái này của con gái của chị em mình nhá. Size này dưới 50 cân cho em mặc rất xinh. 50 cân quay đầu cho em nhá. Lấy giá trẻ con 150. C62 150 này, đẹp vãi. C62 chị nào size S mặc xinh cái này nhá. Dưới 50 cân, C62 150. C62 giúp em 150 mã C62. 150 mã C62 giúp em. Blazer bé gái cho em màu hồng rất xinh này. Dưới 16 cân nhá. 15-16 cân giúp em bé gái. Gái 15-16 cân và C3. C3 cho em nha. C3 em lấy các con 100.000. Chụp thì chưa mai hoặc chưa mai đi. Chưa mai thứ 7 nhỉ. Like blazer cũng được luôn. Chưa mai thứ 7 like blazer đi. Cuối tuần like blazer cho các chị mặc mùa thu này rất là ok luôn. Con gái này. Chị nào có con gái cái nặng cho em nhá. Cái này có mà chị em mình ok ấy. Mọi người ơi, cái này size etiquette ạ. Cái này chị là size etiquette nha. Em mặc cái này bị chật, em 52 cân. Các chị 48, 49 cân là mặc cái này rất là ok luôn này. Size S đi cho em nhá. 48, 49 cân quay đầu cho em lấy giá trị con 100.000. Mà T85 các chị chốt nhanh nhá. T85 cho em 100k. Size S đi kép mà T85 nhá. 100.000 mà T85 luôn. 100k mà T85 giúp em. Con gái rất xinh này các bác ơi, 25 cân đi ạ. Sau đi các bác, này dưới 30 cân. 30 cân quay đầu cho mới tinh ạ. 30 cân quay đầu chốt má C67 cho em 100.000. C67 giúp em 100k. C67 100.000 của em. 23-24 cân đi ạ. 23-24 cân giúp em nhỉ. 23-24 cân nhé. Phải chỗ phía trong đây ra đây cho chị này. Đặt vào đây. Đặt vào đây. 23-24 cân mới lưu tác cho em nhé. 100.000 và C61 đi ạ. C61 cho em nhé. 100.000. C61 và 100.000. Hàng hiệu Colombia cho em nhé. Chị nào có con gái dưới tầm 16-17 cân này. 16-17 cân áo giò 2 lớp rất xịn 100.000. C67 cho em 100k. C67 giúp em nhá. 100.000 và C67. Em áo sơ mi này bên trong có lớp lót lông cừu nhá, rất xịn luôn ạ. Sau này cho em nhá, chị nào có con tí nữa em lên chị ơi. Bé này bé trai cho em nhá, cân nặng cho em đấy nó là dưới tầm 22 cân đi ạ. C61 chị Nguyễn Thanh. 22 cân quay đầu cho máy này là mã C11 cho em nhá, 100.000 nữa. C11 cho em nhá, 100k. C11 cho em 100.000, blazer cho em này. Blazer cho bạn nào cân nặng cho em nhá, dưới tầm 30 cân quay đầu. 30 cân quay đầu giúp em, mã này cho em là mã G90. G90 cho em nhá. G90 cho em 100.000. Em này là một em phao nhá mọi người nhá. Sao này cho em 13-15 cân đi ạ. 13-15 cân giúp em nhá. 100k A11. Xe 14 chị Hân Nguyễn. A11 cho em 100.000. Đó cái này không xịn. Cái này không xịn hoàn em các chị nhá. Xe bản này không xịn các chị bắt đền em. Trai gái 90 chị Hân Nguyễn. Trai gái cho em rất là đẹp luôn. Dưới 15-16 cân cho em rất xịn cực kỳ. 15-16 cân giúp em. Con trai con gái nha, em thích cho mặc cái kiểu dòng áo như này này. Tại vì kiểu cái gu của mẹ ấy. Mẹ thích lên thành ra cũng hay mua cho bọn trẻ con cái kiểu như này luôn ấy. Xinh cực, mặc rất là khỏe khoắn. Mã D18 cho em nhá, 100.000 thôi. D18 100.000 nào chốt được cuối like sướng. 12-13 cân đi các chị ơi. 12-13 cân cho các con nha. 12-13 cân cho các con luôn nhá, 100.000. Em này là mã C78 100k. C78 giúp em 100.000. Lục Linh check tin nhắn giúp em ạ. Sau này cho bạn nào cân nặng 17-18 cân nhá. 17-18 cân giúp em. C50 Xuân Quỳnh. C50 cho em nhé, 100.000 và C50. 100k và C50 giúp em luôn. Sau này cho bạn nào cân nặng cho em bé gái xinh đấy. Đẹp nhỉ. 16-17 cân giúp em. 16-17 cân giúp em 100.000. 100k mã này là C32 này. C32 cho em 100.000 nha. Sao bé xíu xinh dương 12 cân ạ. 10 cân đến 11-12 cân giúp em 100.000 luôn. Mã K62 100k. K62 giúp em nhé, 100.000 mã K62.
K62 cho em 100.000. Sau này cho bạn nào cân nặng dưới 14-15 cân ạ. 14-15 cân giúp em. Mã 910 cho em 100.000. 910 cho em 100k. Váy mới new tag cho em luôn này. Chị nào có con cân nặng cho em dưới tầm 15-18 cân đi ạ. 15-18 cân trong tổng cao mới new nhá. Em này là mã gì? 87 kia. C87 cho em nhé, 100.000 và C87. 100k và C87. Em lạnh đi nhỉ. 100.000. Các bé nhà mình bao nhiêu cân, cuối like rồi các chị comment lên đi các chị ơi. Nào, tiếp tục nhanh tay nào, không có là buồn hơn để nghỉ lại. Đây, sau này chị An ơi lấy cho bạn 40 cân này. 40-42 cân nhá, ghi lê cho em luôn nhá. 100.000 mà Q15 này, hàng hiệu luôn ạ. Q15 cho em 100.000 nha. Q15 giúp em 100k cho em luôn. 100.000 mà Q15 giúp em cho bé trai dưới 40 cân này. Q15 100.000. Sau này cho bé gái cho em nhá. Thực ra màu đen này em thấy trai gái đều được. 15-16 cân giúp em 100.000, mã cho em là mã E65. Các chị nhanh tay gộp đơn nhá. E65 cho em 100k. Blazer cho bạn nào cân nặng cho em dưới 25 cân đi ạ. 24-25 cân giúp em nhá, 100.000. Mã cho em là mã C36. C36 C36 100k giúp em luôn. Sata tiếp này các chị ơi, blazer cho bạn nào dưới tầm 40 cân cho con gái. Gái dưới 40 cân giúp em. A75 cho em 100.000 này. A75 giúp em nhá, 100k mà A75. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 40 cân đi ạ. 40 cân quay đầu giúp em, mã cho em là mã S66 100.000. S66 giúp em nhá, 100k mã S66. 100.000 mã S66. Sau này cho bạn nào cân nặng cho em xinh đấy, 12 cân đi ạ. 11-12 cân quay đầu mã H84 cho em nhá. H84 cho các con 80.000 đi. H84 80k. Chị ơi lấy cái H84 cho bạn 11-12 cân nhà chị quá xinh. Sau này cho em 45 cân quay đầu. 45 cân quay đầu rằng áo có mũ nhá. 45 cân quay đầu mã H94 cho em nhá, 100.000 mã H94 luôn. 100k mã H94. 100.000 mã H94 giúp em. Sau này xe to tiếp này dưới 40 cân đi ạ. Bé trai dưới 40 cân. Trai dưới 40 cân giúp em 100.000. S66 chị Cẩm Yến. T17 cho em 100.000. Okay. T17 cho em 194 chị Lê Hào, không giấu. Con trai siêu phẩm luôn cho em nhá. 16 cân 17 cân đi ạ, rất xịn quá. 16-17 cân chất xịn. 100.000 mã C65. C65 cho em nhá, 100.000 ạ. C65 100k. Em này cho em hàng hiệu acid nha, xịn cực kỳ luôn. Chị nào có con cân nặng cho cơ phổ dưới 40-45 cân đi ạ. 40-45 cân giúp em 697 100.000 ạ. Mã 697 giúp em nhé, 100k mã 697. 100.000 mã 697 luôn giúp em. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 16 cân mới tinh. 16-17 cân, mã này cho em là mã E60 100.000 nhá. E60 giúp em 100.000. E60 100k. Sau này cho bạn nào cân nặng 15-16 cân đi ạ. 15-16 cân giúp em. 687 chị Lê Hào không giấu. A16 cho em nhé, 100.000. 697 A16 100.000. Đây chị Hân lấy cho bạn con gái 12 cân này. 10 cân đến 12 cân giúp em 100.000. C900 100.000. C900 cho em 100k. Trời ơi. Sau này cho em nhé, 23-24 cân đi ạ. 23-24 cân giúp em. 23-24 cân giúp em mã H89 cho em nhé, 100.000 mã H89. 100k mã H89 luôn. Ôi. Mà thân này ảo rồi hay sao? Đẹp quá. Đây phần chị vậy. 25 cân quay đầu các chị ơi. 25 cân quay đầu giúp em 100.000. C75 ạ. C75 giúp em 100k nhá. C75 100.000. Sau này cho em nhá, chị nào có con gái cho em nhá, dưới 40 cân đi ạ. Dưới 40 cân giúp em, nhanh tay em lên nốt mấy cái lên nghỉ like đi ạ. Mà Q24 cho em 100.000 này. Q24 giúp em 100.000. Gió cho bạn nào cân nặng cho em dưới 40 cân tiết này.
Giò 40 cân quay đầu giúp em 100.000. C68. C75 chị Trịnh Yên. C68 100.000. C68 100k. Con trai cho em nhá, dưới tầm 12 cân ạ. 12 cân quay đầu giúp em. C76 cho em 100.000 ạ. C76 100k. 11 12 cân quay đầu. 11 12 cân mã Y23 100.000. Y23 giúp em nha. 100k cho mã Y23. 100.000 mã Y23 giúp em luôn, chất rất xịn. Size to tiếp này các chị ơi. C68 chị Lương Vũ. 45 cân quay đầu giúp em nhá. Hàng hiệu luôn cho em 100.000, mã trên là mã C97 này. C97 giúp em nhé, 100k và C97 luôn. Size to tiếp này các bác ơi, size to là cho bạn nào cân nặng cho em nhé. Dưới tầm 45 cân đi ạ. 40 cân, 45 cân giúp em, áo thể thao xịn nhé, 100.000 luôn. Mã 676 100k. 676 giúp em 100.000 nhé. Chị Nguyễn Điệp ơi, mình không gửi địa chỉ nhé, em dừng chốt đơn ở một mã nhé chị nhá. Ôi, mua hàng có một cái địa chỉ mà gọi mà từ nãy giờ vẫn không gửi đấy các bác. Có lấy hàng không mà địa chỉ không gửi. Không có địa chỉ nhà em gửi hàng làm sao được cho mọi người. Nhà em chốt đơn qua tin nhắn có gọi điện đâu mà các bác không gửi địa chỉ. 902 cho em 100.000, con gái 40 cân quay đầu. 902 100k. Kaki siêu phẩm 22 cân quay đầu này. Kaki siêu phẩm 22 cân quay đầu giúp em 100.000 không phải nghĩ. C14 100.000 này. C14 cho em 100k và C14. Xịn vãi. Q24 chị Nguyễn Điệp. Và bác nào được cái này xuất sắc nha. 30 cân quay đầu cho em siêu phẩm đát này. Em này 150, chị nào nhanh tay thì được. C24 150. C24 cho em 150 nhé. C24 giúp em nha. 150 chất mã C24 cho em. Blazer 78 15 cân quay đầu này. 15 cân quay đầu giúp em nhá. 100.000 và C12 này. 100k và C12 giúp em. Rồi ôi em có cái jean này chị nào nhanh tay. C24 Phùng Nga. 23 24 cân giúp em nhá. 100.000 cái này và C1 này. 100.000 và C1 giúp em. 100k và C1. Em này cho em nhá. Tay lỡ. Tay lỡ giúp em nhá. Sao này cho em 40 cân quay đầu. 40 cân quay đầu mà 900 cho em nhá. Bộ 900 nhá, 100.000 ạ. 900 100k. Gái size to này các chị này. Gái size to cho em dưới tầm 40 45 cân ạ. 40 45 cân mã 667 nhá, 100.000. 667 giúp em nhá, 100k. Sao này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá. Dưới tầm 35 38 cân đi ạ. 35 38 cân giúp em 100.000. T47. T47 cho em nhá, 100k mã T47. 100.000 mã T47 giúp em luôn. Ai đây? Ui giời ơi, xem lần rồi cuối live rồi còn lại nữa. Đẹp vãi trưởng luôn, xem lại làm gì chị ơi. Ôi nghĩ nhiều làm gì, có 100.000 mà sao phải nghĩ. Ôi. Nhanh tay chốt nhà em nghỉ live giờ đây ạ. Em nghỉ live đây. Sao lại cho em tiếp này, chị nào có con gái dưới 25 cân đi ạ. 25 cân quay đầu giúp em 100.000, sao về xem lại làm gì. 676 100.000. 676 100k. Sao này tức tiệp cho em luôn. Chị nào có con cân nặng cho em như thế này nhá. 40 45 cân đi ạ. 40 45 cân mà 633 100.000. Con đó mã C1 chị ơi. Chị Hân Nguyên ơi. Mã đó là C1 chị ơi. Lên cái mã kia cho chị Hân đi, chị để lại cho chị Hân đó. Ok. Sao lại cho em nhá. Chị nào có con cân nặng cho cô vô đẹp nhất 35 cân quay đầu. 35 cân quay đầu 100.000 và C92. 100.000 và C92 giúp em. 633. C92. Úi dồi. 633 với C1 chị Hân nữa nhá. Này còn tặng cái đẹp đây, phần bác Hân cái này luôn. Thấy A ra đang định lên cái con gà xinh xinh này, bảo tôi để lại này. Xinh vãi. Cái mũ này yêu chưa? 11, 12 cân thì quá đỉnh của chóp luôn. Xinh rất là xinh. 100.000. C47 này. C47 giúp em nhé, 100.000 và C47 luôn. Trai 12, 13 cân đi ạ. Trai 12, 13 cân giúp em. C74, 100.000 này. C74 giúp em 100.000 các chị nhá. Gió cho em này. 22 cân quay đầu giúp em. Trai gà mắc màu này đều sạch, 100.000 và C70 này. C47 chị Hân Nguyễn. C70 100.000. Sau này cho bạn nào có cân nặng dưới tầm 30 cân nhá. 30 cân quay đầu giúp em 100.000. C73. C73 cho em 100.000. Sau này cho bạn nào có cân nặng dưới tầm 15 16 cân nhá. 15 16 cân giúp em. C17 cho em nhá, 100.000 và C17. 100.000 và C17 giúp em luôn. Chứ còn túi nào to hơn size từ 40 không chị? Còn túi nào to hơn size từ 40 không? Không. Ừ. 40 mà không vừa thì chỉ có vào bao thôi. C17 chị Hân Nguyễn. Sao này cho em nhá, 40 45 cân đi ạ. 40 45 cân giúp em nhá.
Mã này cho em là C49 100.000 đi ạ. C49 cho em nhá. 100k mà C49 luôn. 100.000 mà C49 giúp em rất là đẹp. 100.000 mà C49. Ôi, nhéo da này xinh kinh khủng luôn ý. Chị nào có con cái nặng cho em. Ơi. Con chị Hân vừa luôn. Cái này hơi rộng một tí, được. 13, 15 cân đi ạ. À, bảo sao? Chị chuẩn bị đi Đà Lạt chơi. Ai? Chị Hân. Thế thì phải sắm những cái này là hợp lý rồi. Mua xong rồi dắt con đi Đà Lạt chơi. Đi Đà Lạt chơi thì nhớ được. Nhớ trả feedback cho nhà em nha. Đi Đà Lạt chơi, bao giờ chị đi đấy? Nếu mà kịp thì tối mai thứ bảy à? Em có áo lông cho các con đấy, xong rồi ship nhanh cho bác mà đi chơi. Áo lông cho bạn ấy mà đi Đà Lạt thì chụp ảnh thì hết sảy luôn. Lồng lộn nhất Đà Lạt. Đẹp lắm. Áo lông tối mai rất là đẹp cho các con, cả trai cả con gái luôn. Sau này cho em nhá. À, nếu mà kịp em giặt cho cả, giả ép một lớp lông cừu nữa. Giả ép một lớp lông cừu mà giả một lớp đấy thì em thấy là kể cả ở Sài Gòn cũng mặc ok luôn ấy. Sau này cho em nhá. Em nhìn con chị Hân thích dã man chị ạ. Thế á? Sành điệu thôi rồi luôn. Thế á? Chị nào có con dưới 15 cân cho em, cái này xinh á. 100.000 đi mà C60. C60 100k giúp em. Chúng nó đã check in form của chị rồi, nhìn thấy con chị ở nhà chị rồi cả. Đã xinh lại còn sành điệu. Sau này cho em nhá, chị nào có con trai 15-16 cân này. 15-16 cân giúp em. C44 cho em nhá, 100.000 hàng hiệu của Đáp này. C44 100k. Ôi, cái áo này đẹp chưa? Maximum dưới 30 cân cho em cực phẩm. Maximum dưới 30 cân cho em nhá. 30 cân quay đầu và xe lăn. Ơi, chị có 4 đứa nên là chị vào nhà em là chuẩn bài rồi chị ạ. Trời ơi, mẹ trẻ mà đã có 4 đứa con được cả. Sau này 30 cân quay đầu. 30 cân quay đầu giúp em. Đồng con đồng của. C25 cho em nhá. C25 của like 100.000 ạ. C25 100k luôn. Áo gió cho em nhá, bé gái 30 cân quay đầu. Xinh bãi. Em đi chơi chụp ảnh siêu đẹp luôn. C41 chị Vũ Mai. Em này cho em 30-35 cân đi ạ. 30-35 cân, mã trên là mã Q81 100.000 nữa. Q81 100.000. Con gái cho em nhá, dưới tầm 14-15 cân. 14-15 cân giúp em. Mã 928 cho em 100.000 ạ. 928 giúp em nhá. 100k mã 928. Blazer cho em tiếp tục này. 35 cân quay đầu đi ạ. 35 cân quay đầu giúp em. C29 100.000 ạ. Q81 Hân Nguyễn. C29 cho em nhá, 100k mã C29 luôn. C29 100.000. Sau này cho bạn nào có nặng cho em nhá, dưới tầm 15-16 cân. Ơi. Cái 15-16 cân giúp em, mã này cho em là mã C33, 100.000 mã C33. 100k mã C33 cho em, có một cái áo da thôi các chị ơi, chốt nhanh áo da này nhá, mặc lên cực kỳ sang chảnh luôn. Bạn nào có nặng dưới tầm 25-26 cân đi ạ. 25-26 cân giúp em nhá, 100.000 cái này không phải nghĩ, các chị chốt nhanh còn mấy cái C57 100.000 này. C57 100.000 giúp em. Dáng trùng mông cho em 16 cân đi ạ. 15-16 cân giúp em, 16-17 cân dáng trùng mông. C85 cho em nhé, 100.000. C85 cho em 100k. Sau này cho em bạn nào có nặng dưới tầm 20 cân cho em nhé. 20 cân quay đầu giúp em luôn. Chất xịn lắm, bên trong lớp lót cũng trần trám luôn. Dưới 20 cân giúp em nhé, 100.000. C46 100k. C46 100.000 ạ. Blazer cho bạn là size to cho em nhé. Size to cho em đẹp nhất là dưới tầm 35-38 cân này. 35-38 cân nhá. Blazer 35-38 cân mà A45 cho em nhá. A45 100.000 đi ạ. Ôi, 11-12 cân xinh chưa? 11-12 cân nhá. Cái blazer này trai gái mặc đều ok này. 11-12 cân giúp em. Mã này cho em là mã C92 cho em 100.000 này. C92 100k giúp em luôn. Blazer size to tiếp thì các chị ơi, 30 cân quay đầu nhá. 30 cân quay đầu giúp em 100.000. C30 này. C30 giúp em nhá, 100k và C30 luôn. 100.000 và C30 giúp em luôn, rất đẹp. 13 cân, 13 cân, 15 cân này, 100.000 cái này nhá. C58 các chị ơi, 100k và C58. 100.000 và C58 giúp em. 13 cân, 12, 13 cân giúp em. C46 chị Xuân Tâm. C39 nhá, 100.000 và C39 luôn. 100k và C39 giúp em nhá. Blazer cho em này, rất là đẹp luôn, 20 cân quay đầu đi ạ. 20 cân, 22 cân giúp em 100.000. Mà A6 cho em 100k. A6 cho em 100.000 này. A6 100.000. Sau này cho em nhé, chị nào có con đây. C46 chị Nguyễn Thanh. Cái này rất đẹp luôn. Sau này cho bạn nào có nặng cho em dưới 25 cân quay đầu. 25 cân quay đầu mã A80 nhé, 100.000 mã A80. A80 cho em nhé, 100k mã A80 giúp em. Xuất sắc. Sau này cho em nhé, chị nào có con cái nặng cho em đẹp nhất là dưới tầm 25-26 cân đi ạ. C58 chị Sang Nguyễn. C34 cho em nhé, 100.000 mã C34. 100k mã C34. Áo khoác cho bé gái rất xinh luôn, 12 cân 13 cân này, đẹp nhỉ. 12-13 cân giúp em 100.000.
C53 đi ạ. C53 cho em. C92 chị Nguyễn Thanh. Cái này đẹp xuất sắc luôn này. Maximum cho em dưới 30 cân quay đầu cho em nhá. 25-28 cân đẹp nhất. 25-28 cân đẹp nhất cho mặt C500.000. C5 cho em nhá, 100k mà C5. Em này hàng hiệu của Nike cho em nhá. Sau này cho bạn nào cân nặng cho em dưới tầm 30-35 cân, 36 cân nhá. 35-36 cân giúp em cho bé gái nhá. Con gái mã C90 cho em, Nike cho em 100.000 đi. Tiếp tục này các chị này. Bạn nào cân nặng cho em nhá, dưới tầm 35 cân 36 cân tiếp này. 35-36-37 cân đều được, cho mã này là mã C89 100.000 đi ạ. C89 giúp em nhá, 100k mã C89. Trai gái đều được, ưu tiên trai nhá. Em này đẹp nhất cho em dưới tầm 45 cân. 45 cân quay đầu mà C99 100.000. C99 100k giúp em, hàng hiệu của Kepa. Sau này cho bạn nào dưới tầm 35. 35 cân quay đầu giúp em nhá. 35 cân quay đầu cho mã này là mã C96 100.000 này. C96 giúp em nhá. 100k mà C96 luôn giúp em. Sau này cho bạn nào dưới tầm 14. C99 chị Hân Nguyễn. 14-15 cân đi ạ. 15 cân quay đầu mà 666 100.000 này. 666 cho em nhá, 100k mà 666 luôn. Ghi lê này các chị ơi. Ghi lê cho em nhá. Cho bạn nào cân nặng cho em dưới tầm 25-28 cân đi ạ. 25-28 cân chất mặt Y7 cho em nhá. 90.000 mà Y7. 90k mà Y7. Em này áo gió đây. Chị Hân lấy cho bạn 37-38 cân đây này. Dưới 40 cân áo gió. 695 cho em nhá, 100.000. 695 giúp em nhá, 100k mà 695 luôn. 100.000 mà 695 giúp em nha. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, đẹp nhất cho em dưới tầm 30 cân đi ạ. 30 cân quay đầu giúp em. Sau đây các bác này 35 cân nhá. 100.000 mà C37, các bác chị C37 100.000. C37 giúp em nhá, 100k. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em đẹp nhất là bé gái dưới 30 cân này. Gái dưới 30 cân giúp em 609 100.000. 609 giúp em nhé, 100k và 609. C37 chị Hân Nguyễn. Còn 12 cái jean thôi các chị này. 12 cân quay đầu giúp em nhé, 100.000 và C77. C77 giúp em nhé, 100k. C77 cho em 100.000 ạ. C77 giúp em 100.000 nha. Bốn mươi cân đi các bác ơi, đẹp lắm, chất thể thao. 40 cân quay đầu giúp em nhá, dưới 40 cân giúp em luôn nhá. C77 chị Hân Nguyễn. Dưới 40 cân giúp em luôn nhá, 100.000 đi ạ. 610 100k. 610 giúp em nhá, 100.000 và 610. 100.000 và 610 giúp em. Sau này cho bạn nào có cân nặng cho em nhá, đẹp nhất cho em dưới tầm 17-18 cân. Mã cho em là mã 642 100.000 này. 642 giúp em nhá, 100k mã 642. 100.000 mã 642 giúp em luôn. 100.000 mã 642, cái này của con trai nhá. Em này cho em 35-38 cân đi ạ. 35-38 cân chất mã A2 cho em nhá. A2 cho em luôn 100.000 này. A2 cho em 100k nhá. 100.000 chất mã A2. Sau này cho em luôn nhá, xinh thế. Bé trai cho em 16 cân 17 cân đi ạ. 16-17 cân giúp em 100.000 mã 602 này. 100.000 mã 602 giúp em nhá. 602 100.000. 610 chị Võ Hồng. Size to này các chị ơi, 40 cân quay đầu nhá. Bác Hân lấy cho bạn này 40 cân này. 40 cân quay đầu giúp em, mã này cho em là mã Y4. Y4 cho em nhá, 100.000. Y4 cho em 100k. 35-38 cân các bác ơi, con gái hàng hiệu Kepa. 35-38 cân nhá. 38 cân quay đầu cho mã Y9 100.000. Y9 cho em 100.000 này. Y9 cho em nhá, 100k cho mã Y9 luôn. 100.000 cho mã Y9 cho em. Trời ơi, cái chất này xịn kinh khủng luôn. 14-15 cân đi ạ. 14-15 cân giúp em nhá. Mã này cho em là mã C27 100.000. C27 cho em 100.000 nhá, mọi nhá. C27 cho em 100k luôn giúp em. 100.000 và C27. Cái dạng kẻ này xinh quá. Chị có lấy cho bạn 12-13 cân này chị này. Mã này cho em là mã C41 100.000 này. C41 cho em 100.000 luôn. C41 cho em nhá, 100k mà C41. Ôi dồi ôi, xinh đấy. Xinh đã man luôn, mặc với chân váy xòe xinh gì nữa. 15 cân quay đầu. Mã C59 100.000 này. C59 cho em nhá, 100k và C59 luôn. C41 chị Hân Nguyễn. Xinh ơi xinh luôn. Đây cái này bạn ấy khoác choàng mặc với cả những cái váy sát nách tuần qua cũng rất là xinh luôn. 12-13 cân mã T96 100.000. T96 100k. Rồi, đây con trai này. 35-36 cân giúp em này. 35-36 cân giúp em. Đấy, sắc luôn. 100.000 cái này không phải phí nhá. C8 này. C8 100k. C8 100.000. C7 chị Nguyễn Thanh. C8 100k giúp em nhá mọi người nhá. C8 100.000 luôn giúp em. Đấy, C8.
C8 chị Hân Nguyễn. Xinh chưa? Chất xịn cực kỳ nhá. Lên dáng em rất là thích bọn trẻ con mặc kiểu dáng như này nhìn rất là khỏe luôn nhá. 20 cân quay đầu cho em nhá. 20 cân quay đầu giúp em 100.000 bàn tát em ơi. 100k lấy tát ra đi, nhanh bỏ đi bỏ qua đây. D98 đi ạ, 100.000 ạ. D98 nhá, bàn tát chị D98 100.000. D98 giúp em 100k. Áo thun nhá, cái này kiểu chất của nó kiểu chất gì nhỉ? Thun lạnh nhá. Em này cho em dưới tầm 15-16 cân các chị nhá. 15-16 cân tặng chị nào đang có đơn nhá. 50.000 mà T23 này. 50.000 mà T23 áo ấy, áo chất thun lạnh nhá. Size này cho em nhá, xinh thế. Trai gái cho em dưới tầm 15 cân cho em rất đẹp. 15 cân quay đầu em báo luôn nha. À không, cái này mặc không cần đâu cũng được. Cái này sẽ tại vì nó có hai cái khóa lên là không, cũng không cần phải khắc phục đâu. Có một cái tay cầm của cái phía trên nó bị tuột mất cái tay cầm ấy, các chị về có thể buộc một tí dây vào đây cho em kéo lên, còn nếu không thì dùng bằng cái một cái khóa ở dưới này cũng được, ok cho em này, này. Đó, em vẫn mất tiền nhá mọi người nhá. Chị nào có con cái nặng dưới tầm 15-16 cân trai gái đều rất đẹp, cái riêng màu này mix đồ rất dễ. 15 cân quay đầu nhá, em mất luôn cái này còn 60.000 mà T63 này. T63 ghi chị đã báo cho chị nhá, khóa cũng không cần phải sửa. D98 chị Yến Oanh. Cọc tay này các chị này, cọc tay cho bé gái dưới 30 cân nhá, siêu đẹp. 30 cân quay đầu giúp em nhá. 80.000 mà C79 này, bắn tác C79 80k. C79 80.000 ạ. 8 đến 11 cân cho em này. 8 đến 11 cân giúp em nhá. 80.000 chốt mã này cho em. Lấy tác vào mã đi. Tám mươi nghìn mà H34 nhá. 11 cân quay đầu H34 80.000 ạ. H34 cho em 80k. Sau này cho bạn nào 17-18 cân đi ạ. 17-18 cân giúp em. Mã trên là mã Y8. 100.000 mã Y8 luôn. 100k chất mã Y8 giúp em luôn nhá. Con trai nốt này các bác ơi, nhanh tay 20 cân quay đầu. Trai dưới 20 cân giúp em nhá, để em nghỉ like đây. Trai dưới 20 cân mã M8 cho em 100.000 này. M8 cho em nhá, 100k mã M8 á. 100.000 mã M8 giúp em Y8 chị Hân Nguyễn. Sau này cho bé trai đi ạ, đẹp nhỉ. Con trai giúp em nhá các chị yêu nhá. Bé trai cho em cân nặng cho em dưới tầm 20 cân. Rồi lên dáng cái này nhá, đẹp xuất sắc luôn. Cái này con trai nhà em vừa đấy, em rất thích cho bạn mặc kiểu như này nhìn rất là khỏe, và quần jean màu rất là ok luôn. Chị nào có con dưới 20 cân cho bé trai H32 cho em 100.000. H32 giúp em nhá, 100.000 mà H32. Size to này chị Ân này. Size này chị lấy cho bạn 40 4, cái này 40 43 cân vẫn vừa. 40 43 cân chị nào vừa cái này lấy luôn, con nhà mình vừa cái này về Y2 cho em 100.000 đi. Y2 cho em nhá, 100k mà Y2. Rồi. Xuất sắc luôn. 40-42 cân cho em tiếp này. 40-42 cân Puma D29 100.000 ạ. D29 giúp em nhé, 100k và D29. Con gái cho em nhé, Y2 chị Hân Nguyễn. 40 cân quay đầu cho bé gái luôn. Bé gái dưới 40 cân mà D47. D47 cho em nhé, 100.000 mà D47. 100k cho mà D47 giúp em luôn. Size to này. Em này dưới 50 cân cho em nhé. 50 cân quay đầu giúp em 100.000. K90 K90 100k giúp em. Áo váy cho con gái nhé, chất kaki rất là xịn và đẹp luôn này. Dàng áo váy cho em nhé. 21-22 22 cân quay đầu mã C35 cho em 100.000 này. C35 giúp em 100.000 ạ. Sau đây cho bạn nào có cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 35-38 cân 100.000. C88 này. C88 100k. C88 100.000. C35 chị Hân Nguyễn. Sau đây cho bạn nào cân nặng cho em dưới tầm 22-23 cân đi ạ. 22-23 cân giúp em mã 105 cho em nhé, 100.000 mã 105. 100.000 mã 105 giúp em luôn nhá. 105 100k giúp em. Nốt cái blazer này các chị này. Blazer cho bạn nào cứ nặng cho em cái này nhá, kaki hết rồi sao nhá. Bạn nào cứ nặng cho em cái này đấy nhất là dưới tầm 22-23 cân, mã cho em là mã C22 cho em nhé, 100.000 mã C22. 100k mã C22 giúp em luôn nhá. Cho chị cái kia con này chị ăn vừa luôn. Thôi. Cái gì cơ? Nhìn cái tay áo của cái set ấy, set rồi xong.
nó có hai cái, một cái hơi váy cũng bắn có khi bắn được áo ấy. Cái này bạn ấy hơi rộng một tí nhá, nhưng mà em nghĩ là lớn hơn là mặc ok đấy. Cái này trên 40 cân ạ, 40 43 cân tiếp. Maximum 45 cân nhá. Đây 91, cái này 100.000 nhỉ, chốt luôn ạ. Mới tinh. Đây bao nhiêu? 91 này. Đây 91 cho em 100.000. Gái xinh vãi trưởng luôn. Trời ơi. Tại bác ăn lấy cái này cho con gái quá yêu. 12 13 cân cho em, xinh đấy, nhưng mà cũng ngon đấy. 100.000. Chắc anh cái này cho em. Chị Hân Nguyễn. C63 cho em 100.000. C63 cái đấy quá đẹp luôn. C63 giúp em nhé, 100g và C63. Gió một lớp cho bạn dưới 40 cân này. Áo gió, áo chui nhá, áo gió một lớp 40 cân quay đầu giúp em. Puma C39 100.000 này. C39 cho em nhé, 100g và C39 luôn. 100.000 và C39 giúp em. C39 cho em 100.000 nha. Chị Hân lấy C63 đi, xinh lắm. Size cho em nhé, bạn nào vẫn đang cho em 25 cân đi ạ. 25 cân quay đầu giúp em 100.000. 619 100.000 nhá. 619 giúp em nhé, 100g và 619 luôn. 100.000 và 619 giúp em nhá. Sau này cho bạn nào cái nặng dưới tầm 22 23 cân đi ạ. 100.000. A10 A1 cho em nhá, 100.000 và A1 cho em. Ok, để lên nó cho mọi người. Hai cái này để mình lai nhá. Sau này cho em nhá, chị nào có con cân nặng cho em này, đẹp chưa? 40-43 cân cho em nhá. Cái này cực phẩm luôn, mã C72 cho em nhá. Thôi rồi, vẫn lấy 150 thì cuối line. C72 150. Tiếp tục ạ. 22-23 cân quay đầu, mới tinh nhá. 22-23 cân quay đầu 150 tiếp, C4 á. C4 cho em 150 nhá. Ok không? Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người tối nay nhá mọi người nhá. 20:30 em lên nhá. Ok. Nghỉ lại, cho nó ra bạn ở đây chị nghỉ lại. Chị Lương Vũ. Đây, giờ chị ra đây, chốt xong chưa? Ok. Bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người tối nay nhé mọi người nha.